Hpt Channel. Xin chào các bạn thính giả yêu quý của kênh truyện HPT Channel. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được mang đến cho các bạn bộ truyện Bà xã Bảo Bối. Trong một lần bắt gặp cô đang sống phì hạ gục hơn 10 ngàn đàn ông trong một quán bar, anh đã không thể nào ngừng tò mò và bị thu hút bởi cô gái quá mạnh mẽ này. Anh vừa là chàng tổng tài cao ngạo trên thương trường, vừa là thiếu chủ sắc lạnh trong giới hắc đạo. Điều tra ra, anh mới biết cô là đại tiểu thư họ Từ, nhưng mẹ mất sớm, bị cha ruột và dì ghẻ ghẻ lạnh, bị thương từ nhỏ, đặc biệt là sau khi phát hiện cô bị chính cha ruột giam giữ cho nhịn đói và bắt cô phải lấy chồng vì lợi ích của gia tộc, anh lại càng phẫn hận và lập tức dẫn người đến tự ra cứu người. Về mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, anh sẽ làm gì để bảo vệ cô và chống lại người cha độc ác của cô? Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh chuyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Tại biệt thự Cao Gia, khi Khả Ngân và Yến Phương tự sân bay trở về nhà, đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng đợi ở cửa. Dường như năm tháng không thể xóa nhờ vẻ đẹp phúc hậu của bà, mẹ của Yến Phương. Mẹ, nhớ người qua đi thôi. Cao đại tiểu thư nũng nịu sao vào lòng của mẹ Ai có thể ngờ rằng tổng giám đốc cao nổi tiếng lạnh lùng giờ phút này lại như một đứa con nít vội vĩnh cương chiều. Ánh chiều tà chiếu rọi vào một khung cảnh hài hòa như vậy. Khả Ngân đứng bên cạnh, thu hết mọi thứ vào trong mắt, mỉm cười, nụ cười thật đẹp, xem lẫn cả vui mừng và ngưỡng mộ. Cái con nhỏ này đã lớn như vậy rồi, mau, Khả Ngân lại đây nào, chúng ta cùng vào trong nhà dùng cơm tối, bác cáo của con đang đợi bên trong đó. Cao phụ nhân yêu thương dắt tay hai cô con gái xinh đẹp đi vào trong nhà cha bác trai cả hai động thanh gọi chủ tịch cao vui vẻ ngoắc tay với hai người ngoan hai đứa lại đây nào nhìn một nhà hòa thuận như vậy sống mũi của khả ngân cay cay cô đã từng ước ao được yêu thương từng được khát cầu hạnh phúc nhưng cuối cùng cô cũng tìm được những con người này không cùng chung huyết thống với cô nhưng lại có thể dễ dàng thỏa mãn niềm tin yêu trong cô khả ngân tin rằng mình đang có hạnh phúc chỉ tiếc rằng không phải là từ cha mẹ của cô cô thực sự rất thương vợ chồng cao thành Họ xem cô như là con gái, ngay từ nhỏ đã đối đãi với cô thật sự tốt, hình như họ yêu thương Yến Phương bao nhiêu thì cũng dành từng đó tình cảm cho cô. Dùng xong bữa tối, cả nhà đều an vị ở trong phòng khách để dùng đồ điện tâm. Cô và Yến Phương díu dít chuyện trò đùa giỡn như ngày bé, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng lớn. "Phương Nhi này, cha cha có chuyện muốn nói." Cả hai ngừng đùa giỡn, quay sang nhìn cha cao vẫn còn đang ấp úng, hai cô chưa từng thấy dáng vẻ này của ông. Mẹ Cao thì khóe mắt đỏ ửng. "Cha, có chuyện gì vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại khóc chứ?" Yến Phương lo lắng nắm lấy tay của mẹ, hoang mang nhìn hai người. "Lần này, ta cho gọi con về là để kết hôn." Cha Cao chậm rãi lên tiếng. "Cái gì chứ?" Cô và Yến Phương giật mình hét lớn. "Thực ra thì công ty đang gặp khó khăn, con gái à. Cha đã cố gắng để trông đỡ, nhưng đã tới kỳ hạn trả nợ ngân hàng." Số tiền quá lớn, chúng ta không thể xoay sở nữa." Cô thấy Yến Phương im lặng cúi đầu, Khả Ngân có thể nhận ra được cô ấy đang run lên. Cô đau lòng ôm lấy Yến Phương, vỗ nhẹ lên đôi vai mảnh khảnh của cô ấy. "Bác trai, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?" Khả Ngân nhẹ nhàng hỏi cha cao rồi quay sang Yến Phương. "Cậu là giám đốc điều hành mà tại sao lại không biết gì à?" Yến Phương cũng lắc đầu, "Cũng đúng, nửa năm qua cô ấy được điều sang quản lý chi nhánh ở Nhật Bản." việc kinh doanh trong nước hầu như đều do cha cao xử lý. Người đó là ai hả cha? Thật lâu sau, Yên Phương mới lên tiếng hỏi. Chiều mai sẽ có cuộc hẹn với hắn, còn tới địa điểm sẽ liền rõ. Phương Nhi cha thực sự xin lỗi con. Yên Phương thấy được những nếp nhăn vẫn còn hẳn sâu nơi khóe mắt của ông. Cha của cô đã già thật rồi. Phương Nhi, con có thể không đồng ý. Mẹ, mẹ sẽ rất đau lòng. Mẹ cao nghẹn ngào, hai mẹ con bọn họ ôm nhau nức nở. Khả Ngân nhìn một màn này mà ruột đau như cắt, họ vốn như người nhà của cô. Cô nhìn thấy cao gia gặp khó khăn, Khả Ngân hận mình lại không thể giúp đỡ. Thành phố Thượng Hải đã lên đèn, càng về khuya, nhiệt độ lại càng xuống thấp. Đây là thời gian bắt đầu mà hoạt động cho thế giới về đêm. Tại Black Night Club, tiếng nhạc sầm xịt in ỏi, rồi bạ tính giác của những người tại nơi đây. Ánh đèn màu trói lóa, xoay chuyển hòa với điệu nhạc lắc lư. Sao chúng ta lại phải tới nơi này? Khả Ngân nhíu mày đã đủ loại âm thanh nhức đầu vang vọng. Tới đây để thư giãn, tối nay chúng ta phải chơi thật đã. Yến Phương hôm nay diện một chút quần đùi ngắn ngủn, áo sơ mi trắng lửng để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô đưa tay nhảy theo điệu nhạc. Cho tôi hai ly, đi, loại mạnh nhất. Yến Phương vẫy tay, gọi anh chàng bartender đang đứng ở pha chế trong quầy rượu. Điên thật, đại tiểu thư của tôi ơi, cậu chán sống rồi sao? Khả Ngân tính đưa tay ngăn cản, nhưng cánh tay liền đã bị Yến Phương gạt ra. Thôi đi, từ đại tiểu thư, tiểu lượng của cậu thế nào, tôi biết rõ mà. Chúng ta phải vui chơi một đêm cho thỏa mãn, dù sao thì tôi cũng sắp kết hôn rồi. Khả Ngân im lặng không nói gì nữa, đòn lấy ly rượu từ trên tay của anh chàng bartender, vừa đưa tới, nốc cạn một hơi. Yến Phương cười híp mắt, kéo Khả Ngân bước vào sàn nhảy. Nhà càng lúc càng sôi động, mọi người như ngừng hẳn hoạt động, ánh mắt chăm chú, nhìn hai bóng dáng xinh đẹp, đang lắc lư trên sàn nhảy. Hai cô gái hội tụ đủ đẹp, sexy và quyến rũ. Từng đường cong ẩn hiện dưới lớp trang phục, khiến cho tất cả đàn ông ở đây đều phải khát khao. Khả Ngân thôi không ý kiến nữa, cô cũng muốn buông lỏng bản thân, xua tan những mệt mỏi đã chịu đựng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy đêm này thật là hay. Bỗng một cánh tay vọng qua eo của Yến Phương, cô chừng mắt nhìn xem là tên chán sống nào. Chưa kịp quay lại, chỉ nghe một tiếng rắc. Khả Ngân nhanh chóng tung cước đá thẳng vào bụng tên dê sộm kia. Cô nắm lấy cổ tay của hắn bẻ ngược ra phía sau. Tiếng xương bị gãy vang lên rõ ràng khiến cho người ta phải kinh sợ. Tiếng nhạc tự nhiên cũng ngừng lại. Quán ba trở nên yên ắng, chỉ còn có mỗi tiếng hít thở của mọi người. Đồ hốn hả? Anh vừa mới làm gì quầy thế à? hả? Khả Ngân tức giận đá vào người hắn thật mạnh. Hôm nay cô mặc áo sơ mi với quần da đen, ôm lấy đôi chân thon dài, rất thích hợp để hành động Yến Phương cũng sợ hãi, cô vội vàng chạy nhanh ra đằng sau của Khả Ngân. Trời với nhau tự nhỏ, Yến Phương rất biết tính của cô. Một khi đã tức giận lên thì tên này đã tới đường chết. Khả Ngân, đi thôi, tôi không sao. Yến Phương kéo áo của cô định rời đi thì tên đàn ông lúc nãy vẫn còn đang nằm rên rỉ trên sàn nhà. Đã bỏ lùm cùng đứng dậy, chắn ngang hai người. Con danh, mày giỏi lắm, mày đánh ông mày, rồi định bỏ chạy hay sao chứ? Đâu có dễ như vậy, chúng mày đâu, lên đập chết nó cho tao. Hắn vừa mới dứt lời, cả chục tên áo đen cùng nhảy lên trên sàn vây quanh hai cô gái. Khả Ngân chỉ kịp đẩy Yến Phương ra ngoài, lên gần đền cốt chuẩn bị đánh trả bọn chúng. Cô uyển chuyển né tránh từng quyền của tên một, Khả Ngân đánh cận chiến cũng không tệ, nếu không muốn khen ngợi là giỏi. Chân dại nhanh chóng nâng lên, nền vào bụng của từng tên, tiếng rên dị vang vọng. Mọi người chỉ biết kinh sợ, trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào cô gái, một phút trước vẫn còn quyến rũ trên sàn nhảy. Giờ này gương mặt đã trở nên lạnh băng, ra tay vô cùng ngoan độc. Những tên vệ sĩ áo đen của lão dê ruộng kia cũng là có thực lực, nhưng khả ngân cũng không thua kém. Cô khéo léo nế đòn rồi phản công trở lại, từng người, từng người ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Tên dê sụp kia sợ hãi, tính bỏ chạy, thì khả ngân liền vơ lấy một chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn, ném thẳng về phía hắn. Tiếng thét trói tai vang lên, hắn đau đớn ôm đầu ngã xuống đất. Khả ngân bước tới, dẫm lên người của hắn, trừng mắt nói, Gan thật, dám chạm vào bạn của tôi Ông chán sống rồi sao Cô dấm mạnh lên bàn tay lúc nãy Chạm vào người của Yến Phương Ông ta hét lên tuyệt vọng Bàn tay này coi như bị phế Làm ơn, làm ơn tha cho tôi Khả Ngân không thèm để ý Bước lại kéo Yến Phương rời đi Ta về thôi, không vui gì cả Mọi người á khẩu nhìn bóng lưng của hai cô gái rời đi Họ không thể ngờ được rằng Ngoài cái dáng vẻ dịu dàng kia Lại có sức mạnh kinh người đến như vậy Quay sang nhìn những người đàn ông bị hạ ngục bởi khả ngân Họ thấy cảm thông sâu sắc Tiếng nhạc lại vang lên Cuộc sống về đêm lại tiếp tục Không ai biết rằng một màn hấp dẫn vừa rồi Đều được thu vào trong mắt Của một người đàn ông ngồi trên phòng vip Ở lầu hai kia Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ Thấm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh tế Nhấp buồn ngụm ánh mắt của anh sâu thẳm Nhìn xoáy sâu vào bóng dáng quyến rú Của cô gái đang tựa trên quầy ba Khóe môi khẽ nhếch lên Một nụ cười mờ ám Thực sự là một cô gái thú vị tại một quán ăn nhanh bên đường. Sau khi gọi một bàn các món ăn tứ xuyên mà cả hai cùng yêu thích, Yến Phương quay sang nhìn chằm chằm Khả Ngân, vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Cậu vẫn còn tức giận chuyện kia sao? Không có. Khả Ngân đáp lại. Tớ hứa là sau này sẽ không tới đó một mình nữa nếu như không có cậu. Yến Phương cầm tay của Khả Ngân, lắc lắc, giọng nói đúng điệu. Khả Ngân bật cười, khóe mắt híp lại. Tốt nhất là như vậy. Nhưng mà cậu cử thật đó, tiểu gân nhi võ thuật của cậu càng ngày càng mạnh hôm nay có thể hạ gục được hơn một chục tên yến phương giơ ngón tay cái lên gật đầu thán phục cũng là do rèn luyện thôi mà ăn nào món cay tứ xuyên đôi mắt của khả ngân sáng rực lòng lành nhìn thức ăn nóng hổi vừa được mang lên yến phương trợn mắt một phút trước còn đánh nhau trên khán đài giờ lại như đứa trẻ nhìn thấy thức ăn ngon tại tầng thứ tám mươi tập đoàn thế giới tuyệt thế người đàn ông bước vào trong phòng cùng kính đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn lớn Chủ tịch, tài liệu đã điều tra xong, mời ngài xem. Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc lớn, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu hộ phách xinh đẹp, khẽ liếc tập giấy trên bàn, rồi chuyển sang người đàn ông đang đứng nghiêm chỉnh phía trước. Trần Minh, cuối tuần này tôi về Mỹ một chuyến, cậu đi chuẩn bị đi. Dạ vâng. Tần Minh rời đi, đóng chặt cửa lại. Mạnh Khang đứng dậy, bước lại gần cửa sổ sát đất. Từ tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống, cả thượng hải như được thu nhỏ trước mắt của anh. Hình ảnh của cô gái trong quán bar tối hôm đó bất giác lại hiện lên. Mạnh Khang giật mình. Anh không ngờ một cô gái xa lạ lại có thể quấy nhiễu tâm tí với anh đến như vậy. Cầm tập tài liệu trên bàn, từng trang giấy hiện lên trước mắt của anh. Thì ra cô tên là Từ Khả Ngân, đại tiểu thư của tập đoàn Từ Thị. Mẹ mất khi cô vừa sinh ra. Sau đó cha cô thuận lợi rước tiểu tam về nhà làm vợ kế. Họ đã có với nhau một cô gái khác ở bên ngoài. Từ Khả Ngân, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành luật Đại học Jelly Mỹ, Cuộc sống gia đình bị ghẻ lạnh, mẹ kế và em gái luôn tìm mọi cách để hãm hại, cha ruột thì lại không quan tâm. 25 năm sống trên đời, chỉ thân thiết với nhà họ Cao, là một bạn tốt từ nhỏ của Cao Yến Phương. Cô chưa từng có bạn trai, hiện tại đang là luật sư nổi tiếng. Đôi mắt của anh chuyển rời xuống dòng chữ in đậm, từ khả ngân, con gái nuôi của chùm khắc nhĩ tân, chùm mafia ý. Mạnh Khang bật cười, hóa ra là như vậy, chiều thức ngoan động kia anh vẫn còn nhớ ký. Hóa ra là con nuôi của Tam Thúc từ liệu điều tra vẫn còn rất nhiều, ghi rõ những sự kiện của cô, nhưng anh chỉ đặc biệt chú ý tới cuộc sống của cô gái trong gia đình kia. Đôi tay bớt giác nắm thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai chữ từ thị. Mạnh Khang cảm thấy tức giận, nhìn Khả Ngân cố gồng bình lên kiên cường như vậy, thì ra sống trong hoàn cảnh như vậy, đã bắt ép bản tính sinh tồn trong cô trối dậy, yên lặng, không đấu tranh, nhưng cũng không dễ dàng gục ngã. Em càng ngày càng khơi dậy hung thú trong tôi, Tiểu Ngân Nhi, tôi có chuyện này, muốn nói với cậu. Yến Phương ấp a ấp úng, ngón tay xoắn chặt lại. Thấy vậy, Khả Ngân khó hiểu, cô liền hỏi. Phương Phương, có chuyện gì vậy? Sao trông cậu nghiêm trọng thế? Thật ra thì tớ ở Nhật Bản đã xảy ra một chuyện ngoài im muốn. Cô chỉ thấy Yến Phương lắc đầu, đôi mắt long lanh trực khóc. Khả Ngân lo lắng nắm lấy tay của cô, gấp gáp hỏi. Không sao, Yến Phương, cậu cứ bình tĩnh nói cho tớ nghe. Đã xảy ra chuyện gì? Tớ... tớ ở... tớ ở bên Nhật đã xảy ra tình một đêm cái gì khả ngân trợn mắt hét lớn cô kinh sợ đến mức á khẩu chân chối nhìn yến phương chính vì vậy mà tôi rất sợ kết hôn với một người không quen biết tại tại tôi là một cô gái không còn trong sạch nữa nếu như cha mẹ mà biết chắc chắn là sẽ đau lòng mất thôi yến phương gục đầu xuống bả vai của khả ngân ôm cô khóc nước nở khả ngân im lặng vuốt nhẹ tấm lưng của yến phương cô hiểu chứ Cô hiểu rất rõ tính cách của Yến Phương, mạnh mẽ là thế, nhưng nếu phải lấy người không yêu rồi chôn vùi nửa cuộc đời còn lại vào nấm mộ hôn nhân kia, đau khổ sẽ đến nhường nào chứ. Cô hận mình bất lực, hận mình không có khả năng để giúp đỡ cho người chị em tốt này. Khóe mắt của Khả Ngân cũng ửng đỏ, nhưng cô lại không cho phép mình khóc. Thật lâu sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Khả Ngân bỗng nhìn về phía Yến Phương quyết định, hay là tôi đi xem mặt giúp cậu? Dù sao thì tôi vẫn cho có người yêu. Tớ không bị ràng buộc gì cả Yến Phương bất ngờ gõ mạnh vào đầu của cô Cô ôm đầu trợn mắt nhìn cô ấy Cậu điên rồi sao Cậu quên mình là đại tiểu thư tử thị sao Làm sao cậu có thể đi xem mắt như vậy chứ Không được đâu Đúng vậy Khả Ngân giận mình Cô xém chút nữa đã quên mất thân phận của mình Khả Ngân mỉm cười bi thương Cha cô tự tổng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô hay sao Không nên trách ai cả Chỉ trách cô có chung giọng máu Về con người ấy mà thôi Nhưng nhưng tôi thấy cậu như vậy Tôi không chịu nổi đâu Phương Phương à Chiều mai tôi sẽ đi Tôi phải xem hắn ta là người như thế nào mới được Rồi chuyện khác Mình sẽ tính sau đi Ờ Được rồi Yến Phương buồn bã gật đầu Cô không biết Nên giải quyết chuyện này như thế nào Phương Phương Khả Ngân cố ý kéo dài âm thanh Đôi mắt mờ ám Khẽ liếc Yến Phương Gì Gì vậy cậu Cậu làm gì Mà nhìn tôi ghê thế Yến Phương theo phản xạ, nhảy bật dậy, tính bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị khả ngân túm cổ kéo lại cô liền tra hỏi khai ra mau người đàn ông kia là ai người đàn ông nào yến phương giả ngu quay mặt sang đời khác khả ngân đưa tay ôm mặt của yến phương xoay xoay khuôn mặt xinh đẹp chính diện của mình đôi mắt to tròn mở thật lớn nhìn thật kỹ khuôn mặt này thì tình một đêm ấy kể cho tôi nghe nhanh lên yến phương giới sự tra hỏi khốc liệt của khả ngân không biết làm gì đã đành kể ra mọi chuyện thì ra họ xảy ra quan hệ một lần khi Yến Phương tham gia tiệc rượu. Cô không biết người đàn ông kia là ai, chỉ biết hắn rất cao lớn và đôi mắt đen bí ẩn kia rất đối quen thuộc. Cô chăm chú nghe Yến Phương tường thuật lại mọi chuyện, nhìn gương mặt thoáng đỏ ửng kia, khả ngân cười sâu xa. Có lẽ Yến Phương cũng đã thích người đàn ông kia chăng? Hôm sau, tại khách sạn Mạnh Hoành, hai người đàn ông cao lớn cũng bước vào sảnh khách sạn, thu hút rất nhiều ánh nhìn, bởi vì họ là hai nhân vật phong vân nổi tiếng chủ tịch tập đoàn tuyệt thế mạnh khang và lục thiếu của tập đoàn lục thiên lục kiến hoa khang cậu không tính quay về mỹ hay sao người đàn ông nho nhã lù cười nhếch môi quyến rũ nhàn nhạ đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn cạnh cửa sổ lỡ đánh hỏi mạnh khang chưa có trả lời đưa tay nhận lấy tách cà phê vừa được phục vụ mang tới chậm rái nhúc một ngụm cà phê đôi mắt không rời tin tức trên tờ thời báo mỹ Đỗ Kiến Hòa cũng không để ý, chỉ cười cười, tiếp tục lên tiếng cho đến khi Mạnh Khang đặt tờ báo xuống, nghiêm túc mà nói chuyện. Cuối tuần tôi sẽ sang đó một chuyến, nhưng trước mắt không thể trở lại đó hẳn, bên này vẫn còn rất nhiều chuyện, cần tớ phải xử lý. Vậy cũng được, nhưng mà cậu phải cẩn thận, lão giả bên kia. Được rồi, cậu yên tâm đi, hắn không đắc ý được lâu nữa đâu. Ánh mắt của anh chậm xuống, nở một nụ cười thâm độc. À nghe nói hôm nay, cậu có xem mắt hay sao? Cô gái nào có thể khơi dậy hung thú của lục thiếu gia vậy chứ? Anh nước mắt nhìn thú vị. Lục kiến hoa cười cười, ánh mắt nhìn xa xôi. Hình ảnh cô gái tóc ngắn với gương mặt đỏ ửng dưới gốc cây anh đào, ẩn hiện trong tâm trí của anh, không thể nào mà quên được. Một cô gái vô cùng đặc biệt, chắc là cô ấy sắp tới rồi. Cậu tránh mặt sao mà bên kia đi. Lục kiến hoa lướt nhìn đồng hồ, lờ đáng nói. Không ngờ cậu lại trọng sát khinh bản, dám đuổi tôi đi. Mạnh Khang liếc mắt nhìn kinh thường. Ai nào dám đuổi mạnh tổng cơ chứ? Cậu tạo cơ hội cho tôi, cười lão bà đi mà. Thôi được rồi, tôi sang bên kia xem trò vui. Anh đứng dậy, đi sang ngồi cách lục kiến hoa hai cái bàn, đưa mắt về phía này. Lúc này bên ngoài sảnh khách sạn, Yến Phương kéo tay khả ngân lại. Hay là, hay là thôi đi, để tớ tự đi vào, không thể liên lụy đến cậu được. Không sao, tôi có nói là sẽ thay cậu kết hôn đâu, tớ đi xem người kia thế nào thôi. Hôm nay Khả Ngân diện một chiếc đầm quan mỏng màu trắng ngà, đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, làn da trắng mịn màng dưới ánh nắng chiều khẽ ửng đỏ. Nhưng Yến Phương thì vẫn trần trừ, cô có phần lo sợ. Lỡ như tên kia là một kẻ biến thái thì làm sao bây giờ chứ? Không nhưng nghĩ gì, gì cả, tớ vào đây, cậu kia yên tâm. Ai mà có thể làm khó được bọn cô nương chứ? Cô nở nụ cười xinh đẹp, bước vào bên trong, còn không quên nhắc nhở Yến Phương. Cậu nhớ là ở ngoài xe đợi tớ. Yến Phương lo lắng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp rời đi. Hạ Ngân theo chỉ dẫn của Yến Phương tiến lại gần một chiếc bàn cảnh cửa sổ. Liếc nhìn người đàn ông đang ngồi chỉnh tề ở đó, cô khẽ cúi người, nhẹ giọng hỏi. Xin chào, có phải là Lục tiên sinh không ạ?" Giọng nói trong trẻo cất lên, khiến cho Lục Kiến Hoa bất ngờ ngẩng đầu. Anh ngạc nhiên khi thấy tử Khả Nhân đang dịu dàng đứng đó, mà lúc này cả hai không hề hay biết, ánh mắt của một người đàn ông cách đó không xa đang lạnh dần. Từ khi cô xuất hiện ở cửa khách sạn, anh đã liền chú ý, nhưng không ngờ cô lại đến gặp Lục Kiến Hoa. Bên này Lục Kiến Hoa kìm nén nghi hoặc, đứng dậy đẩy ghế mời Khả Ngân ngồi xuống phía đối diện. Hắn biết rõ, đây không phải là người mình cần gặp khẽ trao mày nhưng rất nhanh liền trở lại gương mặt hỏa nhã lúc trước khả ngân lặng lẽ đánh giá anh khuôn mặt tuân tú dáng vẻ tri thức nhưng nhiều hơn một phần hấp dẫn của phái nam nhìn cử chỉ lịch sự nho nhã kia cô thầm hài lòng xin chào cao tiểu thư tôi là lục kiến hoa chào anh lục liên sinh tôi là từ à cao yến phương cô biết mình nói sai cô vội vã tươi cười sửa lại hy vọng anh ta không nghe thấy hai người ở đây trò chuyện vui vẻ mà không hề hay biết Bên kia Mạnh Khang đang tức giận. Anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô tươi cười với lục kiến hoa, nhìn gương mặt xinh đẹp kia vì người đàn ông khác mà vui vẻ, lòng của anh lại khẽ nhói như bị ai đó nhéo mạnh. Rõ ràng là anh chỉ mới nhìn thấy cô có một lần, nhưng vẻ mặt lạnh lùng kia vẫn còn rõ nét trong đầu của anh như vậy. Cho tới tận hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy cô dịu dàng như nước, tâm tình của anh lại một lần nữa nhộn nhạo. Đừng đùa như vậy chứ, Mạnh Khang không phải kiểu đàn ông vừa gặp đá yêu, anh lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo trở lại, điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn. Mạnh Khang tiếp tục ngồi quan sát diễn biến bên kia. Anh không hề nghe được họ nói gì cả. Không biết Lục Kiến Hoa nói gì mà cô lại cười rất vui vẻ. Lục tiên sinh tài đang như vậy, chắc là công việc rất bận rộn. Cô phải giúp Yến Phương điều tra rõ bối cảnh của tên này. Dù biết hắn là phải rất giàu có mới có thể giúp được tập đoàn cao gia vượt qua khủng hoảng. Nhưng biết nhiều hơn một chút thì cũng là tốt hơn sao. À, cái này thì tôi cũng không phải là đặc biệt bận rộn Trừ thời gian hàng ngày trải tới lục thiên báo xanh Thì thời gian còn lại rất rảnh rỗi Lục kiến hòa tươi cười Nụ cười có vẻ thân thiện Nụ cười này rất dễ khiến cho con gái nhà người ta ngã lòng Nhưng khả ngân tỷ khác Cô biết nặng nhẹ Cô có thể nhìn được ánh mắt nghi hoặc của hắn Cô thầm nghĩ Có thể lục kiến hòa đã phát hiện cô giả mạo Chỉ là có điều không vạch trần Tiếp tục xem cô diễn kịch hải trăng Ồ, lục thiếu, nổi tiếng tại thành phố S Người người đều biết hôm nay chấp nhận đến đây gặp mặt tôi thực sự là rất vinh hạnh cao tiểu thư đã quá khiêm nhường rồi cô là trung nữ hào kiệt nổi danh trong thương trường khiến cánh đàn ông chúng tôi cũng đều ngưỡng mộ không thôi nói chuyện hay lắm cô cười nhạt không đưa ý kiến cô bỗng cảm thấy con người này thực sự là không đơn giản như vẻ bề ngoài cuộc trò chuyện cứ tiếp tục cho đến khi một bóng đen tới gần cô khé ngước nhìn mở to mắt soái ca người đàn ông trước mặt giống như tượng tạc đẹp đến nỗi hoàn mỹ đẹp đến yêu mị Đôi mắt màu hộ phách của anh ta nhìn xoáy sâu vào cô, khiến cho cô khẽ rùng mình. Ánh mắt ấy tỏa ra hàn băng lạnh lẽo. "Em đứng lên." Giọng nói của anh ta dịu dàng, nhỏ nhẹ đến mức khiến cho cô nghĩ là hư vô. Ngoài trừ ánh mắt, còn lại khuôn mặt của anh ta, anh tuấn đến mức bức người, hơi thở mát mẻ khiến cho người ta mê muội. Khả ngân ngẩn ngơ, không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao anh ta lại đang nói cô, hình như là cô không quen với trai đẹp trước mặt. Anh không thích nó là lần thứ hai, đứng lên. Cô thấy ánh mắt của anh chậm xuống, nhưng lạ thay, giọng nói vẫn như cũ, dịu dàng như vậy, khiến người ta không thể kháng cự. Anh... anh nói tôi ư? Cô khẽ đứng dậy, khó hiểu nhìn anh. Quay sang chỉ thấy lục kiến hoa nhàn hạ ngồi đó, nhấm nháp tách cà phê nóng hổi. Hơi nóng bốc lên, ẩn hiện ánh mắt hứng thú của hắn. Không nói em, chẳng nhẽ nói cậu ta. Vẫn là hở hứng, ngả ngớn như vậy. Ai có thể nhận ra đây là mạnh tổng lãnh khốc trên thương trường, là người đàn ông vừa tức giận ngồi đằng kia. Giờ này toàn thân của anh phảng phất hơi thở lười biếng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Khả Ngân cảm thấy chính mình như bị cút sâu vào trong đôi mắt của anh. "Vị tiên sinh này, chúng ta dường như là không quen nhau." Cô chưa kịp nói xong, lời nói đã bị anh đánh gãy. "Lục Kiến Hoa, cậu có thể tùy hứng hoặc là mặc cậu, nhưng mà cô ấy tuyệt đối không cho phép cậu đụng tới." Mạnh Khang nhìn Lục Kiến Hoa đang xem trò vui kia, nhẹ giọng cảnh cáo. Lục Kiến Hoa cười to đứng dậy, thú vị thật anh lần này thế mà lại gặp phải một người phụ nữ được mạnh đại gia để ý tới lần đầu tiên lục kiến hoa hắn chứng kiến một màn đặc sắc như vậy mạnh khang lại vì một cô gái lần đầu tiên cảnh báo hắn thẳng thừng đến như vậy hắn thu lại nụ cười trêu chọc hắn biết đằng sau khuôn mặt dịu dàng kia chính là vẻ tà ác tớ nhường nào hắn không ngu mà lại đi trêu đùa người phụ nữ của mạnh khang huống hồ người phụ nữ của hắn cần tìm không phải là cô ấy ờ được được Mạnh ra ra cậu muốn tớ, tôi không dám ngăn cản. Mạnh Khang không đoái hoài tới lục kiến hoa. Anh xoay người, nắm kéo tay của tự Khả Ngân đang đứng như trời trồng kia rời đi. Cô gụm vấy như bình tĩnh. Tiên sinh, xin tự trọng, anh buông tôi ra. Em tốt nhất là nên im lặng đi theo anh. Anh vẫn nhờ cú mà nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy khiến cho Khả Ngân run sợ. Cô có nhầm hay không vậy? Vừa rồi cô thấy chính là ánh mắt của sa tăng. Trước khi bị người đàn ông ngông cuồng này kéo rời đi, Cô chỉ kịp nghe thấy Lục Kiến Hòa nói một câu Nhờ cô nhắn lại với Cao Tiểu Thư Tôi mòn mỏi đợi cô ấy đến Khả Ngân kinh ngạc Hóa ra hẳn ta đã phát hiện ra rồi Khả Ngân vụng vẫy cho đến khi bị Mạnh Khang tống cổ lên chiếc BMW sang trọng Anh đóng sập cửa lại Rồi nhanh chóng lên xe Nghiêng quá thắt dây an toàn cho cô Cô đưa tay đẩy anh ra Tức giận trợn mắt Anh kia, anh kéo tôi theo làm gì Tôi không quen biết anh Mạnh Khang bị cô hét vào mặt Cũng không có nổi giận anh chỉ an tính ngồi đó, ánh nắng chiều tà len lỏi chiếu vào mặt của anh rực rỡ. Từng đường nét cương nghị, đẹp mắt giống như một vị thần Hy Lạp. Khả Ngân mặt ửng đỏ, cô quay phát đi, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Tự Khả Ngân, mày điên rồi sao? Sao có thể mê mẩn nhìn anh ta như vậy chứ? Cô giận bản thân của mình, không kiềm chế được mà bị anh ta hấp dẫn. Giận anh vô lý kéo cô tới đây. Khả Ngân đưa tay định mở cửa bước xuống xe, nhưng phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cơn tức giận là một lần nữa trỗi dậy trong con người của cô. Khả Ngân quay mặt lại, hùng hăng trừng mắt nhìn người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ kia. Anh bị tâm thần rồi sao? Mắc mớ gì mà lại kéo tôi vào đây? Mau mở cửa ra cho tôi đi. Cái miệng nhỏ nhắn của em, tại sao lại nói kiểu như vậy chứ? Mạnh Khang đã lặng lẽ quan sát của cô từ nãy đến giờ. Anh hứng thú nhìn những sắc thái sinh động trên vẻ mặt xinh đẹp kia, mỉm cười mà cưng chiều. Khả Ngân tức cực lực, cô đang định lên tiếng cái lại thì thoáng sững người, Cô hạ hốc miệng nhìn nụ cười cưng chiều kia Lạc đầu khó hiểu Anh ta là đang cười với cô hay sao chứ Anh xích tới gần Đưa tay vuốt ve sợi tóc bên má của cô Từng đốt ngón tay rõ ràng Sạch sẽ của anh Đang chạm vào mặt của cô Nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật chân quý Cô cảm thấy mờ mịt Quên luôn cả phản kháng Cô chân chân nhìn khuôn mặt của anh ta tiến sát vào mặt của cô Vầng trán cao rộng của anh Khẽ chạm vào trán của cô Hơi thở mát mẻ thoang thoảng hương bạc hà của anh lại phà vào mặt của cô đôi mắt đen linh động của khả ngân trợn tròn ngần nhi tôi có hứng thú với em giọng nói dịu dàng như cũ yêu mị quanh quẩn thính giác của cô khả ngân giật mình đẩy mạnh anh ta ra tức giận mà lên tiếng hứng thú cái đầu anh anh bị bệnh sao tự nhiên lại hứng thú với tôi cô không thể điều chỉnh được nhịp tim đang gia tốc trong lồng ngực để che giấu đi cảm xúc bất thường này cô chỉ còn cách lớn tiếng mà hét lên nhưng khả ngân lại không biết mạnh khang là ai chứ anh là nhà kinh doanh, ngành học không thể thiếu là tâm lý học. Để suy đoán độ lòng người, anh rất giỏi ở khoản đó. Anh biết được họ còn rõ ràng hơn, hiểu về chính mình. Anh cười như không cười mà nhịn cô. Lại nữa rồi, đôi mắt kia nhịn xuyên thấu cô, khiến cho cô tức giận. Cô lựa chọn không thèm đôi co với anh nữa, thực sự là biến thái mà. Bỗng nhiên hai bên má mát lạnh, đôi tay của anh xoay mặt của cô lại. Khả ngân chưa kịp phản ứng, đã hốt hoảng, thấy gương mặt của Mỹ Nam phóng đại trước mặt của cô. Một giây sau, Cô cảm giác trên đôi môi ấm áp, đôi môi mọng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quýt. Ngọt, anh không biết rằng mùi vị của cô lại ngọt ngào đến như vậy. Người của cô như phảng phất hương thơm tự nhiên mà anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn lại hấp dẫn anh. Anh muốn một ngụm ăn sạch cô vào trong bụng. Kỹ thuật hôn môi của anh quá tuyệt vời. Một cô gái 25 tuổi chưa trải tình trưởng như cô, vốn không phải là đối thủ của anh. Rất nhanh, cô không còn phản kháng vô lực sụi lơ trong lòng của anh há hốc miệng mà thở dốc thuận thế mạnh khang đưa lưới vào trong chiếc miệng ngọt ngào của cô quần quýt cùng với chiếc lưới nhỏ thơm tho hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô hai tay của khả ngân nghỉ chặt cổ áo của anh ánh mắt nhắm chặt vô lực phản kháng cô chỉ biết thuận theo ham muốn của mình cùng với anh dây dưa thật lâu sau đó khi mà khả ngân nghĩ rằng mình sẽ vì thiếu hụt không khí mà chết thì anh lại nhẹ nhàng rời khỏi môi của cô gương mặt lại chôn sâu vào hõm cổ của cô tham lam mà hít mùi hương trên người cô. Cô không còn sức mà đẩy anh ta ra nữa, chỉ có thể thở sốc, cố gắng hít vào ngưng tụng không khí. Khuôn mặt trắng nón của cô đỏ bừng như một quả anh đảo căng mọng. HPT Channel. em thật sự ngọt ngào, bảo bối. Dòng của anh khàn khàn, chỉ sợ nếu như buông cô ra, anh sẽ không thể khống chế được mà muốn cô trong xe mất. Anh, anh, khả ngân không nói nên lời, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn anh, ánh nước long lanh trong mắt, càng khiến cho cô đau lòng hơn được khóc mà. Anh đỡ tay ôm cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, vuốt ve tấm lưng đang run lên của cô. Anh, sao anh lại có thể đối với tôi như vậy chứ? Bỗng dưng cô cảm thấy ủy khuất. Sống 25 năm ở trên đời, cô chưa từng bị ức hiếp như vậy. Nhưng không hiểu sao, người đàn ông trước mặt này, cô không thể phản kháng. Anh quá mạnh mẽ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia của anh thôi, cô đã cảm thấy vô cùng áp lực rồi. Bởi vì tôi ngay từ đêm đó đã bị em hấp dẫn. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Để cho cô đối diện với mình Gì, gì cơ Đêm đó, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay sao Cô kinh ngạc Cố gắng nhớ lại xem Đã từng gặp anh khi nào Tối hôm đó, tại Black Night Club Anh nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai của cô Khẽ thổi khí khiến cho cô dùng mình Hơi thở nam tính của anh quấn lấy cô không rời Thì ra lại như vậy Thế ra một mạng đánh nhau kia Anh đều đã thấy rõ sao khả ngân e dè nhìn mạnh khang cô không biết anh sẽ nghĩ về cô như thế nào thực sự là đau đầu chỉ có một lần anh đừng có đùa tôi như vậy chứ cô cười lạ giả xem lời của anh nói như một trò đùa ánh mắt của anh khẽ chậm xuống cô cảm giác không khí xung quanh lạnh dần khả ngân hơi sợ cô trước giờ kiên cường mạnh mẽ nhưng hôm nay lại khuất phục trước một người đàn ông như vậy cô khẽ cúi đầu tự khả ngân em nghe cho rõ đây mạnh khang tôi chưa bao giờ nói đùa Cô kinh ngạc nhìn anh, không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện này đối với cô thật sự là quá đột ngột, cô chưa từng biết qua anh. Anh khởi động xe rời đi, không khí bên trong xe vẫn trầm mặc như vậy cho đến khi dựng trước cửa nhà cô. Khả Ngân cảm thấy vô cùng khó chịu và có phần uất ức. Tại sao anh ta tự dưng lại lạnh nhạt với cô chứ? Đang miền màn suy nghĩ, cô không biết dựng xe lại từ lúc nào. Cô cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên môi. Anh lại hôn cô, nhưng rất nhanh liền rời khỏi. Anh khẽ nghiêng người mở dây an toàn cho cô Sau đó nói nhỏ bên tai Bảo bối ngủ ngon Khuôn mặt của cô bóng chốc đỏ bừng Không hiểu sao khi nghe hai từ bảo bối Dịu dàng từ đôi môi của anh thốt ra Trái tim của cô lại rung động mãnh liệt Vội che giấu gương mặt ngượng ngùng Cô nói tạm biệt Rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào trong nhà Để lại mạnh khang vẫn ngồi im ở đó Ánh mắt nhịn theo bóng dáng của cô rời đi Độ gió vẻ ôn nhu Mà chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi Khả Ngân đóng sập cửa phòng ngã ngồi xuống thảm lông trên sàn nhà mà thở dốc. Cô vội vàng mà xấu hổ không để ý đến anh ta, vì sao lại biết địa chỉ nhà cô. Nhắm mắt lại, liền hiện đến khuôn mặt của nam nhân xinh đẹp kia, nhớ đến nụ hôn mãnh liệt lúc nãy, từ hạ ngân vượng ngược lại vừa tức. hạ ngân cầm túi sách thả bộ đi ngang vườn hoa, thấy được những bông hoa quỳnh nở rộ ban đêm, trái tim thoáng thắt chặt. Tự khi hiểu chuyện, cô thường xuyên theo quản gia nghe ông kể về chuyện của mẹ cô. Nghe bảo vườn hoa này ngày xưa là một tay mẹ chồng Nghe bảo mẹ yêu thích nhất là những đóa quỳnh nở rộ ban đêm. Nghe bảo mẹ là một người hiền dịu. Nghe bảo tất cả những gì cô biết về mẹ chỉ là qua lời kể vội của lão quản gia. Cha cô chưa tưởng nhắc về bà ấy. Bỗng nghĩ đến người đàn ông đó, cô lạnh lùng cười nhạt. Cha sao? Cô không biết ông ta có thực sự là cha của mình hay không nữa. Cô bước vào trong nhà mới có 8 giờ tối. Phòng khách sang trọng sáng trưng. Cô nhíu mày, hy vọng không đụng mặt của những người đó. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, thì ba bóng dáng nhàn hạ đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ ấm áp lúc này đây khả ngân trở hiểu họ mới đích thực là người một nhà còn cô mãi mãi chỉ là người ngoài ở nhờ mà thôi cha cô bước tới lên tiếng chào hỏi rồi bước nhanh lên phòng nhưng một giọng nói ngọt ngào vang lên kéo bước chân của cô dừng lại ôi xem nào đại tiểu thư đại giá quang lâm đó sao tịnh du yêu kiều ngồi vắt chân trên ghế đưa ánh mắt thách thức nhìn cô Cô không quan tâm cho lắm, tính nhanh chân rời đi một nơi ngột ngạt như vậy. Đứng lại, mày càng ngày càng không có phép tắc, không biết lên tiếng chào gì hay sao chứ." Ông từ lớn tiếng quát mắng, tức giận chỉ vào mặt cô. Hạ Ngân cũng không có phản ứng, chỉ đứng lặng im đó. "Thôi mà ông, Khả Ngân nó còn nhỏ, tôi không để bụng đâu." Mẹ Tịnh Du dạo bộ hiện từ, đưa tay bút ngực ông từ, giúp cho ông ta hạ hỏa. Nhìn thấy một màn kia, cô chỉ biết cười lạnh. Họ một người ba người kia đang diễn kịch cho cô xem hay sao chứ? Cha à, không cần vì cô ta mà bệt nhọc, con đã sai quản gia làm nước chanh rồi, cha uống đi, đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe, cha nhé. Tịnh Du dịu dàng bê ly nước chanh, đưa cho Từ Mục, ánh mắt long lanh ra vẻ quan tâm. Chỉ có Du Nhi là làm cho ta vui, thực sự là làm cho ta tức chết mà. Chị à, lần sau chị đừng làm cha giận nữa nhé. Sao? Chuyện gì đây? Cô ta tại sao lại đổ mặt nhanh như vậy? Cô không biết từ khi nào đã liền trở thành chị em với cô ta khả ngân điếc mắt kinh bỉ đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi nữa các người xem tôi là con gốc hay sao chứ khả ngân giọng lạnh lẽo hở hứng đáp lại em chỉ là có ý tốt thôi mà dù sao thì chị cũng sắp không còn ở đây nữa tịnh dù hạ hết cười nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ luyến tiếc cô nói vậy là có ý gì khả ngân trừng mắt chẳng lẽ họ nóng lòng muốn đuổi cô đi tới vậy hay sao cha cha nói cho chị ấy nghe đi Sắp tới, mày chuẩn bị kết hôn đi. Đối tượng xem mắt, tao đã giúp mày lựa chọn. Từ mục nhịn ký đứa con gái lớn của mình, ông không phải thực sự chán ghét cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, giống như bạn sao của vợ trước, ông liền không nén được tức giận mà nổi giận. Đằng khác, cô lúc nào cũng chống đối ông. Từ đó, ông liền không để ý tới sự tồn tại của đứa con gái này. Cái gì? Kết hôn sao? Khả Ngân kinh ngạc hạ hốc miệng. Ông ta nghĩ cô vẫn còn là một đứa nhỏ chạy theo ông vòi vĩnh yêu thương hay sao chứ? Đúng vậy, cần gì mà phải bất ngờ. Sống trong hào môn thế gia thì nên biết sớm muộn gì cũng phải kết hôn vì lợi ích gia nghiệp. Đây chính là trách nhiệm của mày. Cô chỉ cần nhìn thấy trong đáy mắt của ông là hờ hứng, là lạnh nhạt, là cả hận ý. Hóa ra cha cô lại chán ghét cô đến vậy cơ à? Khả Ngân bật cười bi thương. <cười> trách nhiệm, ông dũng đáng nói ra hai từ này sao? Hai mươi mấy năm qua Có bao giờ ông có trách nhiệm với tôi hay chưa Bốp một cái Từ mục đứng dậy Vùng tay tát mạnh vào mặt của cô Âm thanh chói tai vang vọng cả phòng khách rộng lớn Cả người khả ngân lùi về phía sau như sắp ngã Hốn láo Tao cho mày sống sung túc Không lo ăn mặc Làm đại tiểu thư nhà họ từ Mày còn thiếu cái gì hay sao Dám ăn nói như thế với cha mày hả Đôi mắt của khả ngân đỏ ngầu Cô thấy mẹ con tịnh du bên kia nhịn chế nhạo Nhìn thấy cha đang tức giận đánh cô bỗng đáy lòng tràn ngập lạnh lẽo nơi này được cho là nhà mà lại không hề có một chút ấm áp cha sao <laughs> tôi thả rằng không có người cha này mày từ một tức điên người định tiến lên nắm lấy người khả ngân nhưng đã bị mẹ tịnh du kịp chạy ra ngăn cản khả Cả ngân sao con lại nói chuyện với cha con như thế mau xin lỗi đi bà câm miệng cô tức giận lạnh đùng nhìn bà ta đáy lòng đau đớn bà chính là người không có tư cách nói chuyện ở đây Nói rồi, cô đưa tay đẩy ngã bà ta. Hay thay, người đàn bà đó tỏ vẻ yêu ớt, ngã bật xuống nền nhà, không đứng dậy nổi, khóe mắt như trượt khóc lóc nhịt cô. Tỉnh dù vội chạy lại đỡ lấy mẹ của mình, hét lên với cô. Cô làm cái gì vậy? Cả mẹ tôi mà cô cũng dám. Người đâu? Bắt nhốt nó lại. Từ một điên cuồng hét lớn, rất nhanh, cả chục vệ sĩ xông vào đứng vây quanh cô, đưa tay định tóm cô lại. Khảm gần khéo léo né sang một bên, tâm tỉnh đang rất mệt mỏi, khiến cho cô muốn điên lên đi được. Cô quay người đánh nhau với bọn họ, cô đưa chân đạp mấy tên ngã xuống, xông tới đấm mạnh vào mặt của họ, nhưng dẫu sao, một cô gái đang mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, cũng không phải là đối thủ của hơn chục người đàn ông cao to vạm vỡ. Rất nhanh, Khả Ngân đã ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. "Phương Phương, tớ mệt quá." Ý thức của cô mơ hồ, rồi dần dần cô ngất đi. Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào trong phòng, khiến cho Khả Ngân tỉnh lại. Cô cảm thấy đầu đau nhức mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sàn nhà mì mắt nặng chiếu khả ngân cố mở mắt liếc nhìn xung quanh tốt lắm một căn phòng kín chỉ có ánh nắng lên vào tự khe cửa sổ cô gượng ngồi dậy cảm giác toàn thân đau nhức khả ngân đứng dậy chập chứng bước về phía cửa phòng cố gắng mở ra nhưng cánh cửa gỗ dày kia không một chút dịch chuyển nó vẫn khép chặt ở đó cô bất lực ngã xuống sàn nhà giam giữ sao cô cực kỳ không thích cảm giác này bị chính cha ruột của mình bắt nhốt Chẳng nhẽ họ thực sự muốn ép cả cô ra ngoài hay sao chứ? Bỗng nhiên rầm rầm. Mở cửa, mở cửa cho tôi. Cô dụng hết sức mà đập mạnh vào cánh cửa, nhưng bên ngoài vẫn yên lặng, không một ai đáp lại cô. Khả gần gần như tuyệt vọng, cô khát, cô họng đã khô rát. Cô đập cửa mái đến nỗi bàn tay chuyển tới tượng cơn đau nhức nhưng cánh cửa vẫn như cú khép chặt, ngăn chặn cô với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời, Khả Ngân biết rằng mình có thể sẽ chết đi. Cảnh có người mở cửa cô hy vọng nhìn về phía luồng ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng nhưng trước mắt của cô bây giờ là một cô gái xinh đẹp quyến rũ thắt lưng uốn éo đứng ở trước cửa trầm chọc nhìn cô <laughs> từ khả ngân ơi là từ khả ngân không ngờ cô cũng có cái ngày này tịnh du vui sướng đến mức vỗ tay khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã lộ rõ vẻ gian ác im miệng thả tôi ra khả ngân không còn hơi sức để đôi co với cô ta yếu ớt nói Giọng nói phát ra đứt quáng Nhưng lại mang hơi thở lạnh đùng Đến lúc này rồi mà cô còn mạnh miệng Tốt lắm, tốt nhất là cô nên chết đi trong này Tịnh dù kiêu ngạo rời đi Mông vệnh lên lắc lư trước mặt của cô hạ ngân lặng nhìn cánh cửa Cứ như vậy khép chặt lại Mà chẳng có thể tiến lên thoát ra ngoài Cô mệt quá, một mạng tối đen bao trùm đáy mắt Cô vô lực mà ngã xuống sàn nhà ngất đi Tại tập đoàn tuyệt thế Người đàn ông anh Tuấn Ngồi nhíu mày sau bàn làm việc rộng lớn đôi mắt chậm xuống và da khí lạnh lẽo mạnh khang vẫn thản nhiên ngồi đó nhưng mấy ai biết rằng đáy lòng của anh đang dậy sóng đã ba ngày trôi qua anh vẫn không thể liên lạc được với khả ngân cô điện thoại tắt máy gọi đến văn phòng luật thì trợ lý của cô bảo đã ba ngày nay cô không tới làm chuyện này là sao chứ cô chẳng nhé cương nhiên biến mất trước mặt của anh hay sao mạnh khang nóng vội nhấn nút tổng bộ gọi thư ký của anh vào rất nhanh cánh cửa khẽ mở tần minh bước vào cung kính Chủ tịch, ngài có việc gì dặn dò sao? Tần Minh, đã ba ngày rồi, tôi không thể gặp được Khả Ngân. Mạnh Khang nhìn tâm phúc của mình, hở hững nói, cứ như Khả Ngân là một đề tài được vô tình nhắc đến mà thôi. Ờ, Khả Ngân? À, à, là từ tiểu thư sao? Tần Minh thoáng đứng hình, rồi há hốc trả lời. Chủ tịch, có thể là cô ấy có việc bận thì sao? Tần Minh khó hiểu nhìn Mạnh Khang, chỉ là một cô gái mà thôi, tại sao lại quấy nhiễu tâm tình của chủ tịch cao cao tại thượng như anh chứ? có lầm hay không đây nhưng hình ảnh chất thực trước mắt không thể là giả chủ tịch đang cau mày ư không thể nào như nghĩ tới gì đó mạnh khang đưa tay cởi khuy áo ở cổ tay tần minh đứng ở một bên e rẻ. anh biết hành động này chứng tỏ là chủ tịch đang tức giận hàn khí như bao quanh cả người anh ta thông báo với tổng bộ nhanh chóng điều tra tung tích của tự tiểu thư dòng của anh vẫn dịu dàng như cũ nhưng ánh mắt lại hẳn lên một cỗ sát khí nồng đậm Khả ngân của anh có lẽ là đã gặp chuyện không may. Ờ, dạ vâng vâng. Tuy hơi khó hiểu một chút, nhưng tận mình đã nhanh nhẹn rời đi. Làm việc với công suất rất cao, Mạnh Khang luôn thấy yên tâm vì điều đó. Khả ngân, hãy đợi anh. Bên này Yến Phương đã mấy ngày rồi, không thể gọi điện thoại được cho Khả Ngân. Cô vô cùng lo lắng. Khả Ngân chưa bao giờ biến mất như vậy. Cô như bốc hơi khỏi trái đất này. Yến Phương vừa lo lắng vừa buồn bực, khẽ quay lại người phía sau người đàn ông kia vẫn cứ đi theo cô như vậy thực sự là phiền phức hai người cứ như vậy bước đi trên đường người trước người sau cô gái trước xinh xắn đáng yêu làm vẻ mặt tức giận còn người đàn ông phía sau trước sau vẫn giữ nụ cười bắt mắt trên môi như vậy ánh mắt nồng đậm chân tình nhìn yến phương đi thật lâu cuối cùng cô không chịu nổi nữa quay lại quát lớn vị tiên sinh kia làm gì mà cứ léo đéo theo tôi suốt từ nãy đến giờ như vậy hả em thực sự không quen biết tôi hay sao Lục Kiến Hoa dựng bước lại, yêu nhá nhìn cô. Tôi, tôi tất nhiên là không biết anh rồi. Yến Phương trột dạ, nhìn sang hướng khác. Đùa gì vậy chứ? Từ lúc thấy anh ta, cô đã liền nhớ lại tất cả. Đây là cách người đàn ông chết tiệt ở Nhật Bản kia điên cuồng muốn cô một đêm ấy. Yến Phương trong lòng tức giận thậm mắng giết Lục Kiến Hoa đến một trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên tỏ vẻ không quen biết. Đùa gì vậy chứ? Loại quan hệ này chẳng thể thẳng thừng như thế sao? chẳng nhẽ bảo cô vui vẻ chạy lại bắt tay anh ta rồi hào hứng nói rất vui được gặp lại anh đêm đó thật là hay trời ơi điên rồi sao thực sự là điên mà không biết sao tốt lắm vậy thì anh sẽ giúp em biết anh là ai dứt lời lục kiến hoa nhanh chân bước tới bế yến phương lên tiến về chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ở bên đường đẩy cô vào trong rồi anh nhanh chóng lên xe bật động cơ rồi đi không để ý tới tiếng hét chói tai của cô gái ở bên cạnh này, mau thả tôi xuống, tôi sẽ kiện anh Đồ biến thái, mau thả tôi ra Tôi sẽ bảo Ngân Nhi kiện anh tội xâm phạm Này, này Cái miệng nhỏ nhắn của Yến Phương tức giận Điên cuồng la hét bên trong xe Mặc kệ chiếc xe chạy như bay ở trên đường Khả Ngân vì đói khát mà tỉnh dậy Lúc này đã là ban đêm Nhiệt độ về đêm ở Thượng Hải xuống thấp Khí lạnh qua khe cửa sổ tràn vào trong phòng Lạnh buốt Khả Ngân run rẩy lui về khóc phòng Cô sợ bóng tối ám ảnh của ngày bé vẫn còn khắc sâu trong lòng của cô khả ngân sợ bóng tối vô cùng màn đêm tối mịt như con thú dữ nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của cô mồ hôi lạnh toát ra trên khuôn mặt tái xanh của cô phương phương mau đến cứu tôi khả ngân không biết mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày cô chỉ vô thức tỉnh dậy vài lần rồi lại mệt mỏi ngất đi lúc này đây khả ngân nằm trên nền nhà lạnh lẽo nghĩ về cuộc đời của mình chưa bao giờ cô thấy cần kể với cái chết như vậy Trước đây luôn nghĩ, dù sao mỗi con người kết thúc cũng đều là chết đi. Như vậy nên chết sớm hay muộn cũng có gì quan trọng. Nhưng hôm nay, Khả Ngân lại vô cùng hối hận vì những suy nghĩ đó. Cô không muốn cứ như vậy mà chết đi. Cô không an tâm về Phương Phương, không thể để mặc kệ Phương Phương, phải lấy mà người cô ấy không yêu. Khả Ngân nhắm đôi mắt, không còn sức sống lại. Bỗng nhiên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông kia hiện ra, từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt mị hoặc đó, đẹp đến nỗi động lòng người cô chưa từng biết đàn ông cũng có thể đẹp như vậy giây phút ấy khả ngân nghĩ mọi vẻ đẹp hoàn mỹ trên thế gian đều hội tụ trên con người của anh tôi có hứng thú với em mạnh khang tôi không bao giờ nói đùa bảo bối ngủ ngon những giọng nói ấy dịu dàng như ở ngay bên tai truyền vào thính giác của cô một cú ấm áp ngọt ngào chuyển đến tim của cô rung động lồng ngực phập phồng anh gọi cô là bảo bối khi ấy ánh mắt của anh đập tràn ôn nhu và cưng chiều lần đầu tiên trong đời của khả ngân cảm nhận được sự cưng chiều từ một người đàn ông như vậy bởi thế nếu như giờ này cô chết đi thực sự sẽ đuyến tiếc ấm áp kia Bệnh ca cứu em khả ngân gào thét ở trong lòng cô không còn hơi sức để mở mở miệng nữa hy vọng rồi lại tuyệt vọng đôi mắt xinh đẹp chậm rái nhắm chặt cạch một cái cánh cửa một lần nữa được mở ra nhưng lần này người bước vào lại là, là cha của cô từ mục Khả Ngân nằm đó, yếu ớt nâng mí mắt lên để nhìn gió khuôn mặt kia. Cô không còn hơi sức để cầu khẩn ông ta thả cô ra nữa. Cứ như thế, lạnh nhạt nhìn ông. Mày đã tỉnh ngộ chưa? Chống đối với tao, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Từ mục nhìn cô không có một tia thương cảm, ông nói tiếp. Mày biết tại sao mà tao ghét mày hay không? Khẽ dừng lại một lát, như nghĩ tới điều gì đó, ông tức giận tiến tới nắm cổ áo của cô. Khả Ngân đau đớn nhíu chặt mày, không thể phản kháng. Mày quá giống với người phụ nữ yêu nghiệt kia, mày quá giống. Ông ta điên cuồng lắc mạnh cả người khả ngân, cô cảm giác như tứ chi đứt ra, giã rời. Cô rất muốn mở miệng cái lại, bảo ông ta không được nói mẹ cô như vậy, nhưng cũng chỉ có thể bất lực đưa ra ánh mắt vô vọng nhìn ông. Từ mục cười to, điên cuồng gạo thét trong lòng. Thật lâu, thật lâu cho đến khi mệt mỏi, ông ta liền rời đi. Đóng sập cánh cửa kia lại, chỉ để lại vang vọng bên tai của cô một câu nói kia. Mày mãi mãi sẽ không có tình thương của tao. Tao hận mày như hận chính người đàn bà khốn kiếp kia. Ngón tay sạch sẽ đưa lên chạm nhẹ, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Một người đàn ông băng lánh tiêu sái bước vào. Toàn bộ không gian hiện ra cứ như một thế giới khác rộng lớn, đầy đủ các thiết bị tối tân nhất, hội tụ những nhân tài trong giới. Thế nhưng bao quanh lại là không khí lạnh lẽo tới giận người. Nơi này được gọi là tổng bộ huyết môn. Môn chủ Một đám người dưới đứng nghiêm chỉnh cung kính cúi đầu Đã tìm ra chưa Anh nhẹ nhàng gội xuống nước mắt nhìn một vòng Đầy mắt màu hộ phách xinh đẹp tỏa ra khí lạnh lẽo Khiến cho tất cả những người ở đây phải run sợ Tận minh tiến lên cúi đầu báo cáo Môn chủ đã điều tra ra Từ tiểu thư đã 5 ngày rồi Chưa rời khỏi biệt thự tự ra 5 ngày Vâng còn nữa Mấy ngày nay tử mục đã vội vã tìm đối tượng để gạ thiên kim ra bên ngoài gạ ra bên ngoài. Giọng của anh vẫn dịu dàng nhưng lại càng lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung thật đẹp mắt. Đám thuộc hạ khẽ run, họ biết môn chủ đã tức giận. Tốt lắm. Tần Minh. Anh thu lại vẻ mặt yêu nhã kia, ánh mắt nghiêm nghị tỏa ra sát khí. Có thuộc hạ. Tần Minh cung kính chờ nhận mệnh lệnh. Tập hợp thuộc hạ đến tự ra tìm người. Tại biệt thự tự ra, hơn mười chiếc ô tô sang trọng, đồng loạt dừng lại trước cánh cửa lớn. Mấy chục người đàn ông cao to bước ra, quần áo trên người là một màu đen huyền bí âm tà. Mạnh Khang liếc mắt nhìn vào ngôi nhà, đây là nơi bảo bối đã lớn lên hay sao chứ? Tận Minh tiến lên bấm chuông cửa, két, cánh cửa sắt lớn vừa được mở ra, lão quản gia chết súng nhìn tình hình trước mặt, họ đang đóng phim sao? Khóe miệng của ông co quắp run dậy lên tiếng. Các uh, các vị tìm ai? Chúng tôi muốn tìm Tư Đại Tiểu Thư, Tận Minh liếc thấy Mạnh Khang dường như không còn kiên nhẫn nữa, trong lòng khẽ dao động, cũng không ngờ có một ngày, môn chủ của bọn họ lại vì một người phụ nữ mà mất bình tĩnh như vậy. Ờ, "Tiểu tiểu thư." Quản gia nhanh chóng hoàn hồn, ông nhận thấy nguy hiểm trước mắt. "Ờ, không có, tiểu thư đã ra ngoài." Chưa kịp dứt lời thì một bóng đen cao lớn đã tiến tới, lạnh lẽo nhìn ông. Sợ này, chưa ai dám nói dối trước mặt tôi bao giờ. Lão quản gia là người sống đã hơn nửa đời người, trải qua nhiều sóng gió ông nhìn thấy người đàn ông trước mặt này đẹp một cách vô tiền khoáng hậu nhưng lại nguy hiểm tới khôn cùng sông vào mạnh khang mạnh mẽ ra lệnh một đám người phá cửa sông vào biệt thự rộng lớn gia đình của tự mục đang an nhàn xem tivi trong phòng khách bỗng nhiên giật mình chết sướng trước tình hình này mẹ con tịnh Du hoảng sợ ôm lấy nhau trốn ra sau lưng của tự mục tịnh dù còn sợ hãi đến khóc thét lên khi nhìn thấy những ánh mắt hằng hẳn sát khí của những người đàn ông này nhưng tử mục là ai chứ chủ tịch tự thị dù sao ông ta cũng là một người lão luyện trên thương trường rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh cường mặt lên hỏi các người là ai tại sao lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp như vậy tôi sẽ kiện mấy người ông đùa sao từ tổng kiện à chúng tôi chỉ muốn tìm từ đại thiên kim mà thôi tận Bình lắc đầu cười khinh bỉ các người tìm nó làm gì nó không có ở đây tử mục khó hiểu e sợ nhìn bọn họ thật sao một giọng nói dịu dàng quyến rũ vang lên phá tan bầu không khí. Mạnh Khang tiêu sái tiến lại gần, sâu thẳm nhìn từ mục, ngón tay vần về cúc trên cổ áo. Tịnh dù trợn mắt khi nhìn thấy anh, thật đẹp, cô ta thấy được trước mắt của mình là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, vô cùng xinh đẹp. Hai tự xinh đẹp kia không thể dùng trên người của đàn ông, nhưng cô lại không biết còn có tự nào thích hợp hơn để hình dung người đàn ông trước mặt này, quả thật là quá hoàn mỹ. Anh là ai? Từ mục e rẻ hỏi, Mấy chục năm trên thương trường, nhìn một lần ông liền biết người đàn ông này không hề tầm thường. Xung quanh anh phát quang hấp dẫn, ta độc và ngông cuồng. Ông sợ hãi, lùi về phía sau một bước. Tôi là ai? Ông không có tư cách được biết. Mạnh Khang không thèm liếc mắt từ mục một cái, liền quay sang ra lệnh cho tật mình lục soát. Tốc độ làm việc của đám thuộc hạ rất tốt, rất nhanh, đại sảnh phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại một mình anh và ba con người khốn nạn kia. Không, các người không được làm vậy, Ông đưa tay ngăn cản nhưng đã bị đẩy ngã sang một bên. Tử mục tính gọi vệ sĩ vào. Nhưng ông không biết mấy con tép diêu kia đã bị hạ cục trong sân. Hiện giờ vẫn còn đang nằm bất tỉnh. Đây là phạm pháp, tôi sẽ kiện các người. Tử mục yếu ớt mà hét lớn. Bên kia mẹ con tịnh du chỉ biết ôm nhau khóc giống. Phạm pháp, mạnh kháng cúi người xuống gần ông ta nói nhỏ. Vậy thì bắt nhốt người, có được gọi là phạm pháp hay không? Tử mục khoảng hốt nhìn anh, Mạnh Khang vừa dứt lời thì Tần Minh vội chạy đến. Chủ tịch phát hiện cửa nhà kho phía đông đã bị khóa lại. Mạnh Khang nhanh chân rời đi, tiến về căn phòng bị đóng kín kia. Chỉ có Tần Minh đã biết đây là giới hạn cuối cùng của anh. Cả người Mạnh Khang tỏa ra sát khí bừng bừng, nhìn cánh cửa gỗ dày bị khóa chặt. Anh nhếch miệng lạnh lẽo cười. Mạnh Khang nâng cước đạp mạnh vào cánh cửa kia, tấm cửa gỗ lớn liền bật mở, luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào trong phòng. Khả Ngân không kịp thích ứng nhào nhào đôi mắt đau nhức mà nhắm chặt thế giới như ngừng lại vài giây mạnh khang cao lớn đứng đó nhìn người con gái đang nằm co do trong góc phòng kia quần áo chật vật khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống cô như một đóa hoa loa kẹn sắp héo tàn vậy anh đau lòng bước tới chậm rái nhẹ nhàng nâng người của cô lên anh sợ khả ngân sẽ vỡ tan mất mới mấy ngày không gặp mà báo bối của anh lại biến thành như vậy mạnh khang tức giận đến mức run lên anh thề sẽ không bỏ qua cho những con người kia Khả Ngân cảm giác tiếp xúc được với một thân nhiệt ấm áp, cảm giác lạnh lẽo được bủa vây bởi ấm áp khiến cho cô an yên. Đôi mắt nặng nhọc mở ra, cô mơ hồ thấy được một khuôn mặt quen thuộc, nhưng chắc chỉ là mơ thôi, trong lòng Khả Ngân thầm nghĩ, anh ấy sao có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ? "Bảo bối." Giọng nói dịu dàng gần sát ngay bên tai, đánh tan suy nghĩ không liền mạch của cô. Tiếng gọi quen thuộc truyền vào thính giác, Khả Ngân khó khăn cười. "Đúng." Đúng là mơ rồi Anh tới Cô khó nhọc nói chuyện Cổ họng đau rát đến mức Khỏe mắt của cô đỏ ngầu Ươn ướt nước mắt Bảo bối Mạnh Khang không thể phát thêm một lời nào nữa Ngoài hai chữ kia Anh đau lòng ôm cô thật chặt Nhìn cô yêu ớt nhắm chặt mắt Ngất đi trong lòng của anh Mạnh Khang đưa khả ngân trở về biệt thự của mình Anh bước vào trong nhà Mặc kệ quản gia và người làm đứng thành hai hàng cung kính cúi chào Anh dịu dàng bế khả ngân trên tay Trần Dải bước nhanh lên lầu 2, tới phòng ngủ của anh. Nhẹ nhàng đặt thiên hạ xuống giường, anh nghe thấy cô mơ hồ xin gì, Mạnh Khang quay sang Tận Minh, đang đứng sau mình liền ra lệnh. Tận Minh, gọi điện cho thiệu sinh đến đây nhanh. Vâng, thưa chủ tịch. Anh cẩn thận ngồi xuống mép giường, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô dậy. Anh đưa tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, yêu thương mà vuốt ve. Không ai biết anh có bao nhiêu đau lòng và tức giận khi thấy cô run rẩy trên sàn nhà lạnh lẽo thấu xương kia đám người đáng chết kia anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn họ ngân nhi giọng nói tản mát ôn nhu khẽ gọi bên tai của cô khả ngân liên tục nhíu mày cô đang vụng vẫy trong cơn ác mộng anh đau lòng cúi người hôn lên cánh môi mềm mại của cô đôi môi tái nhợt được mạnh khang ngậm mút trong miệng xương đỏ lên có sắc vị cô rên khẽ hừ hừ có tiếng gõ cửa mạnh khang luyến tiếc rời khỏi cánh môi hấp dẫn kia trầm giọng nói vào đi. Hiệu sinh nhanh chóng bước vào, hắn từ vừa bệnh viện trở về, định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Sau cơn phẫu thuật quan trọng, thì tận mình đã hối hả gọi điện tới, bảo anh nhanh chóng đến mạnh ra, bên này có chuyện. Thế là thiệu tiên sinh có tấm lòng thương người, lại nghĩ rằng mạnh khang gặp nguy hiểm, liền cầm chìa khóa xe chạy đi, tâm tình rối loạn. Mày sao cánh cửa vừa mở, đập vào mắt của hắn là mạnh đại thiếu gia vẫn còn an toàn buổi đó. Thiệu sinh thở hắt ra. À, chết tiệt, cậu vẫn bình thường, Thế mà cái tên họ tần khốn nạn kia Lại làm như chuyện nghiêm trọng lắm vậy Thiệu sinh quay sang Hùng hàng trừng mắt nhìn tần minh Đang đứng gãi đầu gái tay Làm nhạc bột hồi Cậu mau qua đây xem cô ấy như thế nào lúc này Mạnh Khang không còn vẻ dịu dàng như nước nữa Giọng nói của anh tràn ngập lạnh đùng Thiệu sinh cũng thức thời ngậm miệng Lúc này mới để ý cô gái đang nhắm mắt trên giường kia Thiệu sinh khó hiểu quay đầu nhìn tần minh Làm ơn ai giải thích cho anh Người trên giường kia là nhân vật thần thánh nào không nhận được lời giải đáp thiệu sinh đi tới bên giường làm hàng loạt kiểm tra cho cô mạnh khang đứng ở một bên nhìn khuôn mặt của cô vặn vẹo đau đớn đáy lỏng của anh chợt gấp gáp rất nhanh thiệu sinh vị bác sĩ tài đức của nhân dân nhanh chóng hoàn tất quá trình khám bệnh anh kéo chăn đắp cho cô rồi bình tĩnh quay sang mạnh khang khang cô ấy không sao đâu chỉ bị suy ngược vì bị đói và khát vài ngày liền chống cự nội tới bây giờ quả thật là cô ấy rất kiên cường thiệu sinh tiếc thương quay đầu nhìn khả ngân khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt ướt đấm mồ hôi, chính anh cũng hoàng hồn. Anh biết cô gái này rất quan trọng với Mạnh Khang. Từ đáy mắt kia, anh đã nhận ra yêu thương chan chứa mà Mạnh Khang dành cho cô. Anh liền không thể lơ là mà khám xét kỹ càng hơn. Tôi biết rồi. Đây là đơn thuốc, cậu nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ chất để bồi bổ lại những ngày vừa qua. Được rồi. Liếc thấy Mạnh Khang vẫn còn đứng im đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng trên giường. Thiệu sinh biết điều, Cũng với Tần Minh rời đi trước, Tại phòng khách mạnh ra. "Tần Minh, cô gái kia là ai vậy?" Thiệu Sinh không nén nổi tò mò đang hỏi Tần Minh. "Ờ, chuyện này..." Tần Minh ấp úng, chính anh cũng không biết rằng cô ấy và chủ tịch có quan hệ gì nữa. "Sao chứ? Là ai mà lại có thể khiến cho Mạnh thiếu cao ngạo kia lo lắng đến như vậy?" Thiệu Sinh mỉm cười hứng thú, "Chuyện lạ nha, anh phải nhanh chóng liên lạc với anh em để báo cáo tin tức hấp dẫn này." "Ờ, Thiệu Thiếu tôi cũng không biết nữa." Chỉ biết là chủ tịch rất quan tâm cô ấy Ai chà Cái tên máu lạnh kia mà cũng biết quan tâm hay sao chứ Đúng là thú vị mà Thiệu xin cười to rồi chào tạm biệt tận mình trở về bệnh viện Tại phòng ngủ của Mạnh Khang Lúc khả ngân tỉnh lại Thì thành phố đã ngập chìm trong những ánh đèn lung linh huyền ảo Cô khó khăn mở mắt nhị xung quanh Một căn phòng xa lạ rộng lớn Một căn phòng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo Vật dụng được trang trí với ga màu tối Tường nhà bọ đen trắng Kết hợp đẹp mắt nhưng lại quá mức lạnh lẽo đây là đâu chứ không phải là cô vẫn bị nhốt ở tử gia sao tỉnh rồi sao một âm điệu dịu dàng như cũ nhưng lúc này đây giọng nói của anh xen lẫn vui mừng và lo lắng khả ngân giận mình cô ngước lên nhìn người vừa phát ra giọng nói kia kinh ngạc bỡ to mắt là anh ta sao mạnh kháng yêu thương ngồi xuống vớt ve khuôn mặt của cô ôn nhu vén sợi tóc dài của cô ra sau tai động tác thân mật kia làm cho khả ngân ngượng ngùng đỏ mặt Đừng sợ, bảo bối, đây là nhà của anh. Khả Ngân bất ngờ xen lẫn kinh hỉ, không biết nên nói gì. Cổ họng đã không còn khô rát như trước nữa. Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang ở trong đầu của cô. Khả Ngân không biết nên bắt đầu từ đâu. Mạnh Khang mỉm cười nhìn khuôn mặt của cô biến hóa với những nét mặt khác nhau, trông sinh động và đáng yêu vô cùng. Sao em lại ở đây? Anh mấy ngày liền không tìm thấy em. Sau khi biết được em bị tử mục bắt nhốt, anh liền tới và cứu em đi. Nói đến đây, giọng nói của anh lạnh xuống, đôi mắt sâu thẳm thâm trầm. Khả Ngân nhìn anh, cô run sợ khi thấy đôi mắt của anh lộ vẻ tức giận. Bảo bối, ngoan nào, đừng sợ, anh chỉ giận là mình đến quá chậm mà thôi. Anh ngôn nhù hôn lên trán của cô, đưa tay đỡ Khả Ngân gội dậy. Khả Ngân chỉ biết im lặng nhìn anh, cô không biết nói gì thêm nữa. Người đàn ông dịu dàng lại đẹp trai trước mắt, cô lén đưa tay vào trong chân, véo thật mạnh đùi của mình. Đau, cô nhíu mày, anh đã thật chứ không phải là mơ người đàn ông trước mặt này cô nhìn ra được anh đang thật lòng quan tâm tới cô khả ngân nhạy cảm như vậy sao cô có thể không phát hiện trong đáy mắt của anh ta chất chứa yêu thương cơ chứ trái tim rung động mãnh liệt khả ngân không biết mình có tài đức gì mà lại được anh để ý đến như vậy cô cúi đầu không biết nên đối mặt với anh như thế nào mạnh kháng nâng mặt của cô lên cẩn thận nhìn vào mắt của cô đôi mắt xinh đẹp mới vừa rồi còn bị tuyệt vọng và đau đớn lấp đầy Giờ này đã được tiếp thêm sức sống Công cong khoe mắt cười gợi ý Em có nên suy nghĩ lại Những lời kêu của anh hay không Giờ này anh chưa bao giờ nói đùa Em Khả Ngân thật sự không biết Người đàn ông này lại khiến cho tất cả đàn ông trên thế giới Phải ghen tị Anh mang trên người một vẻ đẹp hoàn mỹ Đẹp đến say mê lòng người Khả Ngân thật sự không thể cự tuyệt Cho dù quá khứ trước đây của em Có mở bị tăm tối Thời điên thiếu của em có bị đau khổ bụa bay đi chăng nữa Nhưng Khả Ngân hãy nghe anh nói từ bây giờ đã có anh Anh sẽ che chở và yêu thương em Thế nên em đừng cự tuyệt anh nữa Có được hay không Khả Ngân không nói chuyện Chỉ lặng lẽ nhìn anh Khóe mắt của cô ươn ướt, ướt Sống mũi cay cay Mạnh Khang yêu thương nắm chặt tay cô Rồi nói tiếp Anh chưa chắc đã là một người đàn ông hoàn mỹ nhất Nhưng trên thế gian này Anh đảm bảo ngoại trừ anh ra Sẽ không có người thứ hai có thể yêu thương em nữa Cưng chiều em Chấp nhận tất cả những khuyết điểm của em Và sẽ không bao giờ bỏ mặc em Khả Ngân Giờ này những gì anh đã nhận định chỉ sẽ cương quyết theo tới cùng không bao giờ từ bỏ đâu vậy nên một người đàn ông đẹp trai giàu có quan tâm em đang trường cậu yêu thương tự em em nguyện ý sẽ bỏ qua sao trong đêm khuya tĩnh lặng ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời xung quanh muôn ngàn vị tinh tú lấp lánh một người đàn ông đẹp đẽ yêu mị say đắm nhìn bạn giọng nói dịu dàng ấm áp cánh tay vững chắc ôn nhu ôm bạn vào trong lòng một người đàn ông như vậy bạn có nguyện ý bỏ qua sao một khắc ấy khả ngân nghĩ Thế gian này thực ra vẫn còn có rất nhiều điều tốt đẹp Tựa như là anh Thổ lộ tất cả nỗi lòng với cô Mạnh khang vùi đầu vào hõm cổ của khả ngân Tham làm mùi hương tự nhiên dịu mát trên người của cô Cánh môi nóng bỏng của anh lại khẽ hôn lên cổ của cô Khả ngân bị anh chạm đến nơi nhạy cảm Kinh ngạc thở dốc Nhưng cô vẫn không đưa tay đẩy anh ra Chính cô cũng biết bản thân giờ này tham luyến anh vô cùng Phòng ngủ rộng lớn yên tĩnh chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo trên tường tích tắc Bọn họ vẫn trên giường lặng in Dịu dàng ôm nhau Không ai nói với ai một lời nào Mạnh Khang hiểu những lời này đối với Khả Ngân Là quá đột ngột Chấp nhận một người đàn ông chỉ mới gặp hai lần Khả Ngân cái cô gái truyền thống này Sao có thể mở miệng nói đồng ý được đây Anh biết và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần Trước lời từ chối của cô Dù ở nơi sâu thẳm kia đau nhói Nhưng không sao Anh tin tưởng anh sẽ có bạn lính đánh cắp được trái tim của cô Ngân nhi Mạnh Kháng tách khả nhân ra Để cô đối diện với anh Đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn cô Rồi mỉm cười Anh biết có thể em sẽ rất khó chấp nhận anh Nhưng mà xin em Ngân Nhi Hãy cho anh một cơ hội Khả Ngân há hốc nhìn anh Người đàn ông cao ngạo trước mặt này Thế mà lại cậu xin tình cảm của cô sao Vẫn nghi vấn cũ Khả Ngân cô có tài đức gì chứ Thật ra thì cô cũng thích anh Lý trí cố gắng tìm đủ mọi lý do Để phủ định tình cảm này nhưng sao có thể vượt qua được lý lẽ của con tim Rằng cô đã yêu thích anh Em Cô nhìn ra được đáy mắt của anh ngập tràn tình cảm Và có cả hy vọng Có phải là cô đang nhìn nhầm hay không chứ Anh đang hy vọng cô đồng ý sao Cô không biết phải làm sao Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy Thế mà lại lựa chọn một cô gái tầm thường như cô Mạnh kháng im lặng Đến thở chờ đợi câu trả lời của cô Em không phải là Người phụ nữ đẹp nhất không sao, đối với anh, không ai có thể vượt qua em. Tính tình của em rất xấu. Ngày nghỉ thường ngủ nướng ở trên giường. Buổi tối thường ôm laptop đọc tiểu thuyết ngôn tình tới tận đêm khuya. Thói quen sinh hoạt không hề nề nếp kỳ cương gì cả. Anh không quan tâm, bởi vì em sẽ không còn cơ hội đó nữa. Hiện tại, em chưa yêu anh. Khả ngân không ngờ anh lại trả lời thản nhiên như vậy, hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Đáy lỏng như có giọng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua, khóe miệng của khả ngân nhếch lên, nhắm mắt nói dối. Không sao, tình cảm có thể bội dưỡng. Anh không tin với chân thành của mình, cô không thể không yêu anh. Nhưng mà em rất bướng bỉnh, không biết nghe lời. Em có thể không nghe anh được hay sao chứ? Mạnh Khang sắc bén nhìn cô, nhưng đáy mắt lại bị bộ tia ôn nhu lấp đầy. Khả Ngân hoàn toàn á khẩu, nhìn xem người đàn ông cực phẩm như vậy đang ngồi trước mặt, chỉ chờ đợi câu đồng ý của cô Tùy cô ngây thơ nhưng không phải là ngốc nha trên Channel Ngân gì hãy để anh yêu thương Chăm sóc cho em thật tốt Mạnh Khang thâm tình nắm chặt tay của cô vuốt ve Để cô hiểu được tình cảm của mình Mạnh Khang Sao anh Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy Khỏe mắt của Hạ Ngân đỏ hoe Ánh nước long lanh trong đôi mắt trong trẻo xinh đẹp Bởi vì Bởi vì em xứng đáng Bốn chữ kia tự đôi môi của anh chân thành nói ra Mạnh Khang biết đây chính là lời hứa hẹn của anh đối với cô mà cũng là với chính bản thân của mình. Bởi vì em xứng đáng khả ngân cảm động nhìn anh, giọt nước mắt trong veo lăn dài trên đôi gò má. Trước giờ hai mươi mấy năm trên cuộc đời, chưa ai thật lòng yêu thương cô, nguyện ý che chở cho cô như vậy. Nhiều năm sau, khi nhớ lại thời khắc này, lời nói thâm tịnh của anh vẫn thật sâu làm cho trái tim của cô rung động mãnh liệt, hóa ra tình yêu lại như vậy mạnh khang đưa bàn tay ấm áp lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cô anh cúi đầu lại gần dịu dàng hôn khóe mắt của cô hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng đó anh yêu thương mà ôm cô thật chặt vậy nên từ khả ngân em có nguyện ý ở lại bên cạnh quan hay không khả ngân vô thức gật đầu bởi vì cô đã hoàn toàn bị khuất phục Thay miệng xinh xắn mỉm cười ngượng ngụng nói khẽ em nguyện ý mạnh khang mừng rỡ kinh hỉ mỉm cười khóe miệng của anh kéo lên độ cong phù hợp, khiến cho nụ cười càng hoàn mỹ hơn. Khả Ngân cảm thấy đầu óc choáng váng, người đàn ông này làm sao lại có thể xinh đẹp như vậy chứ? Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cánh môi ấm áp nhanh chóng phụ lên đôi môi đỏ hấp dẫn của cô. Khả Ngân không còn phản kháng như lần trước nữa, lần này cô vừa xấu hổ lại vừa dịu dàng đáp lại anh. Cánh tay trên cổ tự động vòng qua cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người, thấy cô không bại xích mà còn ngây ngô đáp lại, nội tâm của Mạnh Khang kêu gào hạnh phúc. Anh mút lấy đôi muối xương đỏ của cô, ngậm chặt trong miệng và hưởng thụ hương vị ngọt ngào tựa như đường mật kia. Hai người điên cuồng hôn nhau, tiếng chật chật ái muội phát ra khiến cho khương mật của khả ngân đỏ ửng như quả đào chín, chồng cô vô cùng đáng yêu. Đầu lưỡi của anh nhanh chóng tách lấy cánh môi mỏng của cô, tiến vào trong khoang miệng, mê luyến cùng với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của khả ngân, dây dưa quấn quýt. Khả ngân cảm giác cả người nóng rực, cô khẽ rên rỉ, Mạnh Khang hôn môi của cô, sau đó một đường hôn xuống chiếc cổ trắng ngần để lại những dấu hôn đỏ sẫm. Anh kích động cắn lấy xương quai xanh của cô. Khả Ngân há hốc miệng thở dốc, vô lực sụi lơ, mặc cho đôi môi nóng mỏng của anh rong ruổi trên cổ cô. Mạnh, Mạnh Khang. Khả Ngân cảm thấy một cơn khoái cảm dâng trào trong người cô. Cô không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngoan nào, bảo bối, hãy gọi anh là Khang. Giọng nói của Mạnh Khang khàn khàn vang lên bên tai của cô, lại càng kích thích cô gái xinh đẹp. Bây giờ đôi mắt của anh đã nhuốm đầy dục vọng. Khang, hai con người có yêu nhau hay không? Dùng lời nói chưa chắc đã có thể bộc lộ hết, chỉ có thân thể mới là điều thẳng thắn thành khẩn nhất. Có tình cảm với nhau, tự nhiên thân thể họ mới có thể cùng kết hợp, dẫn thân vào nhau, rồi vạn kiếp bất phục. Trên giường trong phòng ngủ, Mạnh Khang đầy nhẹ thân thể kiểu diễm của Khả Ngân xuống giường, Ánh mắt đẹp của anh bây giờ đã nhuốm đầy dục vọng. Anh kích động, hôn mút môi của cô tới sưng đỏ, bàn tay ấm nóng di chuyển tới trước ngực của cô. Cách lớp áo sơ mi, vuốt ve nơi mềm mại đó. dáng người của Khả Ngân thực sự rất đẹp, chỗ lồi chỗ lõm đều rõ ràng, từng đường cong hiện lên vô cùng quyến rũ. Bị anh kịch liệt hôn như vậy, Khả Ngân rên rỉ, khuôn mặt ửng đỏ sắp dỉ máu tới nơi. Cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng khi thấy anh vùi đầu vào trước ngực của cô Chiếc lưỡi nóng bỏng mang theo hơi thở mùi đàn hương Khẽ liếm mút trên cổ của cô Nơi nhạy cảm kia bị chạm đến Liền khiến cho cô rùng mình Anh rút đi áo sơ mi của cô Dịu dàng cởi ra từng chiếc cúc Ánh mắt cương chiều âu yếm nhìn cô Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng Khả Ngân có can đảm nhìn anh Chỉ biết nắm chặt đôi mắt Nhưng ngón tay nắm chặt ga giường Ngân nhi, ngoan nào, mở mắt ra nhìn anh Giọng nói dịu dàng kia Giờ này lại càng thêm tà mị hấp dẫn Khả Ngân run rẩy mở nhẹ đôi mắt, mê muội dấn thân vào cuộc chiến tình ái này. Mạnh Khang không nhịn được nữa mà rên rỉ một tiếng, muốn đem người dưới thân thể đè xuống mà ra sức đoạt lấy sự ngọt ngào của cô. Nhưng anh biết, giờ phút này anh phải nhẫn lại, phải dịu dàng chân thành mà đối xử với cô gái nhỏ này. Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh, cảnh xuân tuyệt đẹp của cô đập vào mắt của anh. Anh hít một ngụm khí, đôi tay điêu luyện, vuốt ve dấn dắt thân thể của cô đi vào mộng mị. Tay phải của anh đặt nhẹ lên mông của cô, khẽ bóp rồi nâng mông của cô tiến sát lên hạ thể đang căng cứng, trưởng đau của mình. Khả ngân kinh sợ thở dốc, trợn mắt nhìn anh. Vật kia vừa cứng vừa nóng, cứ như vậy cách một lớp váy ma sát vào nơi sâu kín nhất của cô. Cảm giác lạ lâng lâng khiến cho khả ngân khó chịu muốn khóc. Cô không biết giờ này mình đang muốn gì nữa. Mạnh khang nhìn biểu cảm đáng yêu vặn vẹo của bảo bối thì cười nhẹ. dịu dàng vuốt ve sợi tóc bị mồ hôi dính trên gò má của cô, Đôi môi nhanh chóng tìm tới cánh môi ngọt ngào của cô mà hôn mạnh. Nụ hôn này không còn dịu dàng như trước nữa mà là mãnh liệt ham muốn cùng với môi lưới của cô dây dừa quấn quýt. Trong lúc đó, tay trái của anh đã nhanh chóng bắt được nơi đầy đặn mà tuyệt đẹp kia liền ra sức mà nhào nặn. Cô biết hành động thân mật này là quá nhanh nhưng cô đã không còn sức phản kháng nữa. Toàn thân của cô nhiệt độ nóng hừng hực như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô. Chỉ mặc cho anh ra sức cuộng giá nửa người trên của cô đôi tay chỉ biết nắm ra sức nắm chặt lấy bả vai của anh giống như vừa muốn đẩy anh ra nhưng cũng muốn kéo anh tiến lại gần hơn Mạnh khang liếm lấy cái môi mềm mại rồi thuận thế đi xuống chiếc cổ trắng ngần khẽ liếm mút để lại nhựa vết hôn anh nhìn nụ hoa của cô đỏ sẫm căng trướng trội lên trong lớp áo lót mỏng manh khả ngân thở dốc đôi môi mê người khẽ bật ra những âm thanh ái muội cô đưa tay luận sâu vào trong tóc của anh như kéo đầu của anh lại gần bờ ngực của cô muốn anh ra sức hút lấy nó, cương chịu nó. "Quan nào, bảo bối, cho anh được không?" Mặc dù anh em của anh đã lên tiếng kháng nghị, lựa thân dưới đã trướng đau, nhưng Mạnh Khang vẫn nhấn liều, dịu dàng quan tâm tới cảm nhận của cô, anh muốn cô toàn tâm toàn ý mà giao hết mình, nếu như Khả Ngân không muốn, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc. Anh ngẩng đầu hôn môi của cô, ôn nhu mà quân lấy, Khả Ngân giờ phút này đã không còn một chút sức lực nào nữa. Cô đang nhìn người đàn ông đang đẻ trên mình, cô biết Tâm của cô đã chấp nhận anh Cô e dè xấu hổ khẽ gật đầu Đôi mắt nhanh chóng nhắm lại Như sợ anh nhìn thấy một tia xấu hổ nào đó Mạnh Khang mượn rỡ như điên Anh kích động hôn lên khóe mắt của cô Bảo bối hãy tin tưởng anh Giọng nói của anh khàn khàn Âm điệu sâu lắng rất quyến rũ Mỹ Nam thế mà lại nhìn chúng cô Mạnh Khang nắm chặt bắt đuổi của cô Qua lớp váy ở chỗ kín nhất của cô mà trả sát Thần thể mỏng manh của cô Theo anh trên dưới đong đưa Mạnh Khang ôm chặt lấy thân thể của cô, bàn tay nhanh chóng kéo váy của cô xuống, để lộ chiếc quần lót màu trắng thanh khiết, bao bọc lấy vườn hoa thần bí kia. Khả ngân xấu hổ muốn đưa tay che lại, nhưng Mạnh Khang đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đó. Làm sao anh có thể để cho cô che đi vẻ đẹp hấp dẫn như vậy? Anh lại dùng sức mạnh mẽ chạm vào nơi sâu kín của cô, môi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bị sưng đỏ, bàn tay không rảnh rối, đang nắn bóp hai gò bồng đảo của cô. Khả ngân vừa thoải mái riêng gì mới nếm thử tình dục khả ngân rất sợ mình không thể khống chế được bản thân sợ mình cứ như thế mà mãnh liệt đáp lại anh mạnh khang lại một lần nữa dùng sức mạnh mẽ chạm vào nơi sâu kín của cô môi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô dùng lưỡi cưỡng bách cô vô cùng quấn quýt nóng bỏng mà dụ hoặc cả hai đều riêng gì đều bị dục họa hừng hực hành hạ khả ngân cảm thấy càng người trống giống khó chịu cô không ngừng tiến sát về phía anh cọ sát trên cửa của anh mạnh khang cười tà mị bên tai của cô thổi khí da thịt non mềm mẫn cảm của cô đã bị anh chiêu chọc khắp cả người như bị lửa thiêu đốt liền trống rỗng nhìn dáng vẻ uất ức của cô khiến cho anh lấy hết quyết tâm đâm vào nơi sâu nhất của cô nước mắt của khả ngân chạy xuống thân thể đau đớn như bị xé rách cô mạnh mẽ muốn đẩy anh ra không ngừng nước nở mạnh khang nhìn thấy cô đau đớn như vậy anh không dám động đậy bên trong cơ thể của cô anh đau lòng tìm kiếm cánh môi của cô nuốt hết những âm thanh đức nợ kia vào trong lòng tay của anh không ngừng trên cơ thể của cô quấy nhiễu hy vọng có thể xoa dịu đi sự đau đớn của cô bảo bối ngoan đảo rất nhanh sẽ không đau nữa bảo bối dưới sự vuốt ve của anh lồng mày khả ngân cũng giãn ra đau đớn biến mất chỉ còn lại khoái cảm xa lạ vừa khó chịu nhưng cũng thật thoải mái cô cả người uốn éo miệng không ngừng rên rỉ mạnh khang thấy cô không còn đau đớn anh đem hai chân của cô vòng qua bên hông của mình dùng sức luật động mạnh mẽ Ngân Nhi, em là của anh, cả đời này đều là của anh. Mạnh Khang cưng chiều dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cô, hạ thể bên dưới cũng không ngừng động tác mãnh liệt. Anh và cô hôn nhau quấn quýt, môi lưỡi dây dưa, Khả Ngân vòng tay ôm anh thật chặt, không ngừng thở dốc. Mây mưa đi qua, cả hai ôm nhau thở dốc, Mạnh Khang vui sướng, khóe miệng nhếch mãi lên. Lần đầu tiên trong đời, anh có được một thứ cảm giác hạnh phúc như vậy. Khả Ngân mệt mỏi, khuôn mặt vụi sâu trong lồng ngực của Mạnh Khang, đôi mắt khép hờ, Lúc này đây, cô rất tỉnh táo, Khả Ngân không biết những gì họ đã xảy ra đêm qua là đúng hay sai, nhưng duy nhất chỉ có một điều Khả Ngân rất rõ ràng, cô sẽ không bao giờ hối hận. "Ngân gì? ở đấy về nhé." Mạnh Khang sẽ không bao giờ đồng ý để cho cô trở lại nơi như bẩn đó, bảo bối của anh phải được sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất dưới bầu trời của anh. "Em..." Chưa kịp tiêu hóa hết lời đề nghị của anh, cô lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Khả Ngân cô xưa này có thể sống một mình rất tốt, cô không muốn anh nghĩ, cô đã trao thân cho anh thì sẽ giống những người phụ nữ khác, suốt ngày đeo bám anh, chuyện đáng khinh như thế cô sẽ không làm được. Nhưng giọng nói dịu dàng vẫn còn vang vọng bên tai, ánh mắt của anh chân thành mà tha thiết nhìn cô. Khả Ngân vô lực kháng cự, không biết nên làm như thế nào cho đúng. Từ ngày hôm nay, anh không có khả năng sống mà không có em, Ngân Nhi, hãy tin anh, từ trước đến giờ anh đối với em chưa bao giờ là đùa giỡn, vậy nên hãy về đây với anh. Anh biết cô vẫn còn khúc mắc ở trong lòng, nhưng anh chính là thương nhân, không tận dụng cơ hội bẻ gãy tia do dự của cô, thì không biết tiểu ngân nhi này biết bao giờ mới được thông suốt. Cứ tưởng rằng anh sẽ thất vọng về thái độ của cô, nhưng mạnh khang lại ôn nhu vuốt ve gương mặt khả ái của cô, yêu thương khẩn thiết. Một câu, anh không có khả năng mà sống không có em, của anh như mật ngọt rót vào tai của cô, khiến cho cô tin tưởng một cách vô tiền khoáng hậu, trái tim rung động kịch liệt, Khả Ngân không ngờ mình sẽ còn cơ hội được yêu thương như vậy. Vâng. Cô e thẹn gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ chôn vùi vào hõm cổ của anh. Anh nhanh chóng lại gần cô, hơi thở mang theo mùi bạt hà mát lạnh, quanh quẩn trên gương mặt của cô. Khả Ngân cảm thấy người nóng lên, chưa kịp phản ứng, thì đôi môi ấm áp đã nhanh chóng phủ xuống môi của cô, quấn quýt môi lưới triển miên. Khả Ngân e rẻ đáp lại anh, bỗng cô kinh ngạc trợn mắt, cảm giác lửa nóng đang đâm vào dưới bụng dưới, cô xấu hổ không biết làm sao, của anh lại dựng lên nữa rồi. Nhìn biểu hiện ngây thơ đáng yêu của cô, anh thích thú mà bật cười. Đáng ghét, còn cười người ta nữa. Khả ngân chu môi lên hờn dối, mạnh kháng xoay mặt của cô lại, nhẹ nhàng hôn cùng khắp. Anh như phát hiện cảm giác được rong ruổi trên người cô, mọi nơi trên thân thể tuyệt đẹp của cô đều khơi dậy dục vọng của anh. <laughs> Thôi được rồi, anh không cười nữa. Mạnh kháng cố nhịn cười, cúi đầu hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô bàn tay nóng rực đang vân về bờ gực mềm mại xoa nắn thành đủ loại hình dạng anh yêu chết đi được vừa mềm mại độ co giãn lại rất tốt cảm giác rất kích thích khả ngân rên rỉ cô giấu hổ ngậm chặt miệng thì mạnh khang lại dịu dàng vuốt ve cánh môi của cô đồng thời cũng đem người anh em của mình dẫn sâu vào hạ thể của cô lần nữa anh mạnh mẽ luận động khiến cho cả hai khoái cảm đạt tới cao trào kích tỉnh đi qua mấy đợt Cuối cùng Mạnh Khang bắn tất cả mầm mống kích tình vào nơi sâu nhất của cô. Cả hai mệt mỏi ôm nhau, chìm vào trong giấc ngủ. Ngày mai khi tỉnh dậy, cuộc đời của họ đều đã bước sang trang mới. Ánh nắng sáng sớm len qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi vào trong phòng. Hai thân thể cuống quýt lấy nhau, khóe miệng họ đều nhếch lên trong mộng đẹp. Hình ảnh đó thực sự hài hòa. Mạnh Khang đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng nón, đang kệ sát lồng ngực của mình. Đôi mi dài thanh tú, cánh môi vẫn còn sưng đỏ mấp máy trông thật sự hấp dẫn anh muốn cắn một ngụm mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô có lẽ hôm qua anh đã khiến cho cô mệt mỏi vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn chặt hơn anh thậm hứa sẽ trân quý bảo vệ cô cảm giác mềm mại bên môi đánh thức khả ngân khỏi giấc ngủ đôi mắt xinh đẹp vẫn lưỡi biếng không muốn mở ra nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại vô thức đáp lại nụ hôn của anh mạnh khang không kiểm chế được mà bút lấy môi của cô quần giá cho đến khi khả ngân vị thiếu dưỡng khí mà tỉnh dậy anh mới buông cô ra Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ Bảo bối, chào buổi sáng Chào buổi sáng Khả Ngân thẹn thủng đáp khẽ Khuôn mặt đỏ ửng được những tia nắng vạn chiếu tràn vào Đẩy sức sống Mạnh Khang ngồi dậy mặc áo ngủ Rồi nhặt lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô Khả Ngân gượng chín cả mặt Muốn tự làm nhưng lại bị anh ngăn cản Cô bất đắc dĩ nhìn anh Trình lại cổ áo sơ mi của mình Áo sơ mi nam rộng thủng thình Che đi vẻ đẹp hoạn mỹ của cô mà anh không muốn cùng với ai chia sẻ. Có trời mới biết, Mạnh Khang vội che đậy thân thể lõa lộ của cô. Vì giờ mình nhịn không được nữa mà sẽ muốn cô. Anh biết Khả Ngân rất mệt, còn anh thì rất nhiều việc cần giải quyết. Trước tiên phải nhanh chóng tắm nước lạnh mới được. Khả Ngân, em vào phòng tắm thay đồ rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng đi. Anh tới phòng bên cạnh tắm rửa. Anh vừa nói, ngón tay thuần thục vuốt tóc của cô. Em... Khả Ngân ấp úng. Sao hả? Hay là em muốn tắm chung với anh? Đôi mắt của Mạnh Khang gian tà lóe lên, gian xảo nhìn cô. Ờ, không, không có. Khả Ngân hoảng hút, bật dậy, chạy thật nhanh vào trong phòng tắm, bàn tay đưa lên ngực thở hồn hển. Mạnh Khang nhìn hành động đáng yêu của cô thì bật cười. Sao cô ấy có thể cho là thật cơ chứ? Anh cũng không phải là cầm thú. Khả Ngân tắm xong, đang nghĩ tới việc không có quần áo để thay, thì thấy ngay quần áo đã được chuẩn bị sẵn đặt ở mép giường. Nhưng cô tìm kiếm xung quanh, cũng không thấy Mạnh Khang đâu. Khả Ngân rất nhanh chóng cầm lên rồi mặt vào, chiếc váy thanh lịch vượng người là màu tím nhạt mà cô thích nhất. Đứng ngắm nhìn mình trước gương, Khả Ngân chỉnh trang lại mái tóc cho cuộn gàng rồi mở cửa xuống phòng. Đêm qua vì bị ai đó ăn gắt gao nên cả người của cô mỏi nhừ, hai chân bước đi loạn choạng. Cô viện cầu thang bước xuống, nghĩ chắc rằng Mạnh Khang đang ở dưới nhà chờ mình. Xuống tới phòng khách, cô nhìn thấy quản gia và một tốt người hầu đang đứng nghiêm chỉnh cúi chào cô. Khả Ngân hết hồn, tay chân luống cuống không biết làm gì. Đùa gì vậy chứ, sao lại giống trong phim thế này cơ chứ người ở đâu ra mà nhiều như vậy một đống câu hỏi ngổn ngang trong đầu của cô từ tiểu thư cầu chùa vừa có việc gấp liền đã phải đến công ty cậu ấy đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị bữa sáng mời cô viên quản gia cung kính nhìn cô nhưng lúc này khả ngân không để ý tới cô chỉ biết đáy lòng bỗng trụng xuống một cố thất vọng dâng trào trong cô vì không có anh sao chẳng phải nói là chỉ thích anh thôi sao nhưng bây giờ khi anh bỏ lại cô một mình trong tòa nhà lớn như vậy cô lại cảm thấy khó chịu trái tim lại khẽ nhói. Khả Ngân ngước nhịn lên trần nhà, nháy mắt mấy cái, cố ngăn không cho nước mắt tuổi thân trực trào. Cô gật đầu đi theo lão quản gia vào phòng ăn. Lúc này cô mới có dịp quan sát tòa nhà này, thật lớn và đẹp làm sao. Người nhà được trang trí theo phong cách Tây Âu, cổ điển pha lẫn hiện đại, vừa sang trọng lại vừa thoải mái. Bởi vì bị đói nhiều ngày, Khả Ngân nhanh chóng dụng xong bữa sáng trên bàn. Đồ ăn thật ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Toàn là những món ăn Trung Quốc mà cô thích nhất khóe miệng bốc nhếch lên vui vẻ cô biết anh thực sự quan tâm tới mình khi thấy khả ngân dùng giấy ăn để lau khóe miệng uống xong cốc sữa nóng viên quản gia ra hiệu cho người hầu dọn bàn ông một bên tự tốn thông báo tiểu thư cậu chủ có dặn dò cô đến đây sống cho nên cần chuẩn bị một vài thứ là quần áo và vật dụng cá nhân nên tài xế sẽ chuẩn bị để đưa cô tới trung tâm mua sắm những thứ mà cô cần rồi ông đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng bạch kim lấp lánh đây là cậu chủ dặn dò tôi đưa cho cô. Khả Ngân nghiêng đầu khó hiểu. Anh sao lại như vậy chứ? Đưa cho cô cái này làm gì? Cô không phải là nhân tình của anh. Không hiểu sao, Khả Ngân đột nhiên tức giận. Ánh mắt của cô chậm xuống, lành nhạt nói với quản gia. Ba cứ cầm lấy, cháu hôm nay không độ khỏe. Cháu muốn lên lầu nghỉ ngơi trước. Vậy cô... viên quản gia không biết phản ứng làm sao. Nhìn cô trông thực sự rất mệt mỏi. Ông cũng không nói nữa, chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn, Hạ Ngân mệt mỏi bước về căn phòng của anh, tứ chi giá rời, ngã nằm xuống chiếc giường kinh sai mềm mại. Gương mặt xinh đẹp, vùi sâu vào gối của anh, yên lặng mà nhắm mắt. Còn Mạnh Khang bên này vừa mới kết thúc hội nghị quốc tế quan trọng. Anh nhanh chóng rời đi, định để gọi điện, nghe được giọng nói của cô, thì đột nhiên nhớ ra, khi anh đưa cô đến đây không có mang theo điện thoại. Mạnh Khang đang định gọi về cho quản gia, thì ông ta đã gọi đến trước. Hạ Ngân đã dậy chưa? Con sáng hay không? Giọng của Mạnh Khang vẫn nhẹ nhàng, hờ hứng như cũ, dường như chỉ khi với cô, anh mới có thể thay đổi rõ rệt. Cậu chủ, tiểu thư đã dậy và dùng xong bữa sáng, tôi đã làm theo lời của cậu, nhưng mà cô ấy bảo là cô ấy mệt mỏi, không muốn tới trung tâm mua sắm. chưa thẻ tín dụng, cô ấy cũng không nhận. Viên quản gia e sợ, báo cáo từng chi tiết một, bởi đây là lần đầu tiên có một người không làm theo lời của cậu chủ. Ánh mắt của Mạnh Khang thâm trầm như vừa nghĩ tới gì đó, anh vội vã cúp máy rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ lại tận mình không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Mạnh Khang vội bước vào nhà, liền thấy quản gia đứng chờ ở cửa. Anh nhanh chóng hỏi ông ta về tình hình của Khả Ngân. Có chợ mới biết anh đã lo lắng cho cô tới nhường nào. Trên đường về nhà, tuy anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại rất nóng lòng, muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chỉ có xa nhau vài tiếng, Mạnh Khang đã phát hiện anh đã nhớ cô vô cùng. Viên quản gia cung kính báo cáo cho anh tình hình của Khả Ngân cậu chủ tiểu thư dường như là không được vui cho lắm mạnh khang bước lên lầu khẽ mở cửa phòng ngủ căn phòng rộng lớn rơi vào yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng hơi thở đều đều của cô anh tiến lại gần khả ngân bụi sâu khuôn mặt khả ái động lòng người vào chiếc gối mềm mại yên giấc ngủ say hai hạng chân mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại mạnh khang đau lòng đưa tay khẽ xoa nhẹ mi tâm của cô như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khả ngân đưa mặt kệ sát lòng bàn tay của anh tiếp tục ngủ hành động ngây thơ đó khiến tranh bật cười cô bé ngốc này thực sự đáng yêu anh cứ ngồi đó không một tiếng đáp lại mạnh khang dịu dàng bên tai của cô khẽ nói âm dung rõ ràng mà tha thiết anh xin lỗi xin lỗi tiểu bảo bối đột nhiên mạnh khang cúi đầu kệ sát môi mềm mại của cô dịu dàng mà hôn bút nụ hôn lần này thật sự dịu dàng Ánh mắt thâm tình nhìn cô không còn nhuốm đầy dục vọng như đêm qua nữa. Anh nhẹ nhàng cậy lấy hàm răng của cô, cùng môi lưỡi của cô dây dưa quấn quýt. Trong mơ, Khả Ngân cảm giác có người ôm mình, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn quen thuộc của anh, cô vô thức đáp lại theo bản năng cùng với anh. Họ cứ thế mà hôn nhau, người đàn ông xinh đẹp tỉnh táo, còn người phụ nữ nằm trên giường lại ở trạng thái mơ màng. Hơn một phút, Khả Ngân mở mắt trừng lớn nhìn anh, vừa kinh hỉ lại vừa thất thần. Cô rất vui khi thấy anh chân thật ngồi trước mặt của mình. Nhưng sau đó, cảm giác trống rỗng lúc sáng khi bước xuống lậu không tìm kiếm được bóng dáng của anh. Sự lạc lõng ấy rất nhanh, ùa về đánh úp vào lồng ngực của cô vô cùng khó thở. Rồi hình ảnh chiếc thẻ tín dụng lấp lánh trói mắt kia, khiến cho cô vừa tức giận, vừa khó chịu vô cùng. Khả Ngân ngồi dậy nhìn anh, yên lặng cúi đầu. Cô không biết, những diễn biến tâm lý của cô đều đã được Mạnh Khang thu hết vào tầm mắt. Từng học qua môn tâm lý học anh biết đây là trạng thái của một con người đang bất an và thất vọng về một điều gì đó. Anh đau lòng khẽ vuốt mái tóc của cô miết nhẹ. Anh anh về bao giờ? Hạ Ngân hỏi nhỏ, giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ. Anh vừa mới về. Anh xin lỗi vì lúc sáng đã rời đi vội vã mà không nói với em một lời. Nhưng mà ở công ty có chuyện quan trọng. Anh, anh náy nhịn cô. Qua một đêm kia, anh thực sự không muốn rời đi thiên hạ ở trong lòng mình một chút nào. Nhưng vì đối tác quan trọng của tập đoàn ở thị trường châu Âu cho nên anh không thể không tới. Nhưng cả buổi sáng, hình ảnh của cô xinh đẹp luôn hiện hữu trong đầu của anh, khiến cho anh muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm cô vào trong ngực mà yêu thương. À, không sao. Cô khẽ đáp, không khí lại rơi vào trầm mặc căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc trước. Em đang giật anh, có phải hay không? Giọng nói của anh dịu dàng, hơi thở mùi bạc hạ thơm mát, phà vào mặt của cô, khiến khả ngân khẽ run lên. Là vì anh rời đi, không thể để cùng em sao? Ờ, không phải. Cô nói dối, rõ ràng trong lòng, trăm ngàn lần mắng anh, tức giận với anh. Nhưng khi anh hỏi, lời nói từ cửa miệng lại là không có. Cô thầm ghét chính mình. Khả ngân bối rối, khóe mi đỏ hoe không dám nhìn anh. Mạnh thang vọng hai cánh tay mạnh mẽ, giữ chặt lấy đôi vai của cô, bắt ép cô đối diện với anh, rồi nghiêm túc. Từ khả ngân, đây là lần thứ hai anh gọi cả tên cả họ của cô khả ngân bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh vâng ạ vậy tại sao lại giận anh chứ nhìn thấy đôi mắt của cô long lành ánh nước anh vô cùng đau lòng nhưng anh không thể ôm cô vào trong lòng mà an ủi được nữa khả ngân nhạy cảm như vậy có một số chuyện cần phải giải quyết cho rõ ràng cuộc đời sau này với những năm tháng dài đẳng đắng đều như không thành thật với nhau thì bắt họ phải sống chung là sao đây cảm giác này cả anh và cô đều không muốn anh phải từ từ dùng chân thành để khiến cho cô dịu giao cả tâm cho anh đó mới chính là điều mà mạnh khang mong muốn em em rất tức giận giọng của cô rất nhỏ khả ngân nghĩ nếu như bây giờ không nói có lẽ về sau cô cũng không còn can đảm để nói ra đối mặt với một người đàn ông thập toàn thập mỹ này khả ngân rất tự ti cô cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé dường như cô không xứng đáng với anh vì thế khi thấy chiếc thẻ kia cô đã tức giận anh sao lại có thể đối xử với em như vậy chứ em không thiếu tiền tại sao lại đưa thẻ tín dụng cho em một đêm kia anh tính dùng chiếc thẻ ấy để bù đắp hay sao chứ em đến với anh không phải vì tiền hoàn toàn không phải anh làm như vậy là có ý gì chứ bỗng không khí chậm xuống khả ngân đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô hoảng loạn và sợ hãi nhịp tim gia tốc ánh mắt màu hồng phách xinh đẹp của anh giờ này tràn ngập cuồng bạo lóe lên một tia nguy hiểm anh cứ như vậy mà nhìn cô đầy ý vị Khả Ngân khẽ ruộng mình, cô định nói gì thì anh đã lên tiếng. Ý gì? Tốt lắm. Em hỏi anh như vậy là có ý gì sao? Thành âm của anh không còn dịu dàng như trước mà thay vào đó là sự sắc lạnh ghê người. Giờ phút này Khả Ngân nhận ra là anh đang tức giận. Cô hoảng sợ nhìn anh lắc đầu như muốn giải thích gì đó. Khi vừa mới dứt lời, cô biết bản thân đã liền sai lầm. Mạnh Kháng tức giận nhìn cô. Anh không ngờ cô lại nghĩ anh là kiểu đàn ông bao nuôi nhân tình sao? Anh không phủ nhận việc mình có kinh nghiệm phong phú trên tình trường. Phụ nữ theo anh vì ngoại hình cũng có, vì lợi ích cũng có. Nhưng những người phụ nữ của anh thì chỉ có một duy nhất là mình cô gái trước mặt này mà thôi. Khi nghe từng lời rõ ràng kia của cô, trái tim của anh khẽ nhói lên. Anh chưa bao giờ xem cô như những người phụ nữ kia, bởi vì cô là bảo bối duy nhất của mạnh khang anh. Từ khả ngân, chẳng nhẽ đến bây giờ, em vẫn còn cho rằng anh đùa bỡn với em hay sao? Không, Khả Ngân liên tục lắc đầu, nước mắt như chân trầu thi nhau rơi xuống. Những lời thâm tình của anh một đêm kia lại vang vọng trong tâm trí của cô. Anh biết, có thể em sẽ rất khó chấp nhận được, nhưng mà Ngân Nhi xin hãy cho anh một cơ hội. Ngân Nhi, hãy để cho anh yêu thương, chăm sóc cho em thật tốt, bởi vì em xứng đáng. Vậy nên, từ khả Ngân, em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh hay không? Cô hối hận rồi sao? Cô không cố ý nói như vậy. Từ khả Ngân, anh nói cho em biết, anh đưa thẻ tín dụng cho em Chỉ vì đơn giản em là người phụ nữ của anh Việc dùng tiền của anh để mua những thứ mà em thích Là chuyện thiên kinh địa nghĩa Anh chưa từng xem em như tình nhân Bởi vì em chính là người phụ nữ của anh Từ khả ngân Anh chỉ muốn chúng ta không phân biệt khoảng cách mà thôi Mạnh khang dứt lời Lạnh nhạt nhìn cô đang ngồi đau khổ trên giường Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi Anh rất muốn yêu thương cô thật nhiều Nhưng trước mắt phải phá vỡ ngăn cắt này Đành nhịn xuống Khả ngân kinh sở cực độ Nhìn hành động muốn rời đi của anh khiến cho tay chân của cô luống cuống. Không được, anh không thể cứ như thế mà bỏ cô đi được. Cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn anh mãi mãi để ý tới cô mà thôi. Tình cảm này không thể tan vỡ như vậy. Khả Ngân bước nhanh xuống giường, chạy tới vòng tay ôm thắt lưng của Mạnh Khang, áp mặt vào lưng của anh mà nức nở. Em xin lỗi, Khang, không phải là em muốn nói với anh như vậy. Nhưng lúc ấy, em chỉ có một mình, em chỉ muốn anh ở bên cạnh. Em không biết phải nghĩ như thế nào cả, em rất sợ, sợ anh rồi cũng rời xa em như vậy trong lòng của em tràn ngập bất an không có anh em không thể hỏi bất kỳ ai chỉ còn cách tự em suy nghĩ nghĩ rằng anh xem em như giọng nói của cô tràn đầy ủy khuất nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh khang nắm chặt lấy tay của cô cô nào có biết anh đã cố kiềm chế để không xoay lại ôm cô vào trong lòng để an ủi cái cô gái thương tâm ỏa khóc này anh muốn nghe cô nói hết nỗi lòng anh không muốn cô che giấu trước mặt anh nữa nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ này mạnh khang vừa tức lại vừa thương lại vừa đau lòng anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên má của cô đôi môi nóng bỏng hôn lên bì mắt ngăn không cho dòng lệ tiếp tục tràn ra nơi khóe mắt nữa anh hôn cô cũng khắp, vì nước mắt mặn đắng hòa quyền cùng với lòng anh ngọt ngào em em xin lỗi em rất quan tâm anh em không muốn không muốn anh bỏ lại em như cha em nữa em không muốn Khả Ngân thương tâm, vùi mặt vào lồng ngực sắn chắc của anh, vòng tay ôm an thật chặt, như thể sợ anh tan biến. Mạnh Khang đau lòng vô cùng, người phụ nữ của anh lại vì sợ mất anh mà khóc. Anh kích động vui mừng ôm lấy gương mặt của cô. Ngân Nhi, ngoan nào, đừng khóc, anh sẽ không bỏ em, mãi mãi sẽ không bao giờ rời bỏ em. Bảo bối, đời này em đúng là khắc tinh của anh rồi. Bởi vì chỉ cần cô rơi nước mắt, chỉ cần cô chịu thương tổn, anh điện đau lòng đến mức không thể chịu nổi. Thật sao? anh sẽ không bỏ lại em chứ khả ngân vui mừng nhìn anh anh mắt lóe lên một tia sáng rực sẽ không đây chính là lời hứa trọng vọng mà mạnh khang dành cho khả ngân đời này vĩnh viễn kết động tâm mãi mãi không chia lìa tại phòng ăn rộng lớn mạnh khang nhạn rỗi ngồi bên bàn ăn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp của mình đang bận rộn trong phòng bếp anh khá bất ngờ vì khả ngân có thể nấu ăn con gái hiện đại mấy ai làm được những việc này cơ chứ anh bất ngờ nhìn từng động tác nhanh nhẹn và thuần thục của cô, đôi tay trắng nhỏ nhanh chóng rửa sạch cà chua dưới vòi nước mát lạnh, thái thành từng lát nhỏ bày ra đĩa. Mạnh Khang đứng dậy, phụ giúp cô đem bát đĩa bày ra bàn. Viên quản gia và hai hàng người hầu cứ thế đứng một bên mở to mắt nhìn bọn họ. Một đôi nam tài gái sắc này cứ thế chiếm lĩnh nhà bếp của bọn họ. Lần đầu tiên lão quản gia thấy được nụ cười vui vẻ trên môi của cậu chủ, ông cảm động đến mức khóe mắt rưng rưng, từ rất lâu rồi lão gia và phu nhân luôn luôn bận rộn với công việc của họ toàn bộ thời gian mạnh khang đều được ông chăm sóc chỉ đến khi phu nhân sinh nhị thiếu gia và tiểu thư thì gia đình họ mới có ngày ngày bên nhau đã từ rất lâu rồi ông cũng mới thấy cậu chủ vui vẻ đến như vậy cô gái này tự sâu trong đáy lòng ông rất biết ơn cô ấy anh cứ ngồi yên đó đi sắp xong rồi khả ngân khẽ đẩy anh ngồi xuống ghế cô cẩn thận bê ra vài món ăn đơn giản và một món canh Cô nghĩ chỉ có hai người nên không cần phải chuẩn bị nhiều. Nhìn một bản thức ăn đầy mỹ vị, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. Ai có thể nhìn ra bộ đại tiểu thư này lại biết nấu ăn cơ chứ? Viên quản gia chỉ nhìn khả ngân mỉm cười hiền từ. Anh không biết rằng em còn có thể nấu ăn. Nào, ngồi xuống đi. Mạnh Khang cười khét ngợi, kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Ngày trước là bà dạy em, anh ăn thử món này đi. Khả Ngân gắp một miếng thịt viên, bỏ vào trong chén của Mạnh Khang, ngước mắt trông chờ anh nếm thử. Mạnh Khang nếm thử một miếng, miếng thịt vừa mềm vừa thơm, cùng với nước sốt đậm đà, rất hợp với khẩu vị của anh. Thế nào hả à, anh? Mắt của cô long lanh nhìn anh, hy vọng là không quá tệ. Ngon, ngon quá, em nấu ăn thật ngon, mau ăn thử đi. Nhìn cô vui vẻ cười tít mắt thế kia, Mạnh Khang cũng cảm thấy hạnh phúc. Dường như chỉ cần Khả Ngân cười vui, thì dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không hối tiếc. Hai người vui vẻ một tiếng anh, một tiếng em, cả hai đều cảm thấy trái tim khác lạ, dâng lên một cố cảm xúc lạ kỳ. Quản gia, có khi nào chúng ta sẽ bị đuổi việc hay không? Một người hậu nhỏ giọng ủy khuất, lão quản gia ngạc nhiên quay sang hỏi. Sao lại thế? Thì tiểu thư nấu ăn tốt như vậy, chúng ta, chúng ta chẳng phải, còn chẳng có đất dụng võ hay sao chứ? <laughs> Đừng có ngốc như vậy chứ, hai người bọn họ đều có công việc. Cả nhóm người cùng bật cười, ai cũng vui vẻ. Khả Ngân sau khi tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm bước ra liền không thấy bóng dáng của Mạnh Khang, chắc là anh đã tới thư phòng. Cô không vội lau khô tóc mà chân trần bước trên thảm, tiếng lại chiếc bàn cạnh đó lấy một chiếc điện thoại mà Mạnh Khang vừa sai người đem tới cho cô. Điện thoại của cô đã bỏ lại ở căn nhà kia. Nhanh chóng bấm một giấy số quen thuộc, cô muốn nghe giọng nói của Yến Phương. Chắc là mấy ngày hôm nay cô ấy đã rất lo lắng cho cô. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Yến Phương xin nghe ai đấy ạ? À? là tớ đây không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của người chị em tốt cô liền cảm thấy yếu mềm sống mũi cay cay mà rất muốn ọa khóc khả Ngân, tiểu khả nhân nhi là cậu thật sao yến phương hét toáng vừa mừng vừa lo phương phương là tớ đây khả ngân nước nở cô rất muốn nói nhiều nhưng dường như mọi lời nói đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng ngân ngân cậu ở đâu cậu đang ở đâu đấy mấy ngày nay tôi không tìm thấy cậu tôi rất sợ Yến Phương bật khóc Cô cũng rất muốn gặp Khả Ngân ngay lúc này Tớ rất tốt Mọi chuyện đều tốt cả rồi Phương Phương cậu đừng lo Nói cho tớ biết có phải là Có phải là ông ta Khi nào gặp tớ sẽ kể hết mọi chuyện Bây giờ cậu ở đâu tớ tới liền Muộn rồi ngày mai gặp tớ sẽ nói rõ Sáng mai cậu đến văn phòng của tớ được không Được chứ tất nhiên là được Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt Ngày mai tớ sẽ đến tớ rất nhớ cậu Tớ cũng nhớ Phương Phương rất nhiều Biết rồi cậu ngủ sớm đi ngày mai nhớ phải gặp nhau đấy, ok tạm biệt, bye bye. chỉ còn lại tiếng tút tút bên tai. khả ngân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vẫn đang thẫn thờ. cô rất muốn ọa khóc ngay lúc này. cô rất muốn gặp phương phương. khả ngân đưa tay lên bịt chặt miệng. chị sợ tiếng nấc sẽ bật ra thành tiếng. bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào đôi vai đang run rẩy của cô. khả ngân hoảng hốt quay lại. cô không biết mạnh khang đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô không biết khi bước vào phòng, nhìn thấy Khả Ngân kịm nén đau thương, uất ức bật khóc, anh đã đau lòng đến nhượng nào. Có lẽ cô gái này phải được yêu thương thật tốt, không thể để cho cô ấy khóc thêm một lần nào nữa. Ngoan nào, đừng khóc. Anh đưa tay ôm cô vào trong lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mạnh khảnh của cô. Khả Ngân vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nước nở khóc hòa. À. Anh... Anh biết cả rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng. Giọng nói dịu dàng bên tai, Cầu từ ngọt ngào khiến cho trái tim của bạn rung động. May mắn biết sao, đời này bạn đã gặp được một người như vậy. HPT Channel Em... Em... Khả Ngân lại một lần nữa xúc động, ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ lại vụ tan mất. Cô sợ tất cả chỉ là mơ, sợ anh không phải là sự thật. Mạnh Khang nhịn được bất an trong ánh mắt của cô. Anh nhảy đẩy Khả Ngân xuống chiếc giường mềm mại, phủ lên cánh môi mềm mại một nụ hôn nồng nhiệt. Anh mánh điện xâm nhập vào khoang miệng của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho cùng với anh rong ruổi theo trò chơi tình ái anh tham lam muốn khạm vào cô thân thể của mình để có thể giữ mái cô ở bên cạnh khang khả ngân thở hổn hển khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh bảo bối anh muốn em đôi mắt của anh lúc này tràn ngập dục vọng chiếm hữu anh tha thiết hôn lấy bút lấy đôi môi đỏ mọng của cô một đường hôn xuống xương quay xanh rõ ràng nổi bật bàn tay linh hoạt nóng bỏng phủ lên một bên ngực của cô anh xoa nhẹ bờ ngực căng tròn của cô. Khả Ngân được anh đụm chạm vào, nhanh chóng có phản ứng. Nụ hoa nhanh chóng đã cương cứng. Cô diên dị ướn ngực lên, đôi tay vòng sâu vào cổ của anh. Ngành hợp anh chiếm hiểu mình. Những tia nắng tinh nghịch dọi vào phòng qua tấm cửa sổ rèm. Khả Ngân thức dậy, đập vào mắt của cô là khuôn mặt đẹp đến mị hoặc của người đàn ông này. Khả Ngân có ảo giác, lúc này đây, anh giống như một vị thần Hy Lạp đang ngủ say. Ánh nắng phản chiếu sau lưng, càng giống như những tia hảo quang Khả Ngân cứ thế say mê nhìn anh, bàn tay vô thức, vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Em tính làm gì anh đây? Mạnh Khang gian xảo nhìn cô đầy ẩn ý, Khả Ngân vội vàng rụt tay lại, ngượng ngùng khuôn mặt vùi sâu vào gối mềm. Mạnh Khang nhìn bộ dáng rùa rụt đầu của cô, anh cười như không, đưa tay kéo cô vào trong lòng, sùng ái nắm chặt bàn tay vừa rồi, mới vừa không an phận kia. Mạnh phu nhân, có ý đồ gì bất chính với ta hay sao? Em, em không có. Mạnh, mạnh gì chứ? Nhìn gương mặt khả ái bây giờ đã ửng đỏ thẹn thùng, không dám ngước lên nhìn anh. Cô chấp nhận là từng có suy nghĩ muốn hôn trộn anh, nhưng bất chính là không có. Rất nhanh thôi, em sẽ là vợ của anh, cô ngốc ạ. À? Anh yêu thương ôm lấy cô và trong lòng. Sao mặt em đỏ thế? Nhiệt độ trong phòng nóng quá hay sao? Mạnh khang giả bụ bút ve khuôn mặt của cô, thuận theo bút ve xuống bộ ngực mềm mại đang cọ sát với anh, thần nhiệt tăng vọt, tiểu huynh đệ liền có phản ứng. Kích tình buổi sáng thật là kích thích. Không ạ à. Nhìn thấy ánh mắt ham muốn của Mạnh Khang Khả Ngân phản xạ nhanh chóng nhảy bật ra khỏi giường Cách xa anh vài mét Mạnh Khang lo lắng ngồi bật dậy Trừng mắt nhìn cô Em làm cái gì vậy? Nếu như bấp ngã thì sao? Anh... anh không được chạm vào em nữa đâu Khả Ngân vừa xấu hổ vừa sợ mà nhanh miệng Đến khi thấy được ánh mắt của anh tối sầm Cô mới phản ứng được Mình vừa mới nói gì Em... em... em thấy khó chịu Khi anh chạm vào em sao? Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ nhưng không còn bộ tia ấm áp ôn nhu mỗi lần anh như vậy khả ngân đều cảm thấy trái tim khó chịu nhức nhối không phải thế cô chậm rãi tiến về phía giường nơi anh đang ngồi cẩn thận nắm lấy tay của anh em không có ý đó thật đấy vậy ý của em bây giờ là chúng ta có thể tiếp tục hay sao chứ sắc lành đã không còn đáp lại cô là một đôi mắt linh hoạt và vẻ mặt hồ ly của anh khả ngân há hốc mồm nhìn anh đẩy ngã cô xuống giường nằm đè lên thân thể của cô nụ hôn buổi sáng mãnh liệt và yêu thương. Khang! Cô giọng yêu kiểu vang lên bên tai, đình chỉ mọi hoạt động của anh. Gì chưa hả? Thì hôm nay em phải tới văn phòng luật, thật đấy. Em đã trốn việc cả tuần rồi, em còn có cuộc hẹn với cả Yến Phương nữa. Anh cho em đi nhé, buổi tối về nhất định em sẽ đền bù cho anh. Sẽ có một ngày bạn biết rằng, khi nhìn cô gái bạn yêu thương đúng điệu gọi tên, khẩn cầu bạn tha thiết như vậy, Lực sát thương mạnh mẽ tới nhường nào. Sao bạn đã có thể tự chối đây? Thôi được rồi, nhưng mà phải để cho anh ôm em một lát. Khả Ngân vui vẻ vòng tay ôm anh thật chặt, hạnh phúc lan tỏa khắp mọi tế bào, khóe miệng cả hai cong lên vui vẻ. Nhưng có lẽ cả hai đều không đoán được rằng đêm trùng phùng của họ lại là năm ngày sau. Sau khi cả hai đều thay xong quần áo, Khả Ngân cẩn thận một bên thắt cà vạt cho anh. Cô cảm giác mình giống như một cô vợ nhỏ, mỗi sáng thức dậy đều yêu thích công việc thắt cà vạt cho chồng. Nghĩ tới đây, bất giác mặt của cô nóng lên ửng đỏ. Hạ Ngân vội quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của anh. Mạnh Khang ôm cô vào trong lòng, dường như chỉ khi ôm cô, ôm lấy thân thể mềm mại quen thuộc ấy, anh mới cảm giác an nhiên như vậy. Nào, xuống nhà, cùng với anh ăn sáng, rồi anh sẽ đưa em tới văn phòng. Em có thể tự đi mà, hai nơi dường như không cùng đường, anh sẽ trễ mất. Không sao, mà khi nào em rảnh, nhờ tới trung tâm mua thêm quần áo đi nhé, có được hay không? Bảo bối nghe anh nào, em đã là một phần của anh, cho nên em đừng nghĩ như hôm qua nữa, có được hay không? Nhìn anh dịu dàng quan tâm như vậy Thế nhưng Khả Ngân xúc động ôm chặt thấy anh Đã từ rất lâu rồi Cứ tưởng cuộc đời này sẽ không được một ai yêu thương nữa Nhưng hóa ra người ấy Lại ở ngay trước mắt cô như vậy Vâng em hứa Em sẽ không suy nghĩ như vậy nữa Nhìn thấy anh mỉm cười yên tâm Khả Ngân cũng vui vẻ theo Nhù thuận đưa tay cho anh nắm Dắt cô xuống lầu Viên quản gia và đám người hầu Đứng kính cận hai bên cúi chào Mạnh khang lạnh lùng cơ thể lướt qua Riêng khả ngân cô vẫn bối rối gật đầu Cô vẫn chưa quen với tình hình như thế này Nhanh chóng dụng bữa sáng xong Đôi trai tài gái sắc cứ như vợ chồng son Dính chặt lấy nhau Cho đến khi an vị lên xe ô tô rời đi Viên quản gia đứng nhìn bọn họ rời đi Bằng ánh mắt đầy suy nghĩ Em không định hôn tạm biệt anh sao Mạnh khang nhoài người sang gỡ dây an toàn cho cô Ánh mắt mở ám sâu thẳm nhìn cô Anh thì Khả ngân ngượng ngủng kéo cổ áo của anh Dần lên đôi môi đỏ mọng Chạm vào môi của anh Chỉ là nụ hôn tạm biệt thế mà mạnh đại thiếu gia ở nơi nào đó tự dưng nóng nhiệt lên rồi đẻ khả ngân xuống ghế hôn cuồng nhiệt chiếm đoạt môi lưới của cô quấn quýt hơn hai phút cô cứ nghĩ mình sẽ bị tắt thở may mắn là anh lại buông ra khả ngân tức giận bừng bừng chừng mắt nhìn anh sao anh lại như thế chứ rồi nhịn xuống cơ thể của mình anh xem quần áo của em xốc xếch hết rồi khả ngân chu môi lên hợn rối nhanh tay sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng dường như đã chậm mất một bước. Mạnh Khang nhanh chóng tóm lấy tay của cô, vuốt vé khuôn mặt đỏ như cả chua chín ấy. Nhớ cẩn thận nhé, tan tầm anh sẽ tới đón em. Anh nhiều việc thế cơ mà, em có thể tự đón xe về được. Khả Ngân nhíu mày suy nghĩ, cô sợ ảnh hưởng tới người công việc bể bộn như anh. Không được cái lời anh, anh sẽ đưa em tới một nơi, giờ thì em vào đi. Anh dịu dàng miết nhẹ cánh môi sương mỏng của cô, yêu thương không rời. Vâng, tạm biệt anh, bye bye. Khả Ngân nói lời tạm biệt rồi mở cửa xe bước ra, tiến về văn phòng làm việc đã hơn một tuần qua chưa ghé tới. Cô vừa bước vào, cô trợ lý trẻ đã vui mừng, chạy lấy nắm tay của cô, như sợ cô sẽ chạy mất lần nữa. Luật sư tử, may quá, cuối cùng thì chị cũng tới. Nhạc nhiên mắt đỏ như muốn khóc, cô yêu thương vuốt nhẹ đầu của cô em gái nhỏ này. Cô bé dường như đã rất lo lắng. Ừ, mấy ngày nay vất vả cho em rồi. Chị đi đâu cả tuần vậy? Chị có biết ai cũng lo lắng không À? công việc thì em không biết nên xử lý như thế nào cả cô bé nức nở hưởng trách cô chị gặp một số chuyện xin lỗi mọi người bây giờ thì không sao rồi chị đã trở lại khả ngân cười khổ vậy à mà lúc sáng sớm chị yến phương đã tới tìm chị rồi chị ấy đang ngồi trong phòng của chị chị biết rồi em làm việc đi cô tiến thẳng về phòng làm việc của mình cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt của cô là gương mặt đáng yêu thân thuộc suốt mười mấy năm qua của yến phương cô ấy cũng nhìn cô nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cô thật chặt ngân ngân con nhỏ này cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện rồi yến phương khóc khóc giọng của cô ấy run rẩy khả ngân đau lòng vuốt nhẹ lưng của cô xót xa và cảm thấy có lỗi vô cùng lẽ ra cô nên thông báo sớm cho bạn tốt vương vương đừng khóc mà làm ơn đi tớ đã trở về rồi sẽ không lại biến mất như vậy nữa tớ xin lỗi đã khiến cho cậu lo lắng rồi cậu thật là xấu xa đáng ghét cậu có biết tôi đi khắp nơi tìm cậu hay không hả Tớ biết mà, tớ xin lỗi. Thôi được rồi. Yến Phương nhanh chóng trở lại vẻ mặt như cũ, nước mắt cũng đã không còn. Cô kéo lại ngồi xuống ghế sofa. Mau tới đây ngồi đi, kể cho tớ nghe tất cả đi. Cô chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho Yến Phương nghe. Cô nhìn thấy được ánh mắt của cô ấy hẳn lên từng tia máu đỏ ngầu, lộ gió vẻ tức giận điên người. Cô có cảm giác nếu như không nhanh chóng ngăn cản, có lẽ Yến Phương sẽ tức khắc tới căn nhà đó và tìm bọn người kia trả thù cho cô. Và quả đúng là như thế Phương Phương không được Cô nhanh tay ngăn cản kéo mạnh cô ấy lại Cô đưa ly nước lọc cho Yến Phương Chỉ hy vọng cô ấy có thể hạ hỏa Bớt tức giận Bỗng nhiên dậm một cái Yến Phương giận dữ mà đập bàn Âm thanh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh Sao bọn họ lại dám đối xử với cậu như vậy Họ có tư cách gì mà làm như thế chứ Cô chậm mặt không nói gì Yến Phương biết lúc này đây đáy lòng của Khả Ngân Lạnh lẽo hơn bao giờ hết Chỉ có cô mới hiểu được hết những đau khổ mà người con gái này đã trải qua suốt những năm tháng qua ngân ngân tin tưởng tớ tớ sẽ khiến cho những kẻ đó phải hối hận hưởng lấy đau khổ như cậu đã từng yến phương nắm chặt lấy tay của cô vừa an ủi vừa chia sẻ cô chưa từng nghi ngờ những lời nói này của yến phương bởi vì tổng giám đốc xí nghiệp cao thị cô ấy hoàn toàn có khả năng làm điều đó huống hồ vào lúc này đằng sau yến phương còn có lục thiếu chống đỡ nhưng có một số việc tự cô giải quyết vẫn là tốt hơn có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc một số chuyện một số người đã đến lúc cô phải bỏ lại phía sau không cần quan tâm cũng chẳng cần đán đo và cũng không cần suy nghĩ nữa phương phương chuyện này có lẽ cậu có để tớ tự xử lý không được lần nào cũng vậy họ hết lần này tới lần khác làm tổn thương cậu nhưng rồi sao chứ cậu vẫn nghĩ đến thứ máu mụ chó mã kia mà bỏ qua tất cả ngân ngân tôi không muốn cậu chịu đựng nữa yến phương đau lòng nhìn cô khả ngân mỉm cười chấn an cô ấy nụ cười không còn trong sáng như trước nữa mà chứa chan sắc lạnh và tàn nhẫn yến phương cậu hãy nhớ con thú dù có hiền lành đến đâu nhưng nếu hết lần này tới lần khác phải bị thương vết thương càng sâu càng đau đớn và càng khó lành dẻo thì nó sẽ vùng lên đánh trả khiến những kẻ làm nó phải tổn thương sẽ phải hứng chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần dù cho là phải đổ máu yến phương không nói gì được nữa bởi vì cô quá hiểu cô gái này nội tâm kiên cường mạnh mẽ ấy không người phụ nữ nào là có thể có được Cô không phải không biết cách tự bảo vệ Chỉ có điều là cô lựa chọn tha thứ Nhưng đến lúc này Hai từ tha thứ đã không còn ý nghĩa nữa Sau khi trò chuyện ở văn phòng Hai cô gái cùng nhau tới một nhà hàng Ý Để dùng bữa trưa Mới có mấy ngày không gặp cậu Mà cậu gầy quá rồi Hôm nay tớ phải đuôi béo cậu lại mới được Yến Phương hùng hộ kéo cô vào nhà hàng Cầm menu vào một bản thức ăn lớn Khả Ngân khiếp sợ Nhìn từng người phục vụ lận đuộn mang thức ăn lên Cô rất muốn bảo họ ngừng lại nhưng cô gái lưu manh này đã vội đưa tay ngăn cản. Không được, hôm nay cậu phải ăn hết. Cao Yến Phương, tôi không phải là heo. Khả Ngân trợn mắt, nhìn chân chân một bạn Mỹ thực trước mắt. Đúng vậy, có con heo nào mà gầy ốm như cậu chứ? Cô nghẹn họng chân chối. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Yến Phương kể cho cô nghe vì lục thiếu, vị hôn phu và cũng chính là người đàn ông một đêm kia. Khả Ngân ngạc nhiên nhìn cô, đúng là duyên phận, thật tình cờ và cũng thật trùng hợp nhưng có lẽ cả hai cô đều không biết được rằng tất cả đều được sắp đặt dưới bàn tay vàng của tên hộ ly lão luyện kia. Vậy còn cậu, không lẽ cái tên mạnh tổng kia vừa gặp đã yêu hay sao chứ? Yến Phương hứng thú nhìn cô, đôi mắt linh hoạt nhanh chóng đào bột vòng, khắp người cô từ trên xuống dưới. Cậu, cậu nhìn gì mà ghê vậy? Bỗng nhiên cô cảm thấy rùng mình. À, cha cha, mang đậm hương vị phụ nữ, không còn là cô gái trong trắng thuần khiết của tớ nữa rồi tớ phải giết tên kia dám cướp đi người phụ nữ của tớ yến phương vừa cười vừa tuyên bố mạnh miệng như thể nếu như mạnh khang ở ngay tại đây sẽ lập tức bị tử hình có điều cô vừa dứt lời thì hai thanh âm mê hoặc lòng người Cũng lúc cũng vang lên phía sau lưng của bọn họ cao đại tiểu thư muốn giết tôi sao em vừa gọi ai là người phụ nữ của em hả cả hai cô gái giật mình xoay người lại đập vào mắt của bọn họ là hai người đàn ông cao lớn mỗi người mang mối vẻ đẹp riêng đứng chung tại một chỗ khi chất lấn át tất cả mọi người trong nhà hàng chỉ có hai cô gái thấy ngạc nhiên cứ thế nhìn họ chầm chằm mạnh khang nhìn biểu hiện phát ngốc của người yêu mà cương triệu bước tới kéo cô đứng dậy anh anh đi nào anh dẫn em tới một nơi mạnh khang dịu dàng với mỹ nhân trong lòng rồi bước lên nháy mắt với lục kiến hoa nhưng nhưng em còn đang ăn chưa anh khả ngân khó sự nhìn yến phương chỉ thấy cô gái này nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị ra tay nghĩa hiệp giành lại người thương nhưng yến phương chưa kịp hoàn thành ý nguyện thì lục thiếu đứng bên cạnh đã nhanh tay túm lấy cổ tay của cô kéo lại liếc mắt chừng cô em còn muốn làm ra hành động quái dị nào nữa hả quái dị cái đầu anh buông ra tôi phải đi cùng với ngân ngân yến phương hùng hằng chựng mắt với lục kiến hoa tuy có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh nhưng ngân ngân của cô vẫn còn chưa trò chuyện xong cơ mà đừng có bướng bỉnh nữa cô ngốc khang có chuyện muốn làm cùng cô ấy lúc nãy yến phương mới quay sang mạnh khang đang đứng ở bên cạnh ôn nhu vuốt ve bàn tay của khả ngân cô phát hiện tình cảm nồng đậm trong đôi mắt của người đàn ông này dành cho khả ngân yến phương thôi giấy rủa nói lời tạm biệt chị em tốt rồi chờ mắt nhìn hai người họ rời đi lúc này cô bỗng phát hiện ra hai con người đó sánh vai bên nhau thực sự là hoàn hảo vô cùng khóe mắt ẩm ướt yến phương quay sang lục kiến hoa vẫn còn bên cạnh có vẻ như lần này ngân ngân sẽ được hạnh phúc lục kiến hoa nho nhã đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô chỉ cười mà không nói gì anh biết rõ người đàn ông kia một khi đã yêu Thì có lẽ chính bản thân anh Cũng không biết sẽ như thế nào Trong xe khả ngân bực bội Nhìn người đàn ông trước mặt không thay đổi Đang chăm chú lái xe bên cạnh Cô tức giận thế này mà anh ta vẫn hoàn toàn Không có một chút phản ứng Sao nào đang giận dữ anh hay sao chứ Mạnh Khang buồn cười quay sang Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang đỏ ửng lên vị giận của cô Sao có thể vô lý như vậy chứ Em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với Phương Phương mà Cô quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Mạnh Khang đưa tay, bộ tay nắm qua lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên trên môi hôn nhẹ. Khả Ngân xấu hổ nhanh chóng rút tay về. Cô gái kia lưu manh như vậy, anh sao có thể để cho em ngồi lâu với cô ấy nhứ? Lỡ như lây nhiễm tính khí ấy, thì anh phải làm sao đây? Anh, anh có nói ngược hay không vậy? Lưu manh sao? Khả Ngân phụt cười trước câu nói hóm hỉnh của anh. Yến Phương tuy có cứng rắn, mạnh miệng, nhưng hoàn toàn không thể là lưu manh như anh nói. Cô ta nói chuyện hồ báo như vậy Cũng có tên biến thái như lục kiến hoa Mới có thể yêu cô ấy Anh lộ vẻ mặt khó hiểu À nhắc mày nhớ Sao anh và lục kiến hoa cứ dính lấy nhau như Sam vậy hả Khả ngân nghiêng đậu suy nghĩ Như phát hiện điều gì đó Mắt của cô sáng lên Mở to ra nhìn anh đầy ám muội Sao lại nhìn anh như vậy Có phải là hai người hai người Cô chưa kịp nói hết Chỉ nghe âm thanh bánh xe Mà sát với mặt đường Chiếc xe nhanh chóng dừng lại đang lúc hạ Ngân chưa kịp hoàn hồn, Mạnh Khang đã nghiêng người, kéo qua cô ôm vào lòng, hồn lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói ra những điều kỳ dị kia. Giống như trừng phạt, vừa ôn nhu, lại vừa mãnh liệt, anh đưa lưỡi vào cái miệng khẽ mở của cô, cùng với chiếc lưỡi thơm thò của cô quấn quýt lấy nhau. Anh hút cạn mật ngọt trong miệng của cô, phát ra những âm thanh ái muội khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Không biết qua bao lâu, cô vô lực sụi lơ trong lòng của anh, khí lực như bị rút cạn sau nụ hôn nóng bỏng đó khuôn mặt của khả ngân đỏ ửng như một quả anh đào chín, cô xấu hổ không dám ngước mặt lên, vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của anh. còn dám suy nghĩ nhiều suy không đứng đắn nữa kia hay không hả? mạnh khang nghiêm nghị nhìn cô, khả ngân yếu ớt lắc mạnh đầu. tha cho cô đi, chỉ là đùa thôi mà, hoàn toàn là đùa thôi mà. anh mỉm cười, nụ cười rất đẹp khiến cho cô ngẩn ngơ, cứ như thế mà bị cuốn vào vẻ đẹp của anh. sau khi cô ổn định hơi thở, anh mở cửa xe, dắt cô bước vào trung tâm thương mại mua sắm. Anh dẫn em tới đây làm gì? Khả Ngân chậm chạp theo bước anh bước vào, nhìn anh vùn một sốc thẻ vàng lên quầy quản lý. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cung kính bước ra, đứng trước mặt của hai người. Mạnh đại thiếu gia Quang Lâm, cô biết hôm nay ngài muốn mua gì? Đem những mẫu quần áo mới nhất hiện nay cho cô ấy thử. Anh quay sang nhìn cô, mỉm cười. Em cứ chọn những gì mà mình thích. Quản lý vui vẻ như bắt được rùa vàng, vội vàng phân phó nhân viên, đem ra những mẫu mới nhất, đẹp nhất, nhưng em có quần áo rồi mà anh Nhìn đống quần áo trước mặt Khả Ngân choáng váng đầu óc Những thứ đó đều là ở nhà của cha em Chúng ta không cần nữa Chúng ta mua mới, được chứ Nhìn anh nhẹ nhàng chăm sóc như thế Cô làm sao có thể khước từ đây Khả Ngân e thẹn gật đầu Mạnh Khang rất hài lòng với phản ứng của cô Anh yêu thương ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng Mạnh Khang chọn cho cô một bộ váy liền thân màu xanh lam thanh mát Chất liệu vải van mềm nhẹ rất thích hợp với mùa này Em vào trong thử cho anh xem đi Hạ Ngân ngoan ngoán vào phòng thay đồ Còn anh quay sang bên cạnh Chọn đồ trang sức cho cô Làm người phụ nữ của Mạnh Khang Anh Người đi cùng anh tới suốt cuộc đời Làm sao anh có thể để cho cô chịu thiệt thòi cơ chứ Sau khi chọn cho cô một bộ trang sức ánh kim lấp lánh Anh quay lại bỗng xứng người Nhìn người con gái trước mặt Dưới làn váy mỏng manh Hạ Ngân xinh đẹp động lòng người Đang e thẹn trước mặt của anh Da của cô trắng nõn là kết hợp với màu sắc của chiếc váy, thực sự nổi bật. Anh cất bước lại gần, vòng tay sửa lại thắt lưng cho cô. Nhìn cô gái của mình thanh lệ thoát tục, anh kìm lòng không được mà cúi đầu hôn lên môi của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng. Khả Ngân ngượng ngùng áp mặt lên vai của anh, ôm lấy anh mà nói nhỏ. Cái này đắt lắm đó. Dòng nói ngọt ngào kệ sát bên tai, toàn thân của Mạnh Khang nóng gian, dưới thân nhanh chóng phản ứng. Chết tiệt, rõ ràng đưa cô đi bộ quần áo là một quyết định sai lầm. Mạnh Khang liếc nhìn quản lý, bảo ông ta gói tất cả những thứ này mang tới biệt thự cho anh, rồi trước ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ của mọi người, nhanh chóng bế ngang cô rời đi. "Này anh, mau bỏ em xuống." Khả Ngân xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên, vùi khuôn mặt khả ái vào sâu trong lồng ngực của anh, khẽ kháng nghị. "Nếu như em không hại ở đây, anh sẽ bỏ em xuống." Mạnh Khang cười tà cong khóe miệng. "Ờ, ở, ở đây là sao chứ?" Mặt của cô đỏ bừng, không dám nhúc nhích. Vậy thì ngoan nào, chúng ta về nhà. Đoàn đường về nhà rõ ràng mất khoảng 50 phút, nhưng với tốc độ đáng sợ của người đàn ông nào đó, chiếc xe thể thao lao vút trên đường, về đến nhà vòn vẹn có 10 phút, khả ngân ngồi bên cạnh sợ xanh cả mặt, không dám mở miệng nói. Vừa bước xuống xe, cô nhanh chóng kéo cổ áo của tên nào đó, trợn mắt tức giận. Sao anh lại đi nhanh như thế, em còn chưa buồn chết mà. Có vẻ như em lại muốn nói nữa thì phải. Mạnh thang cúi người bế cô lên thẳng phòng ngủ, tung cước đá bật cánh cửa gỗ rồi nhanh chóng đóng chặt lại đôi môi nóng bỏng vội vàng tìm tới cánh môi của cô hôn cô một cách nồng nhiệt bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mang theo tạ váy luồn vào trong cơ thể của cô vuốt ve lấy ra thịt mịn màng khả ngân thở dốc đứng dựa vào cánh cửa mặc cho anh định đoạt đôi môi hôn nhẹ qua thủy tai khẽ cắn mút rồi trượt dài xuống chiếc cổ thanh mảnh với sườn quai xanh quyến rú hiện lên rõ ràng cách lớp áo mỏng manh anh đưa miệng căn lấy nụ hoa đang cương cứng trên bờ ngực của cô, thấm ướt lớp vải mỏng, làm cho nụ hoa đỏ hồng hiện lên rõ ràng. Khang! Ngoan nào, bạo bối! Anh nhanh sóng chút sạch quần áo trên người của cả hai, nhìn thân thể quyến rũ của cô gái nhỏ không mảnh vải che thân, đôi mắt màu hổ phách nóng rực lóe lên, nhanh chóng đẩy ngã cô xuống chiếc giường mềm mại, nằm đè lên người của cô, tham làm cước đoạn thân thể hấp dẫn. Dưới ánh hỏa hôn của buổi chiều tà, trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng rên rỉ của nam nữ thở dốc, khoái cảm đạt tới cao trào của cả hai, hai thân thể cứ như vậy quấn quýt hòa quyện vào nhau. Kích tỉnh đi qua, nhìn ôn hương ngủ say ở trong lòng, mạnh khang thỏa mãn vui vẻ, khẽ đưa tay ôm cô thật chặt thêm chút nữa. Bằng mọi giá, anh sẽ phải bảo vệ cô gái này thật tốt. Kéo chăn che lại thân thể rã lộ của cô thật cẩn thận, anh bước nhẹ xuống giường đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thoải mái, anh đi tới thưa phòng. Vừa mở cửa ra, bốn thuộc hạ thân tín đang cung kính đứng chờ tại đó. Một chủ, nói bên kia như thế nào? Giọng nói lạnh đùng, không còn ôn hỏa như lúc ở bên cạnh khả ngân. Đã rất lâu rồi, lớp băng trên mặt của anh đã kết thành từ lâu. Chỉ chờ cô ấy bước vào cuộc đời của anh, hỏa tan sự giá lạnh đó. Còn đối với người ngoài, anh vẫn không hề thay đổi. Tàn độc, lánh khốc mới chính là bản chất của anh. Chúng tôi đã điều tra, thực sự từ mục đã buôn bán trái phép. Việc này diễn ra liên tiếp trong hai năm, Thuộc hạ đã tìm ra bằng chứng Có thể tố cáo hắn ta Tốt lắm Mạnh Khang nhếch môi cười lạnh Suy nghĩ tới khả ngân Cô gái đó anh biết rõ Không phải mỏng manh như bề ngoài Có lẽ chuyện này nên để cho cô ấy biết Tiếp tục để mắt tới nhà họ tử Trở về đợi mệnh lệnh của tôi Vâng thưa môn chủ Bốn ám dạ nhanh chóng biến mất Trong màn đêm tối mịt Từ mục ông và cả nhà họ tử Từng người từng người sẽ phải nếm trải qua đau khổ Tới tận xương tủy vì đã ngu ngốc làm tổn thương bảo bối của mạnh khang tôi. Hôm sau, Khả Ngân như thường lệ tới văn phòng luật. Cô gọi trợ lý thân tín của mình vào. Nhạc nhiên cẩn thận đẩy cửa bước vào, báo cáo tình hình các vụ án gần đây cho Khả Ngân. Nhân nhiên này, Khả Ngân như có suy nghĩ, nhìn xa xăm. Vâng ạ, à, có chuyện gì sao chị? Em giúp chị điều tra tất cả các công việc làm ăn của tử thị. Trong thời gian sớm nhất, đem tài liệu đến cho chị. Tử thị, đó chẳng phải là công ty của nhà chị sao? Cô gái như có điều gì đó khó nói, liền nhìn cô. Khả Ngân chỉ mỉm cười diễu cợt. Nhà cô, hai từ này cũng thực sự là nực cười quá đi. Em cứ làm như chị phân phó đi. Vâng ạ. Nhạc nhiên ra ngoài đóng cửa chặt lại. Một mình Khả Ngân ngồi trong phòng. Cô nghĩ đến những con người kia. Có lẽ trước đây cô đã quá dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nhưng dường như cô càng nhân nhượng, họ lại càng không xem ai ra gì. Những kẻ đó tưởng rằng cô yếu đuối, nhu nhược, mặc sắc họ định đoạt ra sao. Đùa sao chứ? Đừng xem thường bản lĩnh của cô, tất cả đều sẽ phải hối hận. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Khả Ngân nhìn màn hình, khóe miệng khẽ cười, vui vẻ bắt máy. Alo, Khả Ngân xin nghe. Tiểu nhà đầu, không biết là ai sao? Đầu dây bên kia là giọng nói ồm ồm của một người đàn ông lớn tuổi. Không biết ạ, à? cho tôi hỏi là ai đang giữ máy thế? Khả Ngân ra vờ ngạc nhiên, nhưng toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên ý cười. Cô tất nhiên là biết người kia là ai. À, thực sự là tức chết ta mà ông tức giận gầm gừ <laughs> cha nuôi con biết là cha mà người đừng tức giận Thả ngân nhanh chóng lấy lòng định nọt tiểu nhà đầu nhà người lúc nào cũng khiến ta tức chết khắc nhĩ Tân yêu thương than thở cha nuôi người con thương nhất chính là cha con rất nhớ người nha chỉ giỏi định nọt con sống ở trung quốc tốt chứ hả dạ vâng người khỏe không ạ ta thì làm sao mà không khỏe được chứ chỉ có con là làm ta phát bệnh mà thôi Ờ, cha thật là Sắp một năm rồi, không định đến thăm ta hay sao chứ Nói thật ra Cũng vì khắc nhĩ tân Ông rất nhớ đứa con gái bé bỏng này Nhưng mà công việc bên này con còn rất nhiều Con cũng muốn đi ý thăm người lắm Thế thì để ta cho người sang Bắt con về <laughs> Cha à, đừng có dọa con như vậy chứ Con sẽ cố gắng đến thăm cha sớm nhất Được không? Được không cha nuôi? Khả ngân đúng nịu như vậy Mấy ai có thể kháng cự chứ Đến chủ mafia như ông Cũng đưa tay đầu hàng trước sự đáng yêu của cô Thôi được rồi, con mà không giữ lời Ta sẽ bắt con về bên này Hai người cứ thế trò chuyện một lát Rồi khả ngân có vụ án cần xử lý Nên đành gác máy tạm biệt Tại tổng đàn huyết môn Môn chủ, đã tìm được chứng cứ chưa? Mảnh khang lạnh đùng ngồi xuống ghế chủ vị nước mắt nhìn những thuộc hạ thân tín nhất của mình Toàn thân phản phất hơi thở chết chóc Thưa môn chủ, đúng như dự đoán tên một quả thực có cấu kết với sĩ nghiệp lãnh thị buôn bán phi pháp lén đút nhập những lô hàng có chất lượng cực kỳ kém thuộc hạ đã điều tra rõ và sẽ hành động vào tối nay nhớ là phải nhanh gọn cái chúng ta cần là chứng cứ hiểu không hả còn cái mạng già của ông ta ta sẽ từ từ cho ông ta sống trong đau khổ tuyệt vọng giọng nói mỉ hoặc dịu dàng nhưng lại khiến cho người ta phải kính sợ đó chính là mạnh đại kiếu tài phòng ngủ của mạnh gia khang nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông này Hạ Ngân cảm giác an nhiên kỳ lạ, dường như mọi thứ mệt mỏi đều đã được xua tan. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới cảm giác được hạnh phúc như vậy. Ừ, chuyện của cha em, em sẽ tự mình xử lý. Cô muốn chân chính đẩy ông ta vào trong tù, cô muốn đòi lại tất cả những gì mà người đó đã nợ mẹ con cô. Em không cần phải làm như thế, gần gì anh sẽ thay em giải quyết tất cả mọi chuyện. Mạnh Khang yêu thương vuốt ve tóc mai của cô, ẩu yếm mà cương chiều. Nhưng Em muốn tận tay làm điều đó Quá đủ rồi anh à Em không thể mặc kệ ông ta Muốn làm gì thì làm được nữa Em trước giờ không phải là nhẫn nhục Chỉ là em nghĩ đến Em đang mang trong mình huyết thống của người đó Và người đó lại chính là chồng của mẹ em Giọng nói của Khả Ngân như lạc đi run dậy trốn sâu trong lồng ngực của anh Mạnh Khang đau lòng không dứt Người phụ nữ của anh Sao lại có thể để mặc cho người khác bắt nạt cơ chứ Em hãy tin anh Anh biết hết dù trời có sập xuống hãy nhớ rằng anh luôn luôn chống đỡ cho em thế nhé lúc nào cũng vậy sao có thể khiến cho cô cảm động như vậy chứ sao có thể đối xử tốt với cô như vậy vì sao luôn ở bên cạnh cô những lúc mà cô yêu đuối nhất mà lại che chở cho cô chỉ là cô đã gặp may mắn gặp đúng người gặp đúng thời điểm sao cả hai cứ thế lặng lẽ ôm nhau không một ai nói gì nhưng dường như cả hai đều hiểu tình ý mà đối phương dành chọn cho mình hôm nay Mạnh Khang đưa cô tới tham dự bữa tiệc danh nhân của thành phố, khách khứa tới rất đông, đa số là những gương mặt lão luyện trên thương trường, những chính khách uy tín, những công tử thiên kim của những gia tộc giàu có và đặc biệt là không thể thiếu đám ký giả săn tin. Mạnh Khang lịch lãm bước xuống, mở cửa xe, nắm lấy tay Khả Ngân dịu cô bước ra. Hôm nay Khả Ngân mặc một chiếc váy dài màu tím quyến rũ, từng đường may khéo léo, váy cúc ngực tôn lên vẻ đẹp kêu xa của cô. Anh say mê hưởng thụ gia nhân trong ngực, Chính bản thân cô cũng bất ngờ, trước giờ cô chưa từng ăn mặc gợi cảm như vậy. Cô giống như một viên ngọc thô đã được Mạnh khang tỉ mỉ mại rúa bóng sáng. Hơi run, cô nắm chặt lấy tay của anh, e ngại liếc nhìn xung quanh. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Mạnh Khang yêu thương vuốt ve bàn tay non mềm, khẽ hôn lên trán của cô một nụ hôn nhẹ. Khả Ngân xấu hổ đỏ mặt, dựa đầu vào trong ngực của anh. Nơi này đông người mà anh. Mạnh Khang nhìn nét mặt đỏ ửng đáng yêu của cô, cười tới sảng khoái. Anh ôm cô bước vào trong hội trường, rất nhanh, tiếng xì xào bàn tán xôn xao vang lên xung quanh. Đám ký giả cũng nhanh chóng kéo tới, đèn phượt lát lóe sáng liên tục. Khả Ngân hơi choáng, lảo đảo nhưng rất may, từ đầu tới giờ, Mạnh Khang luôn luôn bảo hộ cho cô cẩn thận. Nhìn xem, hôm nay bạn thiếu ra, đưa ai tới sự việc vậy? Cô ấy là thiên kim là ai? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Wow, thật đẹp trai, quyến rũ. Mạnh Tổng không hổ danh là người đàn ông độc thân Hoàng Kim. Người phụ nữ kia cũng thật là xinh đẹp. Cứ thế, hội trưởng xôn xao hẳn lên vì sự xuất hiện của cặp kim đồng ngọc nữa này. Hạ Ngân đi bên cạnh Mạnh Khang rất xứng đôi. Ai ở đây cũng có cảm giác họ sinh ra là để dành cho nhau. Mạnh Tổng, xin hỏi người phụ nữ bên cạnh ngài là thiên kim là ai vậy? Đây là lần đầu tiên ngài xuất hiện cùng với một người phụ nữ. Có thể bật mí đây là ai được không ạ? À? Mạnh Tổng. Các phóng viên chen nhau đặt câu hỏi với anh. Mạnh Khang chỉ khẽ mỉm cười, thoáng nhìn thiên hạ ở trong ngược đang e rè. Anh tự tốn trả lời. Người phụ nữ này sẽ là vị hôn thê của tôi. Tuyên bố của anh khiến cho mọi người trong hội trường sửng sốt và ngay cả khả ngân đang đứng bên cạnh anh. Vậy cô ấy là ai? Thấy đám ký giả vẫn tiếp tục không biết điều, mạnh khang phất tay, rất nhanh vệ sĩ của anh đã đi tới ngăn chặn họ lại, đảm bảo khoảng cách an toàn cho hai người. Anh! Khả ngân ấp úng, ngơ ngẩn nhìn anh, đôi mắt màu hộ phách vẫn là sâu thẳm, huyền bí và hấp dẫn ánh nhìn của cô như vậy, anh nói gì không đúng hay sao Nhưng <laughs> Rất nhanh thôi em sẽ trở thành vợ của anh Còn bây giờ cùng anh tới chào hỏi một vài người Mạnh Khang tựa tiếu phi tiếu liếc quanh hội trường Rồi nhìn sang khả ngân Người đang sướng sở đứng bên cạnh anh Vỗ nhẹ má của cô Sùng nịnh cười yêu chiều Anh dắt tay của cô bước lại gần Một người đàn ông lớn tuổi Chào Ngô Tổng À Khang Nhi tối rồi sao Người trẻ tuổi thời nay cũng thật lạ lùng Bận bịu với công việc làm giàu cho nên quên ông lão như ta ngô lão già mỉm cười nhìn mạnh khang anh cũng cười kính cẩn đáp lại ngô tổng chính là bạn của ông đội làm gì có ạ à? cháu làm sao dám quên người chứ à vị này là từ khả ngân vì hôn thê của cháu khả ngân ở bên cạnh tiến lên cúi đầu chào ông mỉm cười lễ phép ngô tổng cháu chào người à, tốt tốt lắm đứa trẻ ngoan rất đáng yêu ông cười hiền từ xoa đầu khả ngân hành động yêu thương ấm áp khiến khả ngân được thụ sụng nhược kinh mạnh khang đứng bên cạnh vui vẻ nhìn cô khang nhi cuối cùng cháu cũng tìm được một việc tốt rồi sắp lập gia đình rồi sao nhưng sao không nghe cháu công bố tin tức này mạnh lão kia cùng với bố mẹ cháu đã biết hay chưa dạ vâng cháu định đợi ông nội và bố mẹ về nước sẽ tổ chức lấy đính hôn lúc này đây khi nghe hai người nói chuyện khả ngân chợt ngẩn người đúng vậy bên cạnh của anh cũng đã được một thời gian rồi nhưng tại sao Cô chưa từng nghe anh kể về gia đình của anh vậy. Đưa mắt nhìn Mạnh Khang đang cười nói bên cạnh, với hàm ý sâu xa. Có lẽ tối nay về phải hỏi gió mới được. Đường lúc mọi người đang trò chuyện, nhâm nhi đồ uống, thì một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, ăn mặc lòe loẹ tiến về phía này. Tự tình dù khoác tay vị hôn thê của mình, lãnh Mạnh Phi, nhiều điều mà bước tới. Ngô Tổng nhìn thấy tiểu tự lãnh ra thì cũng mỉm cười ý vị. Ai chẳng biết hắn là tên phá gia chi tử, xí nghiệp lánh thì xuống dốc như vậy, bây giờ cũng đều là do một phần công sức của hắn. Chị hai, chị cũng đến. Tiếng chị hai phát ra từ miệng của cô ta, khiến cho khả ngân rụng mình, quá mức là kinh tệm. Mấy năm qua có bao giờ, bọn họ chị em cơ chứ, thực sự là được cười. Ồ, hóa ra, cháu là đại tiểu thư của từ gia. Ngô Tổng tỏ ý bất ngờ, nhìn khả ngân, rồi điếc sang mạnh khang. Dạ vâng ạ. À. Rất nhiều lần muốn phủ nhận thân phận này, nhưng giọng máu của ông ta vẫn đang chạy trong người. Cô không thể xóa đi điều đó. Vai gầy rụ xuống, khả ngân dậu dĩ trả lời. Ồ, ngô tổng cũng ở đây à? Xin chào ngài. lãnh mạnh phi hống hách đứng bên cạnh chẳng xem ai ra gì. Bỗng nhìn thấy ngô tổng, ánh mắt sáng rỡ, nhanh chóng bắt tay chào hỏi. Lánh thiêu già, đại giá quang lâm, thực sự là vinh dự cho lão già này. Ngô tổng ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh giọng lên tiếng. Không cần quá khách khí như vậy, đều là chỗ quen biết, Dự án lần này của chúng ta cũng sắp ký kết Tôi tất nhiên phải để mặt chứ Khả Ngân trợn mắt lên Nhìn tên em dễ hách dịch này Hắn ta không biết rằng người Trung Quốc Luôn luôn khách sáo như vậy hay sao Chuyện ký kết có lẽ chúng ta Cũng cần nên bàn bạc lại mới phải Bỗng tự du bên cạnh Giả giọng thụ nữ Tiến lên phía trước đưa đi rượu mời Khả Ngân Nhưng đột nhiên cô ta lách người Ngã xuống kéo theo Khả Ngân trước mặt Chết lòng màu đỏ sấm sóng ránh trong ly thủy tinh tràn ra ngoài đổ lên váy áo của cô Em có sao không? Mạnh Khang đứng ở bên cạnh Một bên tiếp chuyện với Ngô Tổng Một khác không chú ý tới bên cạnh này Kết quả là khả ngân của anh đang chật vật dưới sàn nhà Mì tâm của cô khẽ nhíu lại Sắc lạnh liếc nhìn tịnh du Đưa tay cho Mạnh Khang đỡ dậy Cô lắc đầu cười nhẹ bảo không sao Đưa cho anh xem chân có bị chật khớp hay không Mạnh Khang lo lắng kiểm tra cô từ trên xuống dưới không thèm để ý đến nụ cười trêu chọc trong mắt của ngô tổng khả ngân thì xấu hổ cúi đầu chôn vào ngực của anh ờ thật em không sao cô chưa kịp dứt lời thì bên cạnh giọng nói lạnh lót của tịnh du vang lên cô ta vừa được lãnh ngạo phi nâng dậy ra vẻ uất ức nhìn cô trong mắt long lành ánh nước tiêu chuẩn cho kiểu người bị bắt nạt chị hai sao chị đột nhiên lại kéo em rất đau nhá nghe tiếng nghỉ non mọi người trong hội trường đều chuyển mắt về hướng này vây quanh bạn tán có người nhận ra hai vị tiểu thư nhà họ từ có người nhận ra hoa hoa công tử láng ra nhưng cũng có người tinh ý nhìn thấy ánh mắt lành đùng của mạnh khang không ai dám nói thêm gì nữa tôi tôi kéo cô khi nào khả ngân khó có thể tin nhìn em gái đùa gì mà lạ vậy chứ từ khả ngân hôm nay cô thật quá đáng thấy người yêu ủy khuất trực khóc lánh mạnh phi hung hăng tiến về phía trước trừng mắt nhìn khả ngân môi của anh ta nở một nụ cười đều cáng chẳng nhẽ cô còn đang mang hận chuyện không thể gạ cho tôi cho nên mới mạo oán hận độ lên đầu suzu du du hay sao chứ khả ngân bật cười người đàn ông trước mặt này thực sự là quá ảo tượng sức mạnh hắn ta đâu biết rằng cô đã cảm tạ thần linh như thế nào vì cách của nợ này đã rơi vào tay tịnh du vậy bây giờ lấy đâu ra oán hận đây chị chẳng lẽ thật sự như vậy sao em em không biết nên làm như thế nào cho tốt tất cả đều là ý của cha em không thể làm trái tịnh du nức nở đưa tay lên lau đi vệ nước mắt nhìn hành động vội rủi của cô ta mọi người đều tỏ vẻ cảm thông sâu sắc còn cô rất tự nhiên biến thành người phụ nữ độc ác trong câu chuyện đậm chất ngôn tình này khả ngân định nói gì đó nhưng lại phát hiện ra cánh tay mình đang bị mạnh khang nắm chặt lúc này cô e rẻ ngước lên nhìn anh ánh mắt lạnh lẽo còn làm cho cô hơi sợ hãi lạnh thiếu già đang kể chuyện hài hay sao chứ thanh âm dịu dàng cất lên thu hút tất cả mọi người những cô gái trong hội trường đều mê mẩn nhìn anh vì này là lãnh mạnh phi chưa từng gặp qua anh, cũng đúng, có mấy ai biết được người đứng sau nắm giữ toàn bộ kinh tế thành phố này, cũng như ông chủ của tập đoàn tài chính tuyệt thế, lại là anh cơ chứ. Mạnh Khang rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, vì vậy chỉ có một vài gương mặt lão luyện trên thương trường mới biết đến anh. Đây là Mạnh thiếu. Ngô tổng cũng là người hiểu chuyện, ông biết việc gì nên và không nên nói, vậy nên tốt nhất không nên nói ra thân phận kia. Ồ, Mạnh thiếu hóa ra là người tình bí mật của lục kiến hoa Lánh mạnh phi như chợt nhớ ra điều này liền nói mà không suy nghĩ tới hậu quả lời nói vừa dứt thế giới bỗng chốc chìm trong yên lặng bỗng nhiên phụt một cái khả ngân rồi ngô tổng hai người vì quá bất ngờ mà phụt cười đôi vai run lên dữ dội không thể nín cười chỉ thấy ánh mắt lạnh thấu xương của mạnh khang đang nhìn chằm chằm vào lánh mạnh phi rồi khẽ quay sang trực mắt với cô gái đang nhìn cười ở trong lòng anh em em không có cười Khả Ngân khó khăn mới dứt câu Nhưng vẻ mặt đó như đã phản bội lời nói của cô HPT Channel Anh lặp lại lời nói một lần nữa Mạnh Khang đưa tay cởi khuy ở cổ áo tay Hứng thú nhìn lánh Mạnh Phi Cô khí thế áp người này Khiến cho người khác sợ hãi Lãnh Mạnh Phi rẻ rặt Nhìn người đàn ông đẩy khí chất lãnh ngạo trước mặt này Những người thân cận đều biết Hành động này của Mạnh Khang là đang tức giận Và người biết điều đó không ai khác chính là Khả Nhân Và Tận Minh đang đứng phía sau của anh Tôi nói, anh uh, chính là người tình của Lục Kiến Hoa." Lãnh Mạnh phí ấp úng khó khăn, hoàn thành câu nói, hắn không thể bị làm bé mặt ở đây được. Bỗng hai bóng người tiến lên, mọi người tự động xích ra nhường đường. "Ồ, oh, xin hỏi Lãnh thiếu gia, tôi có người tình bí mật từ bao giờ vậy?" Lục Kiến Hoa tiêu sái bước tới, cánh tay rắn chắc vòng qua eo của Yến Phương, cho thấy sự chiếm hiểu của anh. Khả Ngân trợn mắt nhìn hành động thân mật của hai người mới tới, đưa mắt khó hiểu nhìn cô bạn thân nhất của mình. Mọi người bên cạnh xôn xao hẳn lên Lãnh mạnh phi dùng mình Không biết nên mở miệng như thế nào Trên thường trường ai cũng biết rằng Lục thiếu tuy bề ngoài tao nhã Nhưng bên trong lại rất nguy hiểm Không phải là người mà ai cũng có thể đụng vào Ờ tôi... tôi... Mạnh phi, có gì mà phải sợ chứ Tịnh dù phách lối, không biết điều Cười xấu xa nhìn lục kiến hoa và mạnh khang Tôi nói anh ta Chính là người tình của anh đấy, thì sao nào Bốp một cái Lời vẫn còn chưa dứt thì một cái tác giáng xuống mặt của tịnh du yến phương hung hăng chừng mắt nhìn cô gái bề ngoài nhu nhược nhưng lại vô cùng xấu xa này thật ra yến phương đã muốn dạy cho tự tịnh du này một bài học tự rất lâu rồi nhưng vì nghĩ đến khả ngân cho nên cô đã thôi nhưng hôm nay cô kiêu ngạo không coi ai ra gì như vậy thực sự là không thể bỏ qua cô cô dám đánh tôi bộ dạng của tịnh du chật vật ngã vào trên người của lánh mạnh phi đưa tay ôm một bên má ửng đỏ khó tin nhìn yến phương Khả Ngân nhìn một mạng trước mắt, thực sự cô không biết nên làm sao. Có ai có thể nói cho cô biết, Yến Phương của cô biết đánh người từ khi nào vậy? Phương Phương, cậu... Khả Ngân đang định nói gì, nhưng Yến Phương đang tức giận đứng bên cạnh, đã dành nói trước. Cô là cái gì mà tôi lại không dám đánh cô chứ? Xin lỗi cô, từ nhị tiểu thư. Cao Yến Phương tôi xưa nay rất ghét những kẻ nói sẵn nói bậy. Như vậy là làm ô uế không khí nơi đây. Tôi nói cái gì không đúng sao? Cô dám cả gan đánh tôi, nhất định tôi sẽ cho cô biết được. Tịnh Du nhìn mọi người bàn tán, khinh bị nhìn mình thì rất xấu hổ, thèn quá mà hóa giận, hét toáng lên. Yến Phương chỉ vào tay Mạnh Khang nói. Cô ta nói anh là tình nhân của Lục Kiến Hoa. Rồi chỉ sang người đàn ông đang xem kịch vui đứng bên cạnh mình. Nói đùa gì thế? Lục Kiến Hoa mà thích đàn ông thì tôi đây xem là cái gì chứ? Một lời nói hàm ý nhiều ý nghĩ của Yến Phương như một liều thuốc cực mạnh kích thích mọi người. Em đã chấp nhận anh rồi sao? Lục Kiến Hoa mỉm cười xấu xa, nhéo đôi gò má đang đỏ ửng vì ngượng ngùng anh anh là tên xấu xa anh nằm mơ đi lục thiếu xin hỏi ngài và cao tiểu thư đây là có quan hệ gì lục thiếu đã định ngại tốt để đính hôn cho ạ à? hai người quen nhau từ khi nào lục thiếu xin hỏi lục thiếu những phóng viên đang đứng ở trong hội trường như săn được tin tốt lành liên tục đưa máy ảnh chụp về phía hai người ánh đèn phở lát lóe sáng khắp nơi khang khang ngân kéo tay mạnh khang gương mặt ngơ ngác rất đáng yêu Sao thế bảo bối? Mạnh Khang từ nãy tới giờ không nói, vui vẻ đứng ở một bên xem kịch hay. Anh cũng rất vui, vì lần đầu tiên anh thấy Lục Kiến Hoa thường lòng để tâm đến một cô gái. Chuyện này là như thế nào? Yến Phương sao lại ở cùng với Lục Kiến Hoa? Từ bao giờ vậy? Sao mà anh biết được? Em phải đi hỏi chị em tốt của mình chứ. Trêu chọc cô dường như đã trở thành sở thích của anh mất rồi. Đáng ghét, mình về thôi anh. Em không muốn gặp cao Yến Phương xấu xa kia nữa. Thế mà dám mở miệng khép miệng sừng hồ chị em với cô. Vậy mà chuyện quan trọng như vậy cũng giấu, thực sự là đáng giận. Được rồi, anh đưa em về. Tinh thần của Mạnh Khang rất tốt, anh cương chiều bảo hộ khả ngân ở trong lòng, khẽ khàng hôn lên vành tay của cô. Hội trường đang ồn ào, nhanh chóng đưa khả ngân rời đi, về nhà của hai người. Sau khi về nhà, Mạnh Khang vào phòng tắm, khả ngân buồn chán cầm điện thoại, không biết có nên gọi cho Yến Phương hay không, nghĩ đến cô lại vừa thức, lại vừa thương. Đang lúc phân vân, thì điện thoại trên tay reo lên nhìn dãy số lạ trên màn hình khả ngân chậm rãi suy đoán đối phương là ai khả ngân xin nghe chào con tiểu nha đầu khắc nhĩ tần cười sảng khoái trong điện thoại a à, vì bất ngờ mà đột nhiên khả ngân hét lớn khiến mạnh khang trong phòng xấy tóc đột nhiên giật mình chạy ra ngân nhi có chuyện gì thế em bị làm sao nhìn vẻ mặt vô tội ái ngại của cô lo lắng trong lòng của anh như được gỡ xuống ờ à, không sao ạ à? vậy tại sao lại hét lớn? à không, em chỉ là hơi kích động mà thôi, không có chuyện gì đâu, thật đấy. anh nhanh chóng sấy khô tóc đi, không khéo lại cảm mất. cô quan tâm đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, giọng nói ngọt ngào khiến cho người đàn ông trước mặt say đắm. nhà đâu? con đào nói chuyện với ai thế? người đàn ông đang ở cùng với con là. alo, alo. sao giọng tên nhóc này lại quen thế nhỉ? cả hai người cứ thế nhìn nhau mà quên mất điện thoại vẫn còn đang kết nối. Mọi chuyện có lẽ khắc nhị tân đã phát hiện ra. Đang lúc khả ngân đỏ mặt bối rối, không biết phải làm thế nào, thì Mạnh Khang nắm lấy điện thoại, đưa lên tai nói. Người không biết, gọi điện thoại vào lúc đêm khuya là bất lịch sự hay sao chứ, tam thúc. Giọng của anh lạnh băng, hơi tỏ vẻ tức giận. Láo hậu gia này, thực sự là quá rảnh rỗi. Cậu, Khang Nhi sao? Khắc nhĩ tân như bị chặn họng không nói nên lời. Ai có thể nói cho ông biết, tại sao tên gia hoàng này lại cầm điện thoại của con gái nuôi của ông chứ anh anh vừa nói cái gì cơ tam thúc khả ngân đứng ở một bên kinh ngạc nhìn anh mạnh khang mỉm cười ra hiệu bảo cô im lặng là con đây con không có thời gian đâu nói chuyện với người sau nhé không đợi lão giả bên kia kịp phản ứng anh điện cúp máy tiện tay vứt luôn điện thoại lên bàn khang chuyện là như thế nào vậy sao anh lại biết cha nuôi khả ngân khó tin nhìn anh à thì tam thúc là bạn tốt của cha anh Mạnh khang biết có những chuyện chưa thể nói ra vào lúc này cho khả ngân biết Ồ, à, hóa ra trái đất này tròn như vậy tin tức này khiến cho khả ngân rất vui cô đã từng rất lo lắng về vấn đề gia thế giữa hai người cô sợ rằng mình không xứng đáng về gia thế hiện hách của anh nhưng bây giờ thì có lẽ cha nuôi sẽ giúp cô khả ngân cười ngọt ngào kéo chăn nằm xuống giường đình ngủ say sau một buổi tối mệt mỏi thì bóng cánh tay rắn chắc lại kéo cô lại thân thể cường tráng của mạnh khang đẻ lên cô anh ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô, nỗi khao khát trào dâng trong đôi mắt của anh. Mạnh Khang nhanh tay rút dây áo ngủ buộc hử bên thắt lưng của cô, một thân thể trắng mịn xinh đẹp của cô vì ngượng ngùng mà đỏ hồng trong rất muốn cắn một ngụm. Cô nghe tiếng thở mạnh của anh, đôi mắt lạnh đùng và lúc này lại như dòng suối mắt trong trẻo, cưng chiều hôn lên vầng trán của Khả Ngân. Khang. Khả Ngân rên rỉ thở dốc, Mạnh Khang che đi cái miệng nhỏ nhắn không an phận kia bằng một nụ hôn nóng bỏng, Chiếc lưỡi của anh cuống huyết cùng với chiếc lưỡi thơm tho của cô. Hai người hôn nhau thắm thiết, bên môi còn có sợi chỉ bạc óng ánh hấp dẫn. Bảo bối. Anh rời khỏi môi của cô, giọng hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, một tay ôm sát vào người, một tay phụ lên bên ngực căng tròn đang cương cứng của cô, mà ra sức bóp nắn đủ thành hình dạng. Khuôn ngực đầy đặn của cô co giãn, sợ rất tốt, khóe miệng của anh nhếch lên vẻ hưởng thụ. Bảo bối, ngoan nào. Đôi môi ra sức ngậm mút, bên ngực còn lại đủ hoa bị kích thích của anh mà đỏ sậm khả ngân thở dốc vòng tay ôm chặt đầu của anh cô ướn người để cho anh dễ dàng hôn bút hơn nữa trong một đêm trên chiếc giường rộng lớn trong một ngôi biệt thự sang trọng đôi tình nữ quấn quýt lấy nhau không biết bao nhiêu lần hai thân thể quyến rú hỏa quyện cùng với nhau tạo thành một cảnh tượng ma mị và hấp dẫn sáng ngày hôm sau đang lúc hai người ngồi ăn sáng thì mạnh khang nhận được điện thoại từ nhà chính mẹ à con có khỏe hay không? Lâu quá rồi, chưa về bên này thăm mọi người hả con? Dù sao thì cũng sống một thành phố mà. Mẹ Mạnh không vui lên tiếng. Trong ba đứa con, bà rất kỳ vọng vào con trai lớn, luôn luôn chính chắn và tài giỏi này. Con xin lỗi, tại vì công việc bên này hơi bận, nhưng mà không sao, cuối tuần này con sẽ về cùng với một người nữa. Anh hơi dừng lại, quay sang nhìn khả ngân, đang hợn dối căm cúi, ăn phần bánh sandwich kẹp rau kia. Rồi anh cười sâu xa. Ai? Người đó mẹ có biết hay không? Mẹ dịch hưng phấn lần đầu tiên con trai dẫn người về nhà. Chính là vợ tương lai của con. Nghe câu vợ tương lai từ miệng anh thốt ra, khả ngân dựng ăn, ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Vợ, có phải là cô gái mà báo chí vừa đăng tin lúc sáng hay không chứ? Đúng vậy, mang nó về đây, mẹ sẽ báo trước về cha của con. Được rồi, con phải tới công ty, tạm biệt mẹ. Đặt điện thoại xuống bàn, mạnh khang nhìn khả ngân nói. Sao em lại không ăn nữa, Mẹ... mẹ gọi anh có chuyện gì quan trọng sao? Không có, mẹ chỉ bảo cuối tuần này cùng nhau về nhà, em đi với anh nhé. Mạnh Khang muốn cô trở thành người của anh, đảm bảo cả về mặt tình cảm lẫn luật pháp, cho nên phải nhanh chóng đưa cô về ra mắt cha mẹ. Anh tin tưởng khả ngân, hoàn toàn đủ tốt để đảm nhiệm chức thiếu phu nhân của nhà họ Mạnh tiếng tăm lửng lấy. Cô không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ. Khả ngân đã từng suy nghĩ tới, đằng nào cũng phải đến chào hỏi cha mẹ anh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt. Làm sao đây? Có nên đi hay không chứ? Ngân Nhi, em sao thế? Mạnh Khang lo lắng nhìn cô đang thất thần. Chẳng nhẽ em không muốn đi hay sao? Giọng của anh hơi chậm xuống, đôi mắt sâu xa nhìn cô. Đang suy nghĩ miên man, nghe Mạnh Khang nói như vậy, cô giật mình lắc đầu, vẻ mặt bất an nhìn anh. À, không, nhưng mà em vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nữa. Mạnh Khang thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói, thì ra khả ngân không phải là không muốn trở thành vợ của anh. Không sao, coi anh ở đây rồi. Mạnh Khang ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cô, siết chặt vào lòng. Khả Ngân gật đầu an tâm, đúng vậy, Mạnh Khang sẽ luôn luôn bên cạnh cô như thế. Khả Ngân nghĩ đến một đêm trăng nào đó của trước kia, người đàn ông này cũng ôm cô vào lòng mà thủ thị, câu nói động lòng người như vậy. Từng câu từng chữ như ngấm thật sâu vào đáy lòng của cô, như một dòng nước ấm chảy xuyên suốt tâm hồn của cô. Sau khi hôn tạm biệt Mạnh Khang, Khả Ngân tâm dạo dực bước vào văn phòng luật, nhạc nhiên mang vào cho cô một tách cà phê sữa nóng, rồi cẩn thận báo cáo công việc. Chị Khả Ngân, chuyện mà chị đã phân phó, em đã điều tra xong rồi. Đúng như chị nói, từ mục tổng thật sự là có vận chuyển trái phép, năm đô hàm cấm theo đường biển tới Hồng Kông. Nhưng em cần có một chút thời gian nữa để thu thập thêm chứng cứ. Khả Ngân như có điều suy nghĩ, tất cả những việc làm sai trái của ông ta nhất định phải chịu trừng trị trước pháp luật. Cho dù tử mục là cha ruột của cô đi chăng nữa Vì đã tự rất lâu rồi Họ không phải là cha con nữa Được rồi em làm thật cẩn thận Chỉ chờ tin tốt của em Vâng ạ à, em xin phép ra ngoài trước Nhạc nhiên vừa đóng cửa lại Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Là anh gọi đến Khả Ngân cười ngọt ngào nhấn nút nghe điện thoại Bảo bối Âm thanh quyến rũ của anh ở đầu dây bên kia điện thoại Truyền vào tai của Khả Ngân Khiến cho cô đỏ mặt Hóa ra yêu một người cảm giác lại như vậy chỉ cần được nghe giọng nói của đối phương thôi Dù chỉ là một đơn âm Cũng có thể khiến cho bạn hạnh phúc đến như vậy Vâng ạ à, Anh rất nhớ em Như có thể tưởng tượng được Về mặt lúng túng của cô Anh nói kèm theo tiếng cười nhỏ Khang, không phải là chúng ta Vừa mới tạm biệt cách đây một giờ hay sao Tuy ngoài miệng khẽ trách móc Nhưng cô không thể phủ nhận được rằng Chỉ cần là anh Dù hành vi như thế nào đi chăng nữa Cô cũng có thể dung túng đây mới chính là tình yêu thực sự mà cô đã tưởng khao khát. Hôm sau Khả Ngân theo Mạnh Khang về Mạnh Gia ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, nơi cha mẹ Mạnh Khang ở là một tòa biệt viện sang trọng được xây liền vách núi. Khung cảnh non nước hữu tình nơi này rất thích hợp để cho người ta thư giãn để sống yên bình. Chiếc BMW của anh chậm rãi lăn bánh dọc con đường đá dẫn vào trong nhà. Khi xe dừng lại, Mạnh Khang bước xuống xe nhưng vẫn không thấy Khả Ngân đâu. Anh tức cười nhìn cô gái, đang rút đầu như con ruột rụt cổ trên ghế lái phụ. Ngoan nào, Ngân Nhi, đi vào cùng với anh. Mạnh Khang mở cửa xe, cưng chiều vút vé khuôn mặt đỏ hồng của cô. Khang, hay là để hôm khác đi. Khả Ngân rất lo lắng, đùa gì thế, nói thẳng ra là hôm nay cô sẽ đi ra mắt cha mẹ chồng, không thể không hồi hộp sao được cơ chứ. <cười> Tiếng cười giòn tan của anh phá tan bộ không khí yên tĩnh nãy giờ. Sao lại thế rồi chứ? Khả Ngân của anh hôm nay Tại sao lại nhút nhát như vậy? Đứng trên tòa án trước bao nhiêu người em còn không hề sợ hãi. Vậy mà tại sao lại sợ khi bước vào nhà anh chứ? Vừa an ủi cô, Mạnh Khang dịu dàng gỡ đi tàng đá nặng chiếu trong lòng của cô. Em yên tâm, cha mẹ của anh rất cởi mở, thân thiện. Họ sẽ thích cô gái mà con trai của họ đã thích. Thật chứ? Khả Ngân do dự một hồi, bị những lời nói ngọt ngào của Mạnh Khang dụ dỗ, Cô ngờ phực hỏi nhỏ. Tất nhiên rồi, em không tin anh hay sao? Mạnh Khang làm bộ tức giận, ngay lập tức khả ngân gật đầu như chống bỏi anh vui vẻ dắt tay cô vào trong nhà đây là lần đầu tiên khả ngân bước vào một căn nhà không phải nói là dinh thự sang trọng như vậy kiến trúc của ngôi nhà mang đậm nét hiện đại phương tây xen với lên nét cổ kính phương đông một sự kết hợp rất hoàn hảo đại thiếu gia đã về quản gia dẫn đầu một nhóm người ra cửa chào đón khả ngân cả kinh nhìn hai hàng người trước mặt này cô không thể phủ nhận được rằng từ ngày quen biết với mảnh khang đến nay của có rất nhiều lần đầu tiên. Xin chào, đây là từ Khả Ngân, vợ sắp cưới của tôi. Anh giới thiệu Khả Ngân với mọi người như một chuyện bình thường. Chào từ tiểu thư. Mọi người kinh cẩn cúi đầu chào cô. Khả Ngân e lẻ cười, lòng thầm niệm đại bi chú. Kiểu này chắc là mình tụn thọ mất. Ờ, à, chào mọi người. Vào phòng khách, những người nên có đều không thiếu một ai. Mạnh kháng trong mày, nhìn vì mẫu hậu kính yêu, người đang tùm tìm ngồi ở đằng kia. Còn về rồi. Khả Ngân không thể hình dung nổi cảnh tượng lúc này. Một vị tỷ tỷ xinh đẹp tự đâu bổ nhào tới, ôm chặt lấy mạnh khang của cô. Ánh mắt thèm thuồng khao khát. Cô trợn tròn mắt nhìn mạnh khang cau mày. Mẹ à, mẹ có thôi đi hay không? Giọng điệu của anh lạnh lùng, đánh gãy vui vẻ của chị gái kia. Nhưng cô ấy vẫn không chịu buông anh ra. Mẹ sao? Khả Ngân lại sốc tập hai. Đùa gì thế? Người phụ nữ trước mặt này nhìn vào chỉ thấy ngoài ba mươi. Sao có thể là mẹ của anh được chứ? Em đừng nhìn vẻ bề ngoài của bà ấy mà bị đánh lừa Đã là mẹ của ba đứa con rồi Mà vẫn còn nhí nhảnh như thế Cha, người nói xem Có phải là người đã lấy nhầm người rồi hay không Ờ thì hình như là như vậy Cha Mạnh cũng hủa theo Mạnh Khang trêu đùa vợ của mình Mẹ Mạnh tuy đã sắp 50 Nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ Nhìn bà vẫn còn xuân sắc Như những phụ nữ trẻ tuổi lúc bấy giờ Rất nhiều người đã bị vẻ đẹp trẻ trung lại đánh lừa Bao gồm cả khả ngân Các người hủa và bắt nạt tôi Vũ, Hình, hai đứa màu tới đây bảo vệ mẹ mẹ dịch chạy tới hai bên đứa con sinh đôi xinh đẹp hôn chụt lên má của bọn họ nhìn hành động trẻ con của bà cặp song sinh bật cười khiến không khí bốc chốc càng thêm náo nhiệt vui vẻ khả ngân đứng bên cạnh anh âm trầm suy nghĩ quả đúng như những gì mạnh khang nói gia đình anh ấy tuy lạ thế ra nhưng lại rất thân thiện cha mẹ đây là tư khả ngân vợ sắp cưới của con lúc nãy đây mạnh khang kéo khả ngân ngồi xuống bên cạnh lên tiếng giới thiệu với gia đình Cháu chào hai bác Khả Ngân lấy phép cúi đầu chào Cha Mạnh cũng cười cười gật đầu đáp lại Mẹ Mạnh thì vui vẻ Nhích sát người tới bên cạnh cô Đưa tay nhéo má miệng màng của Khả Ngân Tốt quá, con thực sự đã xinh đẹp Hàng nhỉ cuối cùng Cô có thể lập gia đình rồi Nghe bà nói như vậy, không hiểu sao Khả Ngân cảm thấy xúc động dâng trào Càng thêm nắm chặt lấy bàn tay của anh Mạnh Kháng thấy cô khác thường Liền hỏi nhỏ Em không sao chứ Dạ không ạ, à, em thấy rất vui Ừm. Còn hai đứa kia là Song Sinh đấy, Mạnh Vũ và Mạnh Khả Hinh, hai đứa đều là sinh viên của Cambridge. Mau tới đây, chào chị dâu đi nào. Em chào chị dâu. Hai đứa tinh nghịch nháy mắt, lần đầu tiên Khả Ngân thấy được một gia đình hoàn mỹ, toàn mỹ nam mỹ nữ như vậy. Chào hai em. Nếu không nhờ Mạnh Thang giới thiệu, cô có lẽ đã nghĩ hai người này mới chỉ là học sinh trung học, vẻ non nớt xinh đẹp bên ngoài đã che lấp đi tuổi tác của bọn họ. Tốt lắm nhận thức tới đây thôi, chúng ta vào dùng cơm rồi sẽ trò chuyện tiếp. Cha Mạnh đứng dậy, mọi người cũng bước theo. Dường như những thành viên trong gia đình này đều hài lòng đối với Khả Ngân. Đối với bọn họ, sự lựa chọn của con trai, anh trai luôn luôn là hoàn hảo nhất. Và lần này cũng như vậy. Khả Ngân và Mạnh Khang chậm rãi bước theo sau cùng. Ơi, à, làm em hồi hộp chết đi được. Khả Ngân thở hắt ra nhẹ nhóm. Thế nào, lời anh nói đúng chứ? Mạnh Khang đắc ý cười nhìn cô. Vâng ạ. Cô cũng ngọt ngào nhìn anh, bỗng nhân lúc mọi người vào phòng ăn, Mạnh Khang nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô. Khả Ngân mặt ửng đỏ, kinh hái nhìn xung quanh, hành động ngây thơ ấy khiến cho anh bật cười. Dù chỉ là một cái chạm môi, đối với hai con người say đắm trong tình yêu ấy, đã là quá đối ngọt ngào. Khả Ngân biết rằng trước khi kết hôn với Mạnh Khang, có một số chuyện có lẽ phải giải quyết rõ ràng. Hôm nay có lẽ là đến lúc chấm dứt quan hệ với tự gia. Chiếc ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự tử ra từ trên xe một cô gái quyến rú mặc một chiếc đầm màu đen huyện bí bước xuống khả ngân lấy kính dâm xuống khẽ nhếch môi nhìn toàn bộ ngôi nhà ngôi nhà đã gắn liền với tuổi thơ đau khổ của cô đưa tay ấn chuông cửa rất nhanh quản gia xuất hiện cúi người chào cô đại tiểu thư không cần tôi không còn là đại tiểu thư của tử gia nữa ông đừng kính cẩn như vậy tôi muốn gặp từ tổng cô lạnh lùng lên tiếng toàn thân phát ra cái nhìn lạnh lẽo khiến cho viên quản gia dùng mình. Ờ, vâng, vâng ạ. À. Rất nhanh, viên quản gia bước vào trong nhà, mời cô vào. Cô kiêu ngạo bước vào. Tại phòng khách, mọi người đều có mặt đầy đủ. Mẹ con tiện du liếc mắt to mắt nhỏ chừng cô, còn từ mục thì lạnh nhạt bảo cô ngồi xuống. Khả nhân nhếch môi khẽ cười, rồi ngồi xuống đối mặt với ông. Có lẽ ông cũng biết, mục đích của tôi hôm nay đến đây. Chúng ta là cha con, đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ, Ngân Nhi. Từ mục ngoài mặt thì vui cười, nhưng trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, nguyện rủa đứa con gái chết tiệt này. Cha con sao? Khả Ngân bật cười. Ông nói, chúng ta là cha con sao? <laughs> tự Khả Ngân, mày đừng có mà lớn lối. Tịnh Du trợn mắt lên, quát nạt với cô. Du nhi, con ngồi im đó cho cha. Từ bộ khẽ mắng tịnh Du, rồi quay sang mỉm cười thân thiện với cô. Ờ, sao con lại nói thế? Con là đại tiểu thư của tử gia cơ mà sao con lại tìm mọi cách để hại chúng ta như vậy chứ cái danh đại tiểu thư này tôi gánh không nổi đâu từ tổng từ nhiều năm trước đây đây đã không phải là nhà của tôi nữa rồi hay nói chính xác hơn là cái ngày mà từ khi mẹ tôi qua đời số mệnh đã định sẵn tôi với ông không thể làm cha con được nữa con tử mục tức giận nhưng lại cố gắng kịp nén tôi sẽ nói thẳng luôn vấn đề việc buôn bán trái phép của ông đã bại độ bao nhiêu năm qua ông làm ăn phạm pháp như vậy lần này tôi sẽ khiến cho ông phải ra hậu tòa Hỗn lão, sao mày lại dám đối xử với cha mày như vậy chứ? Từ đại phu nhân lớn tiếng quát mắng, tức giận nhìn cô. Khả ngân nhìn một được gia đình ba người này khinh bị. Rốt cuộc phải đi đến bước đường cùng đoạn tiệt này đều là do họ tự mình chuốc lấy mà thôi. Không dễ đâu con gái, đừng xem thường từ mục ta như vậy chứ. Ông ta bật cười tự đắc. Thật ra thì rất dễ đó, từ tổng à. Giọng nói mang theo vẻ đùa bỡn mang lên từ phía cửa, Mọi người cùng quay đầu lại thì đã thấy cảnh sát tiến vào từ lúc nào. Từ mục, chúng tôi nhận được bằng chứng ông buôn bán trái phép, vượt cảng trái phép Hồng Kông. Hiện tại, mời ông đi theo chúng tôi về đồn để điều tra. Cảnh sát trưởng thành phố ra hiệu cho người bắt từ mục lại. Lão cáo giả lăn lộn trên thiên trường nhiều năm như từ mục, có kết cục như ngày hôm nay. Âu cũng là ác giả ác báo. Mẹ con tỉnh du kinh sợ khóc thét lên, chạy theo từ mục bị bắt rời đi. Khả ngân nhìn lại, chuyện ngoài ý muốn này không biết có dư vị gì cô quay sang người đàn ông lẽ ra không nên có ở nơi này lục kiến hoa sao anh lại ở đây mạnh đại gia có hội nghị quan trọng nên nhờ tôi đến giải quyết chuyện này anh cười nhìn cô đầy bí hiểm mạnh khang nhà cô đấy lần đầu tiên tôi thấy một con người lạnh lùng đó lại để tâm đến một người cô gái như vậy người ngoài như tôi còn nhận thấy được tình cảm sâu sắc ấy vậy nữa mà chúc hai người hạnh phúc nha ờ à, cảm ơn anh kiến hoa lại nhìn người đàn ông này tuy có vẻ lêu lỏng không quan tâm thế sự nhưng lại là một con người rất sâu sắc. Cô nhìn ra có vẻ như anh ta trong ngoại đối lập, hy vọng rằng Yến Phương, chị em tốt của cô, sẽ được thực sự hạnh phúc. Lâu rồi tôi không gặp Phương Phương, không biết là cô ấy. Cô yên tâm, Phương nghỉ rất khỏe, chỉ có điều là hơi mệt vì bảo bảo hành hạ thôi. Nói tới đây, gương mặt của Lục Kiến Hoa ngập tràn cưng chiều và hạnh phúc. Nhắc tới người phụ nữ bướng bỉnh kia, anh liền yêu thích mà không thôi. Bảo bảo, chẳng lẽ là hai người khả ngân trợn mắt háo mồm không thể tin được nhìn anh ánh mắt kia xẹt qua một tia kinh hỉ đúng vậy cha mẹ cô ấy nói tháng sau là có thể cử hành hôn lễ được rồi quá wow, trọng đại như vậy mà chuyện con nhỏ đó không thông báo với tôi một lời khả ngân tức giận, trừng mắt phương nhi nói rằng cô gần đây rất bận rộn cho nên cô ấy hy vọng cô nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi hạnh phúc sống bên cạnh mạnh khang như vậy chúng ta không phải là xong hỉ lâm môn rồi hay sao chứ lục kiến hoa thậm nghĩ không chừng bọn họ có thể còn tổ chức đám cưới cùng một lúc. Được rồi, nhất định vậy. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cô cảm động nhìn Lục Kiến Hoa, khóe mắt rưng rưng. Thôi nào, Mạnh Phu Nhân, Mạnh Khang có dặn xong chuyện bên này thì cô đến công ty của cậu ấy. Được rồi, vậy thì tôi đi trước. Khả Ngân nhìn Lục Kiến Hoa rời đi, cô đưa mắt nhìn lại căn biệt thự tử ra một lần nữa. Nơi này có quá nhiều ký ức đau thương, nơi này có quá nhiều đau khổ mà cô không muốn nhớ tới. Nhìn lại căn nhà lần cuối, Khả Ngân ngước mặt lên trời nhưng áng mây lãng đáng trôi bồng bềnh cô khẽ mỉm cười như chút được gánh nặng mẹ ơi tất cả đã qua rồi tại tập đoàn tuyệt thế khả ngân tiến vào trong thang máy chuyên rộng đi thẳng lên phòng chủ tịch tại tầng cao nhất rộng lớn sang trọng nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng cô khẽ đẩy cánh cửa bước vào người đàn ông cô nguyện ý dùng cả đời để yêu thương lại đang ngồi cạnh bàn làm việc khẽ ngẩng đầu cười với cô ngân nhi lại đây giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại ngập tràn tình yêu và ôn nhu Cô bước lại trước mặt anh, nhìn anh chăm chú. Đã xong hết rồi sao? Thế đấy, người đàn ông này chưa bao giờ hỏi đến quá trình, chỉ quan tâm tới kết quả. Cho dù có mệt mỏi giã rời với đau thương, chỉ cần một câu hỏi của anh khiến cho cô cũng cảm thấy xúc động. Anh không đích thân tham gia vào, chỉ đứng ngoài lặng lặng quan sát và bảo hộ cho cô an toàn. Anh không hỏi cô những chuyện khiến cho cô thương tâm. Anh chỉ ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, mỗi khi cô gục ngã. Thực sự là may mắn biết bao nhiêu khi gặp được một người như vậy gặp được mạnh khang đúng là đúng thời điểm là tuyệt vời ngọt ngào nhất trong cuộc đời của hạ ngân vâng ạ cô ngã vào trong lòng của anh đưa tay ôm lấy cổ của anh thật chặt chỉ cần như vậy chỉ cần một cái ôm của anh cũng đủ để rũ bỏ hết những mệt mỏi của cô có anh ở đây rồi từ bây giờ anh sẽ là người nhà của em sẽ là gia đình của em nước mắt của hạ ngân rơi trên gõ má ửng hồng cô lại càng ôm siết anh thật chặt như muốn dung nạp anh vào cơ thể của mình Em yêu anh, Mạnh Khang. Ngoan, bảo bối, anh cũng yêu em. Anh cúi đầu đặt lên làn môi mỏng, lên cánh môi đỏ mọng của cô, khẽ gạng hôn mút như nâng niu một bảo vật. Anh bờn trốn bộ môi khẽ xưng của cô, quần lấy chiếc lưỡi thơm nhỏ nhắn và nóng bỏng của anh. Cứ như vậy, cả hai hôn nhau nồng nhiệt rất lâu, cho đến khi khả ngân không còn dưỡng khí nữa, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra. Cô cứ tựa vào người anh mà thợ dốc, khuôn mặt hồng hào mê người nhìn anh. Em, Tự khả ngân, nghề nghiệp luật sư, em là một cô gái bình thường, vậy nên cũng cần một người yêu em thật bình thường, vậy mà gặp anh rồi, em lại không bình thường được nữa. Em muốn yêu anh cuồng nhiệt, yêu anh bằng tất cả yêu thương mà em có được trong cuộc đời này. Tuy em có nhiều khuyết điểm, lại không biết quan tâm săn sóc người khác, nhưng kể từ hôm nay trở đi, em sẽ quan tâm chăm sóc mỗi mình anh, yêu anh đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mạnh Khang, hôm nay thật đẹp trời, anh cùng em đi đăng ký kết hôn nhé những lời chân thành sâu sắc ngọt ngào phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô. Hạ ngân si mê nhìn anh, nị non nó nói ra lời cậu hôn kinh người như vậy. Mạnh khang ngẩn người, nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại tâm trí thú vị nhìn cô. Mạnh thiếu anh vậy mà, lại bị một cô gái cậu hôn như vậy. Tự khả ngân, có phải là em quá to gian rồi hay không? Ngay cả quyền lợi của anh, mà cũng muốn tranh giành. Anh chỉ cần nói là chết hoặc nâu no thôi mà. Hạ ngân chu môi hợn dối, vì quá ngượng ngùng mà khuôn mặt trắng mịn lại càng ửng đỏ. Nhưng mà nếu như cô gái đó là em Thì anh sẽ cho phép Mạnh Khang cười tà mị ôm lấy cô mà âu yếm Đâu rồi bởi vì em đã yêu thương anh như vậy Mạnh Khang tôi cung kính không bảo tuân mệnh Ta đi thôi Bầu trời hôm nay rất đẹp Tưởng cơn gió thổi qua hương thơm hoa cỏ mùa xuân Mạnh Khang ôm vai của Khả Ngân Bước ra khỏi tập đoàn tuyệt thế Hôm nay họ đã hợp thành một Yêu nhau đời đời kiếp kiếp Khả Ngân lạnh đùng bước vào nhà tù Nên tử mục đang bị giam giữ nhìn thấy người đàn ông ngồi đó vẻ mặt giả nua không còn nét ngoan độc của một lão cáo giả trên thương trường giờ đây nhìn từ mục chỉ như một người đàn ông trung niên khác sức sống không còn ở nơi ông nữa dường như khi nhìn thấy khả ngân khiến cho ông rất kích động sự xấu hổ phấn uất đều hiện rõ nét trên khuôn mặt của ông khả ngân hứng hờ ngồi xuống chiếc ghế đối diện từ mục lặng lặng nhìn ông không ngờ mày còn đến đây thăm tao không nhẽ mày muốn nhìn tao đau khổ sống ở nơi này tới cuối đời hay sao chứ Ông ta sẽ quét lên, đôi mắt hẳn lên tia máu. Nhưng Khả Ngân vẫn ngồi đó không nói gì, đôi mắt to sáng vẫn như cũ quan sát ông, người cha của cô. Mày và cái thằng khốn kia, chúng mày nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Mạnh Khang, cái thằng nhãi danh con, dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đối phó với tao. Tao có làm ma, cũng sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tử mục như phát tiết lên với Khả Ngân, cô nhìn thấy được sự thù hận trong đôi mắt đó, đáy lọc khẽ nhói lên. Thật lâu, Thật lâu sau khi Tử mục không còn gì để nói nữa, cũng không còn hơi sức để mắng chửi nữa, khả ngân mới từ từ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Năm ấy, khi hại mẹ thôi chết, ta người có từng thấy ân hận hay không? Giọng nói của cô rất nhẹ, rất nhỏ, đến nỗi Tử mục giật mình thẳng thốt nhìn cô. Đôi mắt trong veo trước mặt ông, quá giống với người phụ nữ đó. Cảm giác sợ hãi đột ngột mùa vây, khiến cho mục dùng mình. Ta, ta tà... Thật ra thì tôi đã không còn muốn truy cứu chuyện cũ nữa rồi. Tự lão ra, ông biết không? Bao nhiêu năm nay, tôi khao khát tình yêu thương của mẹ biết bao nhiêu, thì cũng khao khát sự quan tâm từ người cha như vậy. Khả Ngân dựng mắt lại, ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ lại chuyện xưa. Tám tuổi năm đó, trường học tổ chức hoạt động có sự tham gia từ phía phụ huynh học sinh. Hôm đó là ngày hội của cha thì phải. Tôi trước ngày hôm đó, tôi có tới gõ cửa thư phòng, nải nỉ ông cùng với tôi tham gia. Vậy mà thế nào chứ, Ông lạnh lùng quát lên, bảo tôi cút ra ngoài. Ông bảo công ty đang gặp vấn đề, ông rất bận rộn. Hồi đó tôi không suy nghĩ được nhiều như vậy, ấm ức chạy về phòng khóc nước nở. Nhưng rồi lại phải tự an ủi bản thân rằng, không sao cả, chỉ là ông đang rất vất vả, làm việc để nuôi tôi nên người. Một đứa trẻ 8 tuổi đã lạc quan ngây ngô như vậy đấy. Niềm tin dành cho một người cha lớn lao như vậy. Nhưng có lẽ ông không biết, buổi chiều ngày hôm ấy, khi thấy ông vui vẻ cóng tịnh du trên vai, tham gia hoạt động của trường, Niềm tin trong tôi đã lượn vỡ nát tự đó Nụ cười cưng chiều Yêu thương ấy Ông chưa bao giờ dành cho tôi Suốt mười mấy năm qua Tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội để quay đầu Nhưng hình như chúng ta không có duyên phận làm cha con Hạ ngân cười Nụ cười rất đẹp nhưng lại đầy bi thương Từ mục ngồi đối diện với cô sựng sốt Đôi bàn tay của ông ta Đặt ở mép bàn khẽ run run Cô gái trước mắt ông là đứa con gái Của ông và người phụ nữ ấy Nhiều năm qua dường như ông chưa một lần Nhìn kỹ đứa con gái này chu cấp tiền để nuôi cô lớn lên dường như là bổn phận của ông thực sự ông chưa từng quan tâm yêu thương cô cảm giác trong ngực đau đớn khiến cho ông khó thở hôm nay ông mới biết thì ra vì một chuyện cũ xích từ đời trước mà ông lại vứt bỏ đi đứa con gái này máu mụ của ông từ một kích động nắm lấy tay của ông, cô nhưng bàn tay của ông run dậy không cách nào chạm tới cả ngân cả ta... từ láo ra tôi tuy mang họ từ chạy trong ngựa dòng máu của ông có lẽ như chúng ta không thể làm cha con với nhau được nữa Từ nay Ông hãy ở trong này Trả giá cho tất cả những sai lầm của ông trong quá khứ Ông nên nhớ Đây là cái giá phải trả Khi gấp đi sinh mạng của một người phụ nữ Và trôn vùi tuổi thơ của một đứa trẻ đáng thương Không hề đắt một chút nào Khả ngân không nhìn ông nữa Cô không đủ can đảm để nhìn người đàn ông trước mặt này Quá đủ rồi Đã đến lúc cô nên buông bỏ thù hận Và quá khứ đau đớn kia Khả ngân Xin lỗi con Tất cả đều là lỗi của ta Ta đã quên mất rằng trong câu chuyện này con không hề có lỗi. Nếu như có thì chỉ trách số phận trêu đùa, khiến ta hận mẹ con sâu sắc đến nỗi, không thể nào yêu thương con. Nước mắt của ông ta lại trào ra, đôi mắt chứa đẩy nếp nhăn. Nếu, nếu như có kiếp sau, ta sẽ đền bù tất cả những tổn thương này mà ta đã gây ra cho con, khả ngân. Nếu như thật sự có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào với nhau nữa. Tạm biệt. Giọng nói lạnh lùng như kim đâm vào đáy lòng của hai con người đều đang bị tổn thương. Sai lầm khiến con người ta lạc lối, đến nỗi chẳng thể vãn hồi những đau đớn đã gây ra trong quá khứ. Hạ Ngân rời đi không ngoảnh đầu lại, bỏ lại phía sau từng câu xin lỗi, được thốt ra muộn màng từ người cha không xứng đáng. Mây đen răng kín cả bầu trời, mưa từng giọt nặng hạt rơi xuống nhưng chẳng hề báo trước. Từng giọt mưa lạnh lẽo rửa sạch tất cả bụi bẩn, cuốn trôi hận thụ trong lòng người đi. Ngân nhi, Hạ Ngân khẽ ngừng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đi tới, cầm ô tới gần cô. Bóng dáng của anh cao lớn, bước đi kiên định, khiến cho người ta có cảm giác áp bức. Anh bước nhanh tới bên cô, ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy. Không sao rồi, từ nay mọi chuyện cứ giao phó cho anh. Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai của cô. Cô xúc động ôm lấy anh thật chặt. Người đàn ông này đã hứa hẹn cả đời sẽ bên cạnh cô. May mắn sao cô lại gặp được anh ở trong đời. Mạnh Khang, ta về nhà tôi thái tỷ trên khúc nhạc kết hôn vang lên giữa lễ đường xa hoa khả nhân được khắc nghĩ tân cha nuôi của cô dắt tay bước đi trên thảm đỏ tiến về phía mạnh khang và cha xứ đang mỉm cười cùng với cô mọi người đến tham dự hôn lễ rất đông khiến cho khả ngân vừa bước vào trông thấy còn bị choáng ngợp cha mẹ của mạnh khang lục kiến hoa và yến phương đang mỉm cười chúc phúc nhìn họ phía trước là người đàn ông sẽ gắn bó cùng với cô từ bây giờ cho tới suốt cuộc đời Vẻ mặt của Mạnh Khang lúc này không còn là lạnh lùng nữa, mà là đong đầy yêu thương, dịu dàng nhìn cô. Anh mặc trên người bộ âu phục chú rể, được đặt thiết kế tỉ mỉ và sang trọng. Toàn thân của anh phát ra một hơi thở quý tộc, khiến cho mọi người đều choáng ngợp. Từ khải ngân tự nhụ thầm, anh giống hệt như một vị thần Hy Lạp, đẹp đến như vậy. Mạnh Khang lúc này nhìn thấy khả ngân, liền không rời mắt. Chiếc váy kết hợp màu trắng tinh khôi, được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay làm ra, Bây giờ được mặc trên ngựa của cô lại vô cùng hoàn mỹ. Chiếc cổ trắng ngần được đeo vào sợi dây chuyển đá quý sang trọng. Đính vật chuyển tử dành cho dâu trưởng của mạnh gia. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy. Nhưng sao càng nhìn lại càng cảm thấy không đủ. Anh thực sự rất muốn gắn chặt cô ở bên người để không phải nhớ nhung cô nữa. Hàng nhi, ta giao đứa nhỏ này cho con. Con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Giọng nói nghiêm túc của khắc nghĩ tân vang lên Ông chủ mafia nước Ý lúc này cũng giống như bao người cha bình thường khác, hy vọng con gái có một chốn bình yên để tựa vào. Mạnh Khang mỉm cười khi nghe được trong lời nói của Khắc Mỹ Tân, vừa có gửi gắm nhưng cũng giấu được một tia uy hiếp nơi đáy mắt. Anh chân thành nhìn ông. Tam thúc, cô ấy là mạng sống của cháu. Cháu nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương chăm sóc cho cô ấy. Khoảnh khắc anh nói ra những lời này, khỏe mắt của Khả Hân ẩm ướt. Cô xúc động đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn ấm áp của anh. Được rồi, ta tin tưởng cháu. Khắc nghĩ tần vỗ vai của anh, cưng chiều xoa đầu khả ngân, rồi bước xuống phía dưới hạng khách quý. Ngân thì, hôm nay em đẹp nhất. Khi hai người đang đứng đối diện với cha xứ, Mạnh Khang khẽ nghiêng người, thủ thị bên tai của cô. Anh cũng vậy. Khả ngân không lên tiếng, nhưng nhìn anh dịu dàng, dùng khẩu hiệu của mình nói cho anh biết. Bàn tay của Mạnh Khang khẽ siết thật chặt bàn tay của cô. Hôm nay, tại nơi đầy thánh địa tình yêu này, có thượng đế tối cao chứng giám. Mạnh Khang, còn có đồng ý để lấy từ khả ngân làm vợ. Hứa đợi đợi kiếp kiếp sẽ gắn bó yêu thương của ấy. Dù cho sang quý hay bận hàn, dù cho bệnh tật hay đau ốm, dùng cả đời này để bên cạnh cô ấy hay không. Dòng của cha xứ vang lên hết sức thiêng liêng, trái tim của hai người cũng khẽ run rẩy. Con đồng ý. Mạnh Khang nhìn cô nói vô cùng chắc chắn. Hôm nay, tại nơi này, thánh địa tình yêu, có thượng đế tối cao chứng giám, từ khả ngân, con có đồng ý cưới mạnh khang làm chồng hứa đời đời kiếp kiếp sẽ gắn bó yêu thương anh ấy cho dù sang quý hay bần hàn cho dù bận tật hay đau ốm dùng cả đời này để bên cạnh anh ấy hay không vâng con đồng ý khả ngân mỉm cười ngọt ngạo nói ta tuyên bố kể từ lúc này hai con chính thức làm vợ chồng cha sứ vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên dữ dội khắp lễ đường lớn mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho hai người bọn họ mạnh khang xoay người khả ngân lại dịu dàng nâng cặm cô lên đặt xuống đôi môi ngọt ngào một nụ hôn nóng bỏng anh ôm siết chặt lấy cô vào trong lòng chỉ hận không thể thảm cô vào chính mình khả ngân vọng tay ôm chặt cổ anh phối hợp cùng với anh hoàn thành một nụ hôn tuyệt vời nhất hai người cứ thế hôn nhau tới rất lâu này 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 ngừng lại nha cô muốn thì về nhà mà tiếp tục lục quyến hoa đứng dậy bất mãn kêu lên nhưng đôi mắt lại tràn cầm ý cười trêu chọc mọi người một lần nữa bật cười to theo tiếng cười giòn tan của lục kiến hoa vỗ tay vang dội khuôn mặt của khả ngân ửng đỏ vùi sâu vào trong lồng ngực của anh mạnh khang bên cạnh mỉm cười ghé vào tai của cô nói đợi đợi kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa đây chính là lời hứa hẹn tuyệt vời nhất từ anh cô nhìn anh chân thành yêu thương như vậy hạnh phúc ngập tràn tại đất nước hy lạp huyền thoại này tình yêu ngập tràn trong trái tim của cô cảm ơn anh các bạn vừa nghe xong bộ truyện bà xã bảo bối qua sự thể hiện của phương thảo cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo